Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm. Tập 2. Chương 26, Tống Đào. Từ trên xe đi xuống tới hai nữ nhân, có được hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách, lại đều là như vậy hấp dẫn người, chủ điều khiển trên dưới tới nữ nhân, một bộ tóc dài phiêu phiêu, hắc hoạt nhu thuận, không thi phấn trang, lại là không thể bắt bẻ. Lâm Thanh Hạm thân xuyên một cái thiên lam sắc váy dài, cổ tay trắng nõn thượng mang theo một cái bạch kim lắc tay, hai viên nạm toàn lấp lánh tỏa sáng, trắng nõn cổ chỗ, một hệ bạc mang lập lòe, cùng kia trắng nõn cổ lẫn nhau chiếu rọi. Nàng xuất hiện, dường như nhất định phải trở thành vai chính, hấp dẫn người ánh mắt. Thanh Hạm, người đã đến rồi. Một đạo sóc lãng thanh âm vang lên, liền thấy một thân cao 1m8, diện mạo anh tuấn, thân xuyên Armani-Âu phục thanh niên đi nhanh chiều Lâm Thanh Hạm đi tới, ở thanh niên trong mắt, tràn ngập ái mộ. Tống Đào, đã lâu không thấy. Lâm Thanh Hạm đối với thanh niên hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, đã lâu không thấy, người vẫn là như vậy xinh đẹp. Tống Đào chủ động hướng Lâm Thanh Hạm duỗi tay, trong mắt nhảy ra cực nóng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Ta nói Tống Đào, người vừa thấy Thanh Hạm, liền không để ý tới người khác. Ta đứng ở này ngươi nhìn không thấy sao? Thân xuyên màu đen lễ phục Milan, ngữ khí không vui nói, khí chất của nàng, bất đồng với Lâm Thanh Hạm cái loại này linh hoạt kỳ ảo, mà là nhiều chút anh khí, làm người vừa thấy mặt, liền sẽ bởi vì khí chất của nàng mà sinh ra hảo cảm. Đến nỗi Lâm Thanh Hạm, tắc sẽ cho người một loại, chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn cảm giác. Ha ha, đương nhiên sẽ không, ta chỉ là bị hai vị đại mỹ nữ khí chất sở kinh diễm tới rồi. Tống Đào cười ha ha một tiếng, tới, mọi người đều mau đến đông đủ, liền chờ hai vị, mau vào đi thôi. Tống Đào tiếp đón hai nàng vào khách sạn. Ngân Châu thị cục cảnh sát. Trương Huyền nằm ở một trương to rộng làm công ghế, hưởng thụ cục trưởng vì hắn chuẩn bị ướp lạnh dưa hấu, Hàn Ôn Nhu ngồi ở một bên, đôi tay ôm ngực, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong mắt toát ra lửa giận. Hiện tại Hàn Ôn Nhu đã khẳng định, cái này họ Trương, 100% là nhà ai công tử thiếu gia, mặc cho có tiền, làm sằng làm bậy, chính mình cần thiết làm hắn ăn chút đau khổ. Thực mau, tới rồi tan tầm thời gian, hình trinh khoa cảnh sát nhóm lục tục rời đi. Hàn đội, người không đi, một người cảnh sát nhìn về phía Hàn Ôn Nhu. Không đi, Hàn Ôn Nhu trong giọng nói tràn ngập khó chịu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, liền suy nghĩ dùng biện pháp gì có thể làm người này ăn chút đau khổ. Nhìn video theo dõi lúc sau Hàn Ôn Nhu đã minh bạch, cái này Trương Huyền là ở giao thông công cộng trạm bị mấy cái hắc đạo phần tử mạnh mẽ giá đi, ấn bình thường trình tự đi, hắn chỉ cần làm ghi chép là có thể rời đi. Chính là, Trương Huyền bộ dáng kia, cố tình chọc giận Hàn Ôn Nhu, đặc biệt là hắn nói chính mình trạm kia bất động, vài tên tráng hán liền ngã vào trước mặt hắn chuyện ma quỷ, làm Hàn Ôn Nhu phi thường khó chịu. Hàn Ôn Nhu mắt thấy hình trinh khoa người càng ngày càng ít, thẳng đến chỉ còn nàng cùng Trương Huyền thời điểm, nàng nhìn mắt văn phòng góc trái phía trên camera theo dõi, theo sau mặc không lên tiếng đem camera nguồn điện đóng cửa, nhéo nắm tay, chiều Trương Huyền đi đến. Trương Huyền vừa mới ăn xong một cái ướp lạnh dưa hấu, ngồi ở to rộng làm công ghế, vẻ mặt thỏa mãn xoa miệng, liền nhìn đến cái này xinh đẹp cảnh hoa chiều chính mình đi tới. Mỹ nữ, ngươi, Trương Huyền vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhìn đến một con đôi bàn tay trắng như phấn ở chính mình trong mắt nhanh chóng phóng đại. Trương Huyền đầu nhẹ nhàng lệch về một bên, nhẹ nhàng tránh thoát Hàn Ôn Nhu đánh tới một quyền, duỗi chân ở Hàn Ôn Nhu chân trước nhẹ nhàng một quấy, Hàn Ôn Nhu chỉ cảm thấy một trận trọng tâm không xong, cả người hướng phía trước tài đi. Này một tài, vừa vặn làm Hàn Ôn Nhu toàn bộ phần thân trên đều bổ nhào vào Trương Huyền trên người. Trương Huyền giờ phút này, có thể rõ ràng ngửi được Hàn Ôn Nhu phát gian thanh hương, trước người một trận mềm mại phá lệ rõ ràng, nếu không hiểu rõ người, còn tưởng rằng Hàn Ôn Nhu ở chim nhỏ nép vào người đem đầu rúc vào Trương Huyền ngực. Trương Huyền dưới thân làm công ghế bởi vì chịu lực đã xảy ra chậm rãi xoay tròn, như vậy xoay tròn làm không có chịu lực điểm Hàn Ôn Nhu lại một lần sinh ra trượt xuống. Nguyên bản ghé vào Trương Huyền ngực đầu nhỏ, hướng về Trương Huyền bụng rời đi. Hàn đội, không hảo. Phanh, một tiếng, nguyên bản quan trọng hình trinh khoa đại môn bị một người cảnh sát mãnh liệt đẩy ra. Nguyên bản vẻ mặt nôn nóng cảnh sát bởi vì trước mắt một màn này, lập tức trở nên ngây dại ra, hắn nhìn đến, có cảnh đội nữ bạo long chi xưng Hàn đội, chính ghé vào một người nam nhân kia. Giây tiếp theo, này cảnh sát lập tức rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại. Ước 10 giây sau, văn phòng đại môn bị Hàn Ôn Nhu từ bên trong một phen kéo ra, liền thấy Hàn Ôn Nhu nổi giận đùng đùng đi ra,
lưu lại một câu xem trọng hắn lúc sau, bước nhanh rời đi. Lúc trước vọt vào văn phòng cảnh sát liên tục gật đầu, chờ Hàn Ôn Nhu đi rồi, hắn mới thật cẩn thận đẩy ra văn phòng đại môn, hướng ngồi ở làm công ghế Trương Huyền duỗi cái ngón tay cái. Anh em, nghiêu bức. Thường nhân ở một cái xa lạ địa phương vượt qua một đêm, sẽ cảm giác phá lệ dài lâu, nhưng này đối với Trương Huyền tới nói không tính cái gì. Một đêm qua đi, Trương Huyền tinh thần phấn chấn làm đặt bút viết lục, làm theo phép. Tắc tiếp nước hương, Milan chính vẻ mặt nôn nóng đứng ở biệt thự trước cửa. Thanh Hạm, người lão công như thế nào còn không có trở về a? Lập tức âm nhạc sẽ liền bắt đầu. Lâm Thanh Hạm ăn mặc màu đen lễ phục, đem tóc đẹp bàn ở sau đầu, hướng Milan lắc lắc đầu, điện thoại đánh không thông, hắn hẳn là còn ở vội, mỗi lần hắn công tác thời điểm, đều sẽ đem điện thoại đặt ở một bên. Lâm Thanh Hạm tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế, di động của nàng căn bản không có cùng Trương Huyền trò chuyện ký lục, giờ phút này nàng ở trong lòng may mắn, xem ra cái này Trương Huyền còn rất thông minh sao, biết có chút đồ vật cha không ra, dứt khoát âm nhạc sẽ hôm nay liền không xuất hiện, làm không tồi. Nhưng này phiếu đều định rồi à, Milan cấp ở trong sân đảo quanh, nàng tối hôm qua cố ý chuẩn bị vài cái vấn đề chuyên nghiệp, chuẩn bị ở hôm nay âm nhạc sẽ thượng tướng cái kia cảm tình kẻ lừa đảo vạch trần. Nhưng này nếu không tới, không cái gì đều uổng phí sao? Được rồi, chúng ta đi trước đi, ta cho hắn đã phát tin nhắn, hắn muốn vội xong sẽ chính mình lại đây, đi thôi. Lâm Thanh Hạm bắt lấy Mộc Lan tay nhỏ, nửa kéo nửa túm đem Milan kéo đến trên xe. Khăn cắt phu, thế giới chứ danh dương cầm ra, về hắn phải làm thế giới lưu động diễn xuất tin tức vừa ra tới, toàn bộ âm nhạc giới đều vì này điên cuồng, Ngân Châu thị hành trình ở 3 tháng trước cũng đã định ra. Thả định ra hành trình cùng ngày, âm nhạc sẽ vé vào cửa đã bị tranh mua không còn, lấy này có thể thấy được, khăn cắt phu mị lực có bao nhiêu đại. Ngân Châu âm nhạc quán, đương Lâm Thanh Hạm cùng Milan tới nơi này khi, quán ngoại chen đầy chen chúc đám người, an bảo ở cực lực duy trì chị an. Di, Thanh Hạm, một đạo lược hiện kinh hỉ giọng nam ở Lâm Thỉnh Hạm sau lưng vang lên. Lâm Thanh Hạm quay đầu nhìn lại, mày liễu hơi hơi nhăn lại, Tống Đào. Đứng ở Lâm Thanh Hạm phía sau. Đúng là ngày hôm qua đồng học tụ hội thượng, đối Lâm Thanh Hạm biểu hiện ra mãnh liệt tình yêu Tống Đào. Ha ha, thật xảo a. Tống Đào cười to vài tiếng, Thanh Hạm các ngươi cũng là tới xem âm nhạc sẽ. Kêu ta tên đầy đủ thì tốt rồi. Lâm Thanh Hạm đối Tống Đào thái độ có chút lãnh đạm, này đơn giản là ngày hôm qua, Tống Đào không ngừng phồng lên Lâm Thanh Hạm uống rượu, còn đưa ra một ít ái muội rượu chàng trò chơi, nếu không phải Lâm Thanh Hạm kinh nghiệm thương trường. Tiệc rượu cũng tham dự nhiều, đều không thể tưởng được phương pháp cự tuyệt. Ở tối hôm qua, Lâm Thanh Hạm cũng minh xác nói cho Tống Đào, nàng đã kết hôn, nhưng Tống Đào như cũ không có nửa điểm lui bước, rượu quá 3 tuần sau, càng là làm trò rất nhiều lão đồng học mặt cùng Lâm Thanh Hạm thổ lộ, làm đến Lâm Thanh Hạm cực kỳ xấu hổ. Thanh Hạm, đều lão đồng học, làm như vậy khách khí làm gì? Tống Đào căn bản không để ý tới Lâm Thanh Hạm nói, trực tiếp đi đến Lâm Thanh Hạm trước mặt. Duỗi tay liền chiều Lâm Thanh Hạm cổ tay trắng nõn chộp tới. Lâm Thanh Hạm bước chân lui về phía sau, tránh thoát Tống Đào này một chảo. Tống Đào, người tự trọng một chút, Milan, chúng ta đi. Lâm Thanh Hạm đồng tử mang theo tức giận trừng mắt nhìn Tống Đào liếc mắt một cái, kéo Milan liền chiều âm nhạc quán đi đến. Tống Đào nhìn Lâm Thanh Hạm kia tuyệt mỹ bóng dáng, ánh mắt giữa tràn ngập xâm lược tính, hơi sửa sang lại một chút thượng thân màu rượu đỏ âu phục. Trên mặt treo lên một mặt nghiền ngẫm ý cười, tiện nhân, ta xem ngươi còn có thể cao ngạo tới khi nào, có ngươi cầu ta một ngày. Ngân Châu thị cục cảnh sát. Trương Huyền ở Hàn Ôn Nhu muốn giết người trong ánh mắt nghênh ngang đi ra cục cảnh sát đại môn, lấy ra di động nhìn thời gian, buổi sáng 10 giờ. Đột nhiên, Trương Huyền trong lòng lộp bộp một chút. Xong rồi, hôm nay muốn đi xem âm nhạc sẽ. Thảm thảm, Trương Huyền vẫn luôn đều chấn định tự nhiên thần sắc đột nhiên trở nên hoảng loạn lên. Chẳng sợ ở mưa bom bão đạn chung đều có thể sân vắng tản bộ hắn, giờ phút này phảng phất gặp được thiên đại phiền toái giống nhau. Trương Huyền một chiếc điện thoại đánh ra đi, làm người tra xét hạ âm nhạc sẽ thời gian, biết được âm nhạc sẽ là giữa trưa 1:30 mới kết thúc khi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn dáng vẻ còn kịp, bất quá, dù sao cũng phải tưởng cái bổ cứu phương pháp a. Trương Huyền nhìn thành nội phương hướng, chậm rãi phun ra một hơi tới. Giữa trưa 12 giờ, Ngân Châu thị âm nhạc quán chung quanh đường phố, mỗi cách 50 mét, liền đứng hai gã người mặc chế phục giao cảnh, âm nhạc quán bãi đỗ xe càng là đình đầy siêu xe, xem những cái đó bảng số xe, đại bộ phận đều là đến từ tỉnh ngoài, vì khăn cắt phu âm nhạc hội,
rất nhiều người không tiếc ngàn dặm, cũng muốn tới rồi. Một chiếc toàn cầu hạn lượng bản Aston Martin ngừng ở âm nhạc quán trước cửa, một người diện mạo soái khí thanh niên, chính ăn mặc một thân hưu nhàn phục, dựa vào cửa xe, cùng trước người hai gã tuổi thanh xuân thiếu nữ tán gẫu, hai gã thiếu nữ thỉnh thoảng phát ra cười duyên thanh, đối với soái khí thanh niên liền vứt mị nhãn. Một thân Âu phục Trương Huyền mồ hôi đầy đầu xuất hiện ở âm nhạc quán trước cửa, nhìn đến soái khí thanh niên sau, đối hắn phất phất tay. Trước một giây còn đối với hai gã thiếu nữ cợt nhả thanh niên, ở nhìn đến Trương Huyền giây tiếp theo, lập tức trở nên nghiêm túc lên, cũng không để ý tới kia hai gã thiếu nữ, chạy mau đến Trương Huyền trước mặt, lão đại, người đã tới. Khăn cát phù đâu? Trương Huyền trực tiếp mở miệng hỏi. Trương Huyền lời này, phải bị người khác nghe được, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, ai ở nhắc tới khăn cát phù ba chữ khi, sẽ không đầy mặt cung kính, mặt sau còn hơn nữa đại sư hai chữ. Nhưng nghe Trương Huyền ngữ khí, thật giống như một cái lão sư đang hỏi chính mình học sinh đến nào giống nhau. Đã sớm ở bên trong chờ chứ, vốn dĩ lần này âm nhạc sẽ hắn muốn đàn tấu 13 đầu khúc, biết người muốn tới sau, không có việc gì liền hướng cửa chạy, hiện tại mới diễn tấu 4 đầu, nói lão đại, người hôm nay xuyên như vậy chính thức, là tính toán lên đài biểu diễn sao? Soái khí thanh niên nghi hoặc nói. Ân, Trương Huyền gật gật đầu. Ngân Châu âm nhạc quán. Cùng sở hữu chỗ ngồi 3.778 cái, lúc này đã sớm ngồi đầy người, tuy rằng hai cái giờ, khăn cắt phù đại sư chỉ diễn tấu 4 đầu khúc, nhưng như cũ làm người cảm thấy không uổng công chuyến này. Lâm Thanh Hạm cùng Milan ngồi ở đệ tam bài vị trí thượng, trên đài tối tăm ánh đèn giữa tràn ngập một tia ban ngày, làm người mê say. Ưu nhã âm nhạc tiếng vang lên. Milan trên mặt mang theo say mê, Thanh Hạm, người còn nhớ rõ, đại học khi, hai ta nằm ở mặt cỏ thượng. Nói về sau nguyện vọng sao? Đương nhiên nhớ rõ, Lâm Thanh Hạm khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra hồi ức thần sắc, khi đó, người ta đều thích âm nhạc, ta nói, ta chờ mong có một ngày, ta yêu nhất người, có thể ở âm nhạc sẽ thượng, vì ta chuyên môn đàn tấu một đầu khúc. Lâm Thanh Hạm nói đến lúc này, trong mắt lại nhỏ đến không thể phát hiện lộ ra một tia mất mát. Ngẫm lại năm đó nguyện vọng, nghĩ lại chính mình hiện tại, đã xa xôi không thể với tới. Milan cười cười. Chúng ta năm đó, còn rất ấu trĩ. Đúng vậy, là rất ấu trĩ. Lâm Thanh Hạ mặt đẹp thường lộ ra một bộ tự giễu tươi cười, bất quá nguyện vọng đích xác rất tốt đẹp. Hiện tại chúng ta, không có thời gian trống rỗng tưởng này đó, ngẫu nhiên tới nghe một chút đại sư diễn tấu, đối chúng ta tới nói, đã phi thường khó được. Hai nàng đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đột nhiên, một bó đèn tụ quang từ sân khấu chính phía trên đánh hạ, thẳng tắp chiếu vào Lâm Thanh Hạm trên người, tối tăm thính phòng thượng. Chỉ có Lâm Thanh Hạm một người, đắm chìm trong này màu trắng ánh đèn bên trong, giờ khắc này Lâm Thanh Hạm, dường như trở thành toàn trường vai chính giống nhau. Âm nhạc quán vần quanh âm hưởng chung, cũng đúng lúc khi vang lên người chủ trì to lớn vang dội thanh âm. Các tiên sinh, nữ sĩ nhóm, hôm nay, chúng ta thu được một phần đặc biệt thỉnh cầu, có như vậy một vị tiên sinh, muốn ở hôm nay âm nhạc sẽ thượng, đối hắn âu yếm nữ nhân thông báo, mà khăn cắt phù đại sư đệ tử, ra kéo tể đại sư. Đem dâng lên một khúc. Người chủ trì vừa dứt lời, âm nhạc quán chung, liền vang lên một trận duyên dáng dương cầm nhạc đệm thanh. Mà ánh mắt mọi người, cũng đều tập trung ở Lâm Thanh Hạm trên người. Âm nhạc ưu nhã, như là nước chảy, chậm rãi chảy xuôi, một trận đàn violon tiếng vang lên, âm thanh triền miên, dường như giờ khắc này, đem người mang vào một loại tiểu kiều nước chảy ý cảnh giữa. Kia có một cái thôn xóm, cùng thế vô tranh. Có thanh tuyền ở thôn xóm trước chảy xuôi, hoàng hôn mặt trời lặn, khói bếp lượn lờ dâng lên. Phím đàn leng keng rơi xuống, như là hạt mưa, đánh vào suối nước giữa, làm người cảm thấy thân thiết, nhu hòa. Sân khấu thượng đèn tụ quang chậm rãi di động, ổn trọng tiếng bước chân vang lên, giờ khắc này, âm nhạc trong quán ánh mắt mọi người đều theo đèn tụ quang nhìn lại, liền thấy, diện mạo anh Tuấn, thân xuyên Âu phục Tống Đào, tay phủng một bó hoa tươi, trên mặt mang theo nhu hòa mỉm cười. Trong mắt toàn là thâm tình, ở đèn tụ quang chiếu rọi xuống, chiều Lâm Thanh Hạm đi đến. Âm nhạc quán chung, rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi trên mặt đều lộ ra hâm mộ biểu tình, Tống Đào giống như là một cái bạch mã vương tử giống nhau, tại đây vạn chúng chú mục dưới, tại đây nhu hòa âm nhạc trong tiếng, hướng hắn người yêu biểu đạt tình yêu, các nàng cũng nhiều hy vọng, chính mình bạn trai có thể như vậy lãng mạn. Lâm Thanh Hạm vừa mới còn ở nghi hoặc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, kết quả vừa thấy đến Tống Đào. Tức khắc minh bạch, trong mắt xuất hiện chán ghét, giữ chặt bên cạnh Milan, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Chúng ta đi.
Chương 28 ái tiếng vọng. Thanh Hạm, người biết không? Tống Đào thanh âm ở toàn bộ âm nhạc quán trùng rõ ràng vang lên, hắn đã sớm mang hảo tai nghe, làm tất cả mọi người có thể nghe được hắn trầm thấp giàu có từ tính thanh âm. Người ta quen biết hiện giờ, đã 5 năm, từ ta thấy người ánh mắt đầu tiên khởi, người liền ở tại trong lòng ta, chưa từng rời đi quá, người tựa như thiên sứ thánh khiết, mang cho ta quang minh, ta vô số lần ảo tưởng quá cùng ngươi ở bên nhau thời gian, ta biết, ta hôm nay cách làm, phi thường thất lễ, nhưng ta khống chế không được ta chính mình. Ta vội vàng muốn biểu đạt ra ta đối với người ái, hôm nay, ở đại gia chứng kiến hạ, ta muốn nói cho mọi người, ta yêu ngươi. Tống Đào vừa dứt lời, liền có một đạo thanh thúy giọng nữ, gấp không chờ nổi vang lên. Gả cho hắn. Này nói giọng nữ, phảng phất là một cái đạo hỏa tác, nháy mắt liền bậc lửa toàn bộ âm nhạc quán không khí. Gả cho hắn. Gả cho hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe âm nhạc trong quán hết đợt này đến đợt khác thanh âm, Tống Đào ánh mắt lộ ra một tia thực hiện được mỉm cười, mà trước hết hô lên gả cho hắn ba chữ nữ nhân, cũng là cười lạnh một tiếng, xúc đến trong đám người, không bao giờ ra tiếng. Lâm Thanh Hạm sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm bốn phía, nàng thật sự không nghĩ tới Tống Đào sẽ làm như vậy vừa ra, trong đám người hết đợt này đến đợt khác thanh âm, làm nàng phá lệ khó chịu. Tống Đào nhìn trước mặt cái này hoàn mỹ đến chọn không ra một chút tì vết nữ nhân, hôm nay, là chính mình chuyên môn chuẩn bị thông báo, hắn thỉnh khăn cắt phu đại sư đệ tử vì chính mình đàn tấu, thỉnh vô số thác, tới giúp chính mình hô lên gả cho hắn ba chữ, hôm nay, hắn thế tất muốn cho chính mình cái này hoàn mỹ thông báo, chiếm cứ ngày mai Ngân Châu thị đầu đề, hắn thậm chí đều có thể nghĩ đến ngày mai tin tức thượng sẽ viết như thế nào. Lâm thị tổng tài, đã kết hôn, lại ở âm nhạc sẽ thượng cùng một nam tử quan hệ ái muội, nên nam tử vì Lâm thị tập đoàn tổng tài cử hành long trọng thông báo. Này tin tức vừa ra, Tống Đào khẳng định, Lâm thị sẽ bởi vì như vậy đường viền hoa tin tức đã chịu ảnh hưởng, mà chính mình cũng có thể nhân cơ hội bắt được chính mình muốn đổ vật. Liền ở Tống Đào nắm chắc thắng lợi, Lâm Thanh Hạm nổi giận đùng đùng, chuẩn bị rời đi khi, một trận kim qua thiết mã tiếng động, đột nhiên vang lên, lảnh lót cao vút, là đàn tranh. Đêm kia nhu mỹ dương cầm thanh hoàn toàn áp xuống, thả kia đánh vào Tống Đào trên người đèn tụ quang, cũng tại đây một khắc, hoàn toàn tối sầm đi xuống. Sao lại thế này, đột nhiên biến cố, làm Tống Đào trong lòng kinh hãi, hắn thiết kế thông báo, căn bản là không có đàn tranh, thả nghe này đàn tranh lưu kháng thanh âm, hoàn toàn đem chính mình vừa mới xây dựng ra tới tốt đẹp ý cảnh hoàn toàn nghiền nát. Đàn tranh vang lên, đột nhiên hắc ám, làm Tống Đào kinh hãi, lại là làm Lâm Thỉnh Hạm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu nói, vừa mới kia nhu mỹ tiếng đàn, là đem đại gia mang nhập một cái tường hòa thôn xóm giữa, như vậy hiện tại này cao vút tranh thanh, là đem người mang lên chiến trường, trước mặt phảng phất có thiên quân vạn mã ở lao nhanh, kêu sát. Này tràn đầy hoa hạ phong, tràn ngập cả tòa âm nhạc quán. Liền ở tranh thanh cao vút, đạt tới một loại độ cao khi, đột nhiên im bặt. Không có. Này liền không có. Đột nhiên đình chỉ tranh thanh, làm âm nhạc trong quán người chưa đã thèm, bọn họ mới bị này tranh thanh hấp dẫn, này đột nhiên đoạn rớt, làm cho bọn họ trong lòng phá lệ khó chịu. Cũng liền vào giờ phút này, dương cầm thanh lại vang lên, rõ ràng cùng tranh không phải một loại nhạc cụ, lại làm âm điệu hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau, tiếng đàn no đủ, mượt mà, tràn ngập một cổ nùng liệt tình yêu. Đây là, ái tiếng vọng, Lâm Thanh Hạm nghe này sau lại tiếng đàn, trong mắt xuất hiện kinh hỉ, cũng có hồi ức, nàng đã từng, phá lệ thích này đầu khúc, cũng thích này đầu khúc lục. Âm nhạc quán chung, thật lớn diễn sân khấu phía sau, thân xuyên áo bành tô khăn cắt phu đại sư. Chính đầy mặt kích động, thân thể hắn đều đang run rẩy. Thần, âm nhạc chi thần, trên thế giới này chỉ có hắn, mới có thể đem hoa hạ đàn tranh cùng dương cầm khúc như vậy hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau. Nguyên bản tối tăm đèn tụ quang một lần nữa sáng lên, giờ khắc này, đèn đánh vào sân khấu thượng, kia có một trận trắng tinh dương cầm, duyên dáng tiếng đàn, đó là từ này vang lên. Ở kia cầm trước, ngồi một người, hắn thân xuyên màu đen tây trang, khuôn mặt kiên nghị. Ngũ quan như đao tước dìu khắc giống nhau, thâm thúy đôi mắt, giống như cuồn cuộn biển sao, hắn ngồi ở trắng tinh dương cầm trước, 10 ngón bay nhanh ở phím đàn thượng nhảy lên. Người này xuất hiện, hấp dẫn âm nhạc trong quán ánh mắt mọi người, đến nỗi vừa mới kia long trọng thông báo Tống Đào, đã bị người lựa chọn quên đi, lượng ở một bên, giống như trong bóng đêm vai hề. Thiên A, Thanh Hạm, ở nhìn đến cầm trước người nọ nháy mắt, Milan theo bản năng dùng tay che lại cái miệng nhỏ, trong mắt toàn là kinh ngạc. Là Trương Huyền. Là hắn.
như thế nào, khả năng, Lâm Thanh Hạm ánh mắt có chút dại ra nhìn ngồi ở cầm trước nam nhân, giờ khắc này Trương Huyền, thân xuyên sạch sẽ âu phục, tại đây âm nhạc sẽ thượng, đàn tấu một đầu ái tiếng vọng. Trương Huyền cúi đầu, khàn khàn trong thanh âm, có chứa một tia may mắn vang lên, ở thâm sơn cùng cốc, ở cầm tù âm u trong sinh hoạt, ta năm tháng cứ như vậy lẳng lặng đến trôi đi, không có thần tính, không có linh cảm, không có nước mắt, không có sinh mệnh, cũng không có tình yêu, hiện giờ linh hồn đã bắt đầu thức tỉnh, lúc này ở ta trước mặt lại lần nữa xuất hiện ngươi, như phù dung sớm nở tối tàn ảo ảnh, lại như thuần khiết chi mỹ tinh linh. Tiếng đàn uyển chuyển, ở kể ra Trương Huyền giờ này khắc này tâm tình, yêu nhã giai điệu, làm người say mê, âm nhạc thanh bắt đầu trở nên hân hoan, hắn lại một lần mở miệng. Ta tâm mừng như điên mà nhảy lên, bởi vì ngươi, hết thảy lại lần nữa thức tỉnh, có thần tính, có linh cảm, có sinh mệnh, có hy vọng, cũng có tình yêu, lão bà, cảm ơn ngươi xuất hiện, mang cho ta tương lai. Yêu nhã tiếng đàn, quanh quẩn ở mỗi người trong lòng. Lại một phiến đèn tụ quang sáng lên, chiếu rọi ở Lâm Thanh Hạm trên người, không giống vừa mới như vậy chói mắt, ngược lại là nhiều màu da cam vầng sáng, làm người cảm giác được nhu hòa, ấm áp. Toàn bộ âm nhạc quán chung, một phiến màu trắng đèn tụ quang, chiếu rọi ở Trương Huyền trên người, mặt khác một phiến, chiếu rọi ở Lâm Thanh Hạm trên người, còn lại địa phương, một mảnh đen nhánh. Đồng dạng tình yêu biểu đạt, lại là hai loại hoàn toàn bất đồng trình tự, cùng Trương Huyền so sánh với, Tống Đào phía trước hành động, hình như là một cái ấu trĩ trò chơi giống nhau, hoặc là nói, chỉ là phụ trợ hoa hồng lá xanh. 10 tên thân xuyên âu phục bảo an đi đến trong đám người, đem đứng ở Lâm Thanh Hạm trước mặt Tống Đào một phen kéo đi, Tống Đào tay phủng hoa tươi, sái lạc đầy đất. Trương Huyền từ dương cầm trước đứng dậy, tại đây đồng thời, tiếng đàn rơi xuống, toàn bộ âm nhạc quán, lại lâm vào một mảnh yên tĩnh, chỉ có một phiến đèn tụ quang, theo Trương Huyền bước chân sở di động. Trương Huyền dẫm lên Tống Đào trong tay sái lạc hoa tươi, chậm rãi đi đến Lâm Thanh Hạm trước người 1 mét chỗ, liền đứng ở này, bốn mắt giao tiếp chung, Trương Huyền lộ ra một mạt mỉm cười, lão bà, cảm ơn ngươi xuất hiện tại ta, có thể ôm ngươi sao? Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt người nam nhân này, chính mình năm đó tâm nguyện, bị hắn sở thực hiện, tại đây loại ý cảnh hạ, Lâm Thanh Hạm theo bản năng gật gật đầu, ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được một trận ấm áp đem chính mình vây quanh. Chương 29 phụ trợ hoa tươi lá xanh. Trương Huyền dùng sức ôm Lâm Thanh Hạm, ở nàng bên tai nói nhỏ, Lâm Tổng, thế nào, ta lần này biểu hiện còn có thể đi. Ta chính là từ đêm qua bắt đầu liền ở luyện tập, hôm nay phí không ít công phu nhân ra mới bằng lòng làm ta lên đài đâu. Hừ, Lâm Thanh Hạm một chút phản ứng lại đây, đẩy ra Trương Huyền, vừa vặn nhìn đến Trương Huyền không ngừng đối chính mình nháy đôi mắt, tức giận nói, được rồi, mau ngồi xuống nghe âm nhạc sẽ đi. Phiếu đều cho ngươi lấy lòng, ngươi vẫn luôn không tới. Hắc hắc, Trương Huyền cười nịnh một tiếng, trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ, chính mình lần này xem như hữu kinh vô hiểm a. Milan ở một bên nhìn Trương Huyền biểu hiện, trong lòng hỏa khí một chút liền lên đây, người này, thật đúng là có thể diễn. Bất quá hắn ở âm nhạc phương diện tạo nghệ, thật sự rất sâu, xem ra bình thường vấn đề đã vô pháp làm khó hắn, đến tìm chút cửa hông tới vạch trần hắn mới được. Tống Đào ngồi ở khoảng cách Lâm Thanh Hạm không xa địa phương, một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, hôm nay, hắn chuyên môn tỉ mỉ chuẩn bị cái này cục, lại không nghĩ rằng liền như vậy bị người cấp phá hủy, đó chính là Lâm Thanh Hạm lão công đúng không? Nếu không phải hắn, ngày mai Ngân Châu đầu đề tin tức tuyệt đối là về Lâm Thị tổng tài sinh hoạt cá nhân quan hệ đề tài. Lâm Thị cổ phiếu cũng sẽ bởi vậy đã chịu đả kích, đã có thể bởi vì hắn. Hết thảy đều uổng phí. Ô ô, mới vừa xem ngươi bộ dáng, còn tưởng rằng là cái bạch mã vương tử đâu, nguyên lai nhân ra là có lão công a, ngươi này kẻ thứ ba chen chân, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, nhìn xem nhân ra lão công bày tỏ tình yêu phương thức, nhìn lại ngươi kia ghê tởm người thông báo, thật là đủ rồi. Một người ngồi ở Tống Đào ghế sau nữ hài vẻ mặt khinh bỉ. Tống Đào trừng mắt nhìn này nữ hài liếc mắt một cái, lại là nói không ra lời, hôm nay chính mình, xem như hoàn toàn đem người cấp ném xuống. Đang đợi đến Trương Huyền lúc sau, khăn cắt phù đại sư cuối cùng là đem tâm đặt ở biểu diễn mặt trên, hơn nữa vì ở Trương Huyền trước mặt càng tốt biểu hiện chính mình, khăn cắt phù có thể nói là dùng ra cả người thủ đoạn, liền tưởng cho chính mình trong lòng vị này âm nhạc chi thần lưu lại tốt ấn tượng. Kia duyên dáng giai điệu, hoa thức huyến kỹ, nghe mọi người là cảm thấy đã ghiền. Ở mọi người không tha chung, khăn cắt phù đại sư âm nhạc sẽ tiến vào tới rồi kết thúc,
Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai nàng còn đắm chìm ở phía trước ưu nhã dương cầm nhạc chung vô pháp tự kiềm chế. Ai, Thanh Hạm, ta hảo tưởng có được một chương khăn cắt phù đại sư tự tay viết ký tên hát keo đĩa nhạc A. Milan ánh mắt lưu luyến ở đã ám hạ ánh đèn diễn sân khấu thượng, trong mắt tràn đầy đều là ý động. Thôi bỏ đi, Lâm Thanh Hạm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong mắt mang theo ý động, lại càng có rất nhiều thất vọng. Nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua ai có thể có được khăn cắt phù đại sư tự tay viết ký tên đĩa nhạc. Đang lúc hai nàng trông mòn con mắt nhìn về phía diễn sân khấu phía sau thời điểm, Trương Huyền cười hắc hắc, từ âu phục áo trên nội trong túi móc ra hai chương màu đen đĩa nhạc, tặng cho các ngươi, ta vừa mới ở hậu đài đụng tới khăn cắt phù đại sư, hắn tặng ta hai chương, là có hắn tự tay viết ký tên u. Thật, thật sự, Lâm Thanh Hạm trong mắt nhảy ra nùng liệt kinh hỉ. Nàng chính là từ rất nhiều năm trước liền hy vọng có như vậy một chương đĩa nhạc. Đương nhiên, muốn hay không a? Trương Huyền dùng sức quơ quơ trong tay đĩa nhạc. Muốn, đương nhiên muốn. Lâm Thanh Hạm gấp không chờ nổi đem đĩa nhạc từ Trương Huyền trong tay lấy quá, phóng tới chính mình trong tay, chậm rãi vuốt ve, nhìn mặt trên tiếng Anh ký tên, trong mắt toàn là vui mừng, theo bản năng liền nói, Trương Huyền, này liền tính ta mua tới, bao nhiêu tiền ngươi nói. Này bản thân chính là tặng cho các ngươi. Nói chuyện gì có tiền hay không, nhận lấy đi. Trương Huyền không thèm để ý phất phất tay. Lâm Thanh Hạm cũng một chút liền ý thức được chính mình trong lời nói vấn đề, hướng Trương Huyền biểu cái tràn ngập xin lỗi ánh mắt. Milan tắc liền không nhiều như vậy ý tưởng, vui mừng tiếp nhận đĩa nhạc, kia xem đĩa nhạc ánh mắt, cùng xem chính mình người yêu giống nhau, trong miệng hừ hừ nói, Trương Huyền, cũng không tệ lắm sao, ngươi là như thế nào làm đến, tổng sẽ không hỏi khăn cắt phu đại sư một muốn, hắn liền cho ngươi đi. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Milan nói, làm Lâm Thanh Hạm đang ở vui mừng tâm đột nhiên căng thẳng. Đúng vậy, hắn là như thế nào bắt được, khăn cắt phù đại sư cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem chính mình ký tên đĩa nhạc cho người ta, hắn có thể bắt được này hai chương đĩa nhạc, nhất định phí không ít chuyện đi, còn có, hắn vừa mới diễn xuất, tuy rằng hắn chưa nói, nhưng có thể ở khăn cắt phù đại sư âm nhạc sẽ thưởng cho hắn thời gian, làm hắn đàn một khúc, hắn đến cầu bao nhiêu người. Vừa mới kia một khúc, âm sắc mượt mà no đủ, hắn vì chính mình, suốt luyện một đêm sao. Nghĩ vậy chút, Lâm Thanh Hạm trong lòng xin lỗi càng sâu, chính mình chỉ là vì đồ nhất thời khẩu mau, lại làm hắn phí lớn như vậy tâm tư. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt nam nhân kia, nàng nhìn đến, Trương Huyền đối diện chính mình không ngừng chớp đôi mắt, tại như vậy trong nháy mắt, Lâm Thanh Hạm đột nhiên có một loại cảm giác, người nam nhân này, giống như, cũng không tệ lắm. Tại đây đồng thời, âm nhạc quán diễn sân khấu phía sau. Thân xuyên áo bành tô khăn cắt phù đang trông mong nhìn soái khí thanh niên, ngữ khí tràn ngập thử tính, thật cẩn thận hỏi, tiên sinh, ta còn có thể tái kiến vị kia đại nhân liếc mắt một cái sao? Nếu lão sư của ta biết, hắn nhất định sẽ vì ta vui vẻ. Tưởng cái gì đâu, soái khí thanh niên trợn trắng mắt, hôm nay lão đại có thể nhận lấy ngươi hai chương đĩa nhạc, cũng đủ ngươi kiêu ngạo cả đời, mau trở về cho ngươi lão sư báo tin vui đi. Là, khăn cắt phu liên tục gật đầu, trong giọng nói cũng có chút hưng phấn, hắn thực minh bạch, trên thế giới này, rất nhiều người đều tưởng tặng cho vị kia đại nhân lễ vật, nhưng cơ hồ không có gì người có này phân thủ vinh có thể làm vị kia đại nhân nhận lấy, chính mình hôm nay, thật đúng là tu tám đời phúc mới đổi lấy hảo vận a. Âm nhạc sẽ tan cuộc, Trương Huyền ba người đi ra âm nhạc quán, có thể là bởi vì Lâm Thanh Hạm cảm giác đối Trương Huyền có chút thua thiệt nguyên nhân, hoặc là bởi vì này hai chương đĩa nhạc quan hệ. Lâm Thanh Hạm lần đầu tiên chính thức đưa ra muốn cùng Trương Huyền cùng nhau ăn bữa cơm, này nhưng cấp Trương Huyền vui vẻ đến không được, liên tục gật đầu, sợ Lâm Thanh Hạm đổi ý giống nhau. Liền ở ba người lái xe rời đi sau, vẻ mặt âm trầm Tống Đào đang đứng ở âm nhạc quán cửa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt rời đi chiếc xe. Chờ tận mắt nhìn thấy đến Trương Huyền ba người rời đi sau, Tống Đào mới đi hướng bãi đỗ xe, lái xe chạy nhanh mà đi. Ngân Châu Thiên Nga Hồ trấn nhỏ. Đây là cùng tắc tiếp nước hương tề danh khu nhà phố, có thể ở chỗ này mua phòng, thân gia tất nhiên có cái mấy trăm vạn. Tống Đào xe khai tiến tiểu khu giữa, ở một căn biệt thự trước ngừng lại, Tống Đào nhìn ngoài cửa sổ xe biệt thự, ước chừng ở trong xe đãi 5 phút, mới mở cửa xe xuống xe, gõ vang lên biệt thự đại môn. Một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ bảo mẫu mở cửa ra, nhìn thấy Tống Đào sau, nữ bảo mẫu cúi đầu nhỏ giọng nói, Tống Thiếu, Vương Thiếu làm ngươi trực tiếp lên lầu. Cảm ơn, Tống Đào gật gật đầu, đi vào phòng khách sau, chiều biệt thự lầu 2 đi đến. Chương 30 lá gan không nhỏ. Tống Đào còn chính đi ở thang lầu thượng,
liền nghe lầu hai có thanh âm truyền đến. Sự tình làm được thế nào? Tống Đào nghe được thanh âm đệ nhất giây, theo bản năng ngẩn ra, theo sau trả lời, ra điểm tình huống. Phế vật. Bang. Cùng với phế vật hai chữ, một cái pha lê ly ở Tống Đào dưới chân bị tạp dập nát, ngay sau đó, liền nhìn đến thân xuyên áo ngủ Vương Vĩ đứng ở cửa thang lầu, còn xanh tím trên mặt tràn ngập oán hận, trong mắt toàn là lửa giận, phế vật đồ vật, làm ngươi làm như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong. Vương Thiếu, ngươi nghe ta giải thích a. Tống Đào vẻ mặt nôn nóng, này thật sự không thể trách ta, nguyên bản sự tình hết thảy thuận lợi, muốn trách, cũng chỉ có thể quái Lâm Thanh Hạm hắn cái kia lão công. Cái kia Trương Huyền, Vương Vĩ trong mắt toàn là oán hận, kia phế vật có thể như thế nào? Vương Thiếu, ngày hôm qua đồng học tụ hội thời điểm ta nghe nói, Lâm Thanh Hạm nàng lão công là làm nghệ thuật, hôm nay hết thảy đều dựa theo kế hoạch của ta phát triển, chính là nàng kia lão công đột nhiên xuất hiện, đem sở hữu kế hoạch đều cấp quấy dày. Đánh giám, Vương Vĩ đi lên trước, một chân to chiều Tống Đào trên người đá tới. Tống Đào đối mặt Vương Vĩ này một chân, muốn tránh lại không dám trốn, sinh sôi bị đá vào ngực, quay cuồng xuống thang lầu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều mau bị rơi lệch vị trí. Nghệ thuật gia, ngươi hắn sao chính là đầu óc có hố, đó chính là một cái phế xài, một cái ở rể đến chúng ta Lâm gia cẩu, một cái hạ đẳng đồ đê tiện, cái gì chó má nghệ thuật gia. Vương Vĩ cả người đều ở phát run, ngày hôm qua phát sinh sự tình, đã thành hắn ác mộng, vứt đi không được, hiện tại hắn, liền muốn đem Trương Huyền xé nát. Họ Tống, ta lại cho ngươi cuối cùng một tuần thời gian, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, muốn đem họ Lâm thanh danh cho ta làm xú. Bằng không hậu quả chính ngươi tưởng, áo thành kia bút nợ cờ bạc, ta tưởng bằng vào chính ngươi, đời này cũng không có khả năng còn phải thanh. Cút đi, Vương Vĩ bắt tay vung lên, cũng không thèm nhìn tới Tống Đào liếc mắt một cái, biến mất ở cửa thang lầu. Tống Đào run run rẩy rẩy bò lên thân, cung cung kính kính nói thanh minh bạch sau, rời đi này căn biệt thự. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai nàng cùng nhau ăn đốn cơm trưa sau, Lâm Thanh Hạm mang theo Milan đi Lâm thị tập đoàn. Chờ hai nàng vừa đi, Trương Huyền liền lấy ra di động, gọi điện thoại đi ra ngoài. Tra được sao, ai phái tới người? Điều tra rõ, điện thoại kia đầu vang lên một đạo giọng nữ, là bản địa một cái xã đoàn tổ chức, muốn chúng ta trực tiếp động thủ tiêu diệt sao? Không cần, Trương Huyền ngữ khí thực đảm, các ngươi nhất cử nhất động sẽ khiến cho toàn thế giới chú ý, đem tư liệu phát ta chính mình đi là được. Hảo, điện thoại kia đầu người không có một chút vô nghĩa. Làm việc hiệu suất cũng là cực cao, đang nói hảo tự thời điểm, Trương Huyền di động liền có tin nhắn nhắc nhở âm hưởng khởi. Nghe thế thanh nhắc nhở âm sau, Trương Huyền trực tiếp cắt đứt điện thoại, hắn di động thượng sở thu được tư liệu, đúng là ngày hôm qua muốn đối hắn động thủ kia 5 tên tráng hán xã đoàn tư liệu, trong đó bao gồm xã đoàn tên, thành viên số. Trương Huyền nhìn thoáng qua, sau đó đem mục tiêu tỏa định ở một cái tên là bóng đêm quán ba. Hiện tại thời gian là buổi chiều 3 giờ. Còn chưa tới quán ba buôn bán thời điểm, bóng đêm quán ba đại môn hờ khép, nhìn không tới bên trong có cái gì. Trương Huyền đi đến quán ba trước cửa, nâng lên tay phải, ở trên cửa dùng sức đẩy. Kẽo kẹt. Quán ba đại môn chậm rãi mở ra, một cổ dày đặc mùi thuốc lá ập vào trước mặt, Trương Huyền nhíu nhíu mày, ánh mắt ở quán ba nhìn quét một vòng. Quán ba đại sảnh đại khái có 700 cái bình phương, thượng có một diễn sân khấu, cùng với vô số ghế dài phía dưới. Đang tản loạn vô số bình rượu, hướng trong không khí phát huy sặc mũi cồn. Trương Huyền một chân bước vào đại sảnh, còn không có tới kịp đi ra bước tiếp theo, tối tăm quán ba trong đại sảnh liền vang lên một đạo thanh âm. Ngày hôm qua bắt đầu, trên đường liền có tin tức, nói có người ở cha chúng ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Đây là một đạo giọng nam, thanh âm giữa mang theo một mặt cười lạnh. Trương Huyền trên mặt đồng dạng lộ ra mỉm cười. Như thế nào, cha không nên sao? Trương Huyền đối với đối phương biết chính mình thủ hạ đối bọn họ tiến hành điều tra điểm này cũng không kỳ quái. Trương Huyền người, làm khởi sự tới, luôn luôn là không gì kiêng kỵ, điều tra một cái xã đoàn tổ chức, tự nhiên không có khả năng lén lút, liền tính bị này đó xã đoàn người đã biết cũng không cái gọi là, bởi vì loại này xã đoàn, căn bản là không bị Trương Huyền cùng người của hắn để ở trong lòng, tựa như một con voi, đối đãi con kiến thái độ. Ha ha! Cha chúng ta, ai cho ngươi dũng khí, vốn dĩ tưởng hôm nay buổi tối lại hảo hảo thu thập ngươi, nếu chính ngươi đưa tới cửa tới, này phân đại lễ, ta liền nhận lấy. Quán ba nội giọng nam đột nhiên trở nên tàn nhẫn lên. Ngay sau đó, quán ba đại sảnh đột nhiên sáng lên ánh đèn,
nguyên bản tối tăm đại sảnh lượng như ban ngày, mười mấy danh thủ lấy ống thép khảm đao thanh niên xuất hiện ở trong đại sảnh, đều là sắc mặt bất thiện nhìn Trương Huyền. Cùng lúc đó, ở Trương Huyền phía sau, quán ba ngoài cửa lớn, cũng xuất hiện mười mấy danh thanh niên, đều là khóe miệng cười lạnh, bọn họ xem Trương Huyền ánh mắt, giống như là thợ săn đang xem đãi chính mình con mồi, ánh mắt giữa tràn ngập một loại hưng phấn. Nhìn đột nhiên xuất hiện này hơn 20 người, Trương Huyền trên mặt vẫn như cũ tràn ngập bình tĩnh, nhìn dáng vẻ, chỉ có trước đánh cho tàn phế các ngươi, hỏi lại vấn đề, động thủ. Trương Huyền trong miệng, tay tự rơi xuống, một đạo hắc ảnh từ tự quán ba nóc nhà nhanh chóng rơi xuống, đang định hắc ảnh chuẩn bị động thủ khi, một đạo còi cảnh sát tiếng vang lên. Trương Huyền hướng hắc ảnh phiết một ánh mắt, hắc ảnh mấy cái lóe lạc gian, liền biến mất ở này, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Một chiếc vang còi cảnh sát thanh xe cảnh sát ngừng ở bóng đêm quán ba trước cửa, những cái đó tay cầm ống thép khảm đao thanh niên nhìn đến xe cảnh sát nháy mắt liền toàn bộ tan đi. Xe cảnh sát chủ điều khiển mở ra, dáng người chắc tuyệt cảnh hoa Hàn Ôn Nhu từ trên xe đi xuống tới, Hàn Ôn Nhu ánh mắt nhìn quét quán ba đại môn, ánh mắt giữa toàn là chán ghét. Họ Trương, người lá gan thật đại a, trên đường tin tức truyền đến hấp tấp, mỗi người đều đoán có một hồi dùng binh khí đánh nhau, người đơn người liền dám đến. Hàn Ôn Nhu khóe miệng treo lên một bộ khinh miệt tươi cười, từ Trương Huyền bên người xẹt qua, bước đi vào quán ba giữa, cất cao giọng nói, ai là người phụ trách, lăn ra đây cho ta. Ta, là ta, Hàn đội, vừa mới còn ánh mắt âm độc, tay cầm khảm đao thanh niên, hiện tại thay một bộ hèn mọn cười nịnh, khom lưng cúi đầu chạy chậm đến Hàn Ôn Nhu trước mặt. Hàn Ôn Nhu xem cũng chưa xem người này liếc mắt một cái, trực tiếp mở miệng hỏi, giao đãi đi. Các ngươi vì cái gì đối cái này họ Trương xuống tay, ai cho các ngươi làm? Này, thanh niên trên mặt lộ ra một tia khó xử thần sắc, Hàn đội, người biết đến, này trên đường quy củ không thể hư. Quy củ, các ngươi này cái gọi là chó má trên đường, còn có quy củ. Ta cho ngươi 10 giây thời gian, không nói ra tới, liền tất cả đều cho ta đi cục cảnh sát ngồi xổm. Hàn đội, thanh niên trên mặt đáng thương hề hề. Còn có 5 giây, Hàn Ôn Nhu nhìn mắt di động. Chương 31 thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Ai, thanh niên thở dài, theo sau xoay người, đối với quán ba người hô to một tiếng, đều nghe được Hàn đội nói sao. Hiện tại mọi người, đều tự giác đi cục cảnh sát ngồi xổm, không có Hàn đội nói, ai đều không được đi, mau đi. Thanh niên tiếng nói vừa dứt, quán ba bên trong trào ra một đám người, mỗi người nhìn thấy Hàn Ôn Nhu thời điểm, đều cúi đầu, thành thành thật thật nói thanh Hàn đội hảo, theo sau chạy ra quán ba môn, có lái xe, có đánh xe. Toàn hướng cục cảnh sát đi. Một màn này khí Hàn Ôn Nhu trừng mắt dựng mắt, vừa mới chuẩn bị nói nữa, cái kia thanh niên cũng cười nịnh một chút, Hàn đội, ta đây cũng đi trước cục cảnh sát. Nói xong, thanh niên nhanh như chớp chạy trốn. Đối mặt một màn này, Hàn Ôn Nhu mồm to thở hổn hển, trước ngực hết đợt này đến đợt khác, mùa hè đơn bạc cảnh phục căn bản vô pháp che giấu kia núi non thay nhau nổi lên. Trương Huyền đứng ở quán ba cửa, nhìn một màn này, khóe miệng không cấm liệt khai. Trong lòng có chút buồn cười, hắn thật đúng là không nghĩ tới, cái này tiểu nữ cảnh, ở này đó xã đoàn phần tử trước mặt, có lớn như vậy uy hiếp lực. Ngươi cười cái gì, Hàn Ôn Nhu có chút lạnh băng thanh âm ở Trương Huyền trước mặt vang lên, ngươi có biết hay không ngươi chọc cái gì phiền toái. Một người tới tìm nhân gia xã đoàn dùng binh khí đánh nhau, chết cũng không biết chết như thế nào. Từ nay về sau, ngươi mỗi một ngày hành động, đều phải hướng ta báo cáo, biết sao. Vì cái gì? Trương Huyền trên mặt treo lên một tia nghi hoặc, mỹ nữ, ta giống như không phải phạm nhân đi. Ngươi cuốn vào xã đoàn tranh đấu, hoặc là liền ấn ta nói làm, mỗi ngày thành thành thật thật hướng ta hội báo, hoặc là, lại cùng ta đi cục cảnh sát uống trà. Hàn Ôn Nhu vừa nói, một bên từ bên hông lấy ra lập lòe hàn mang còng tay. Ok, ok, Trương Huyền vừa thấy nữ nhân này tư thế, lập tức đánh thủ thế, mỹ nữ, đem ngươi điện thoại cho ta, ta mỗi ngày đều cho ngươi hội báo. Được rồi đi. Hàn Ôn Nhu đem điện thoại cấp Trương Huyền nói một lần sau, cảnh cáo nói, nhớ kỹ, đừng ra vẻ. Cần thiết, ta chính là tuân theo pháp luật tốt đẹp thị dân. Trương Huyền vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Ngân Châu Thị, Lâm Thị Tập đoàn. Lâm Thanh Hạm ngồi ở chính mình bàn làm việc thượng, nhìn bí thư lấy tới văn kiện. Bí thư Lý Na đứng ở Lâm Thanh Hạm bàn làm việc trước, hướng Lâm Thanh Hạm hội báo, Lâm Tổng, hiện tại bên ngoài tin đồn nhảm nhí rất nhiều. Đều nói một ít đối Lâm thị bất lợi đồ vật, có bao nhiêu gia xí nghiệp đều minh xác nói ra, muốn cùng chúng ta ngưng hẳn hợp tác. A, Lâm Thanh Hạm khẽ cười một tiếng,
đối Lâm thị bất lợi. Ta xem là đối ta bất lợi đi. Này, Lý Na há miệng thở dốc, lại là nói không ra lời. Lâm Thanh Hạm vươn tay phải, ở trên mặt bàn không ngừng đánh, làm ta đoán xem, bên ngoài truyền đến lời nói, đại khái là ông nội của ta mau không được, Lâm thị cũng muốn truyền cho người khác, ta Lâm Thanh Hạm lập tức liền phải xuống đài đúng không? Lý Na thấp đầu, không có hé răng. Có chút người a, thật đúng là trong chốc lát đều nhìn không nổi. Lâm Thanh Hạm đem trước mặt văn kiện chiều thùng rác nội một ném, cả người dựa vào làm công ghế, đi nói cho những cái đó đình chỉ hợp tác người, từ nay về sau, vô luận Lâm thị phát triển trở thành cái dạng gì, đều sẽ không lại tiếp thu bọn họ hợp tác, đồng dạng, cũng nói cho mọi người, tưởng cùng ta Lâm thị phủi sạch quan hệ, nhanh chóng. Đúng vậy, Lý Na gật gật đầu, rời khỏi văn phòng. To như vậy Lâm thị tổng tài văn phòng chung, chỉ còn Lâm Thanh Hạm một người, nữ nhân tinh xảo khuôn mặt, hiện lên một mặt tự giễu tươi cười, cái gọi là người một nhà, liền sẽ dùng loại này âm hiểm thủ pháp sao? Trương Huyền đứng ở Xuân Đằng viện phúc lợi cửa, cấp Hàn Ôn Nhu đã phát cái định vị tin tức qua đi, theo sau đi vào viện phúc lợi đại môn. Trương Huyền ca ca, người tới rồi. Trương Huyền vừa mới vào cửa, liền có hai cái tiểu nam hài chạy đến Trương Huyền trước mặt, ôm lấy hắn đùi, khuôn mặt nhỏ thượng đều lộ ra vui vẻ tươi cười. Tưởng ta, Trương Huyền trên mặt lộ ra chân thành tươi cười, đem hai đứa nhỏ hướng khởi một ôm. Người đã đến rồi, bọn nhỏ vừa mới trong miệng còn nhắc mãi người đâu. Tần Nhu vẻ mặt ý cười đi đến Trương Huyền trước mặt, người sau kia thân xuyên chính trang bộ dáng, làm Tần Nhu ánh mắt sáng lên, không tồi sao, người xuyên chính trang bộ dáng, còn rất soái. Phải không, Trương Huyền nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta như thế nào cảm giác, ta xuyên cái gì đều soái. Phụt, Tần Nhu nhẹ nhàng che miệng, hai mắt như trăng non nheo lại, trước kia nhìn không ra tới, người này còn rất tự luyến sao. Gần nhất thế nào, nhìn tin tức. Nơi này khai phá hẳn là bị dừng lại đi. Trương Huyền hỏi một tiếng. Thác phúc của ngươi, Tạc Sơn được đến phía chính phủ mạnh mẽ duy trì, viện phúc lợi phá bỏ và xây lại bị phía chính phủ vô hạn hoãn lại. Tần Nhu xinh đẹp gương mặt hiện ra cảm kích thần sắc, nói thật, nếu không phải ngươi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta đồng dạng cảm kích ngươi, nếu không có các ngươi loại này người hảo tâm, này đó bọn nhỏ, không có khả năng sinh hoạt như vậy vui vẻ. Trương Huyền ánh mắt phóng xa, hắn nhìn đến, này đó viện phúc lợi hài tử, cơ hồ mỗi người trong tay đều cầm món đồ chơi, trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười. Ta bất quá là tẫn ta có khả năng, Tần Nhu nhìn Trương Huyền, trong mắt xuất hiện một tia say mê. Câu này nói đơn giản, lại có mấy người có thể làm được đâu. Trương Huyền hỏi lại một tiếng, đem trong lòng ngực hai đứa nhỏ phóng tới trên mặt đất, ta đi trước nhìn xem viện trưởng. Ân, Tần Nhu ôm chầm hai đứa nhỏ đầu. Đối Trương Huyền gật gật đầu. Buổi chiều 6 giờ, Trương Huyền cùng Tần Nhu cùng nhau từ viện phúc lợi ra tới, hai người đứng ở Tần Nhu kia chiếc bảo mã BMW, năm hệ trước. Thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, nhưng đừng cự tuyệt ta. Tần Nhu đối Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ngươi hẳn là biết, lần này Tạc Sơn được đến chỗ tốt, không chỉ có là bảo hộ viện phúc lợi, chúng ta công ty cũng được đến khó có thể tưởng tượng phát triển tiền cảnh. Địa phương ngươi tuyển vẫn là ta tuyển. Trương Huyền kéo ra cửa xe. Ta tuyển đi, rốt cuộc nữ CEO tiên sao. Tần Nhu trên mặt lộ ra vui sướng, ngồi vào bên trong xe. Thân xe chiếu dọi bờ cắt kim bảo mã BMW, năm hệ ở trên đường phố chạy nhanh, khai vào một cái bình thường tiểu khu giữa. Trương Huyền ngồi ở bên trong xe, nhìn tiểu khu con đường bên cảnh sắc từ chính mình bên người hiện lên, thần sắc hơi hơi có chút cổ quái đối Tần Nhu nói, người đây là, tính toán chính mình ở nhà nấu cơm. Ân, lái xe Tần Nhu hơi hơi gật gật đầu, mặt đẹp thượng hiện lên một mặt đỏ ửng, là đi lão sư ra, hắn sớm nói ra muốn trông thấy ngươi. Thấy ta, Trương Huyền sờ sờ mũi, hơi hơi có chút nghi hoặc. Tần Nhu thấy Trương Huyền cũng không có tỏ vẻ phản đối, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cấp Trương Huyền giải thích nói, ta cùng lão sư là ở 4 năm trước nhận thức, hắn là kinh tế học giáo thụ, lúc ấy ta công ty gặp phải phá sản, cũng là hắn ở thời điểm mấu chốt kéo ta một phen. Lão sư không vì chính hắn chỉ hy vọng ta có thể vẫn luôn đặt mình trong với từ thiện sự nghiệp, lúc này đây ta từ phía chính phủ xin Tạc Sơn lúc sau, lão sư liền vẫn luôn muốn trông thấy ngươi. Nguyên lai là như thế này, Trương Huyền gật gật đầu. Chiếc xe ở một đống cũ xưa cư dân lâu trước dừng lại, quang xem này cư dân lâu bề ngoài, là có thể kết luận ra có rất dài niên đại cảm. Chương 32 đánh cuộc một hồi. Lâu nội không có thang máy, hai người đi bộ lên lầu. Lên lầu trong lúc,
Tần Nhu còn tự cấp Trương Huyền giảng thuật nàng lão sư sự tích, tỉ như đã từng chuyên môn có từ kinh thành tới doanh nhân, hướng lão sư thỉnh giáo một ít xí nghiệp phát triển vấn đề, bao gồm ở quốc nội rất nhiều tạp chí thượng, đều có lão sư phát biểu học thuật ngôn luận. Hai người tại đây đống cư dân lâu lầu 6 ngừng lại. Tần Nhu khấu vang trước mắt kiểu cũ màu lam phòng trộm môn. Tới, ai a? Bên trong cánh cửa truyền ra một đạo tuổi trẻ giọng nam. Sư huynh, là ta. Tần Nhu mặt quải mỉm cười trả lời, ánh mắt lại là ngượng ngùng đi xem Trương Huyền, loại cảm giác này, thật giống như mang chính mình một nửa kia tới gặp gia trưởng giống nhau. Trương Huyền rõ ràng nghe được, ở Tần Nhu ra tiếng lúc sau, trong phòng người rõ ràng bước chân nhanh hơn, đường phòng trộm môn bị mở ra sau. Trương Huyền nhìn đến một người diện mạo soái khí thanh niên chính vẻ mặt vui sướng nhìn Tần Nhu, ánh mắt giữa tràn ngập hưng phấn, cùng với ái mộ, mà khi này thanh niên nhìn đến chính mình sau, trong mắt hưng phấn lập tức biến mất vô tung, ngay cả sắc mặt cũng trở nên kém rất nhiều. Tiểu Nhu, đây là, thanh niên trước tiên liền hướng Tần Nhu dò hỏi Trương Huyền thân phận, ánh mắt giữa tràn ngập địch ý. Là ta bằng hữu, Trương Huyền, Tần Nhu sắc mặt ửng đỏ giới thiệu nói, Trương Huyền, đây là ta sư huynh. Cũng là lão sư nhi tử, Khổng Thư. Ngươi hảo, Trương Huyền chủ động hướng Khổng Thư duỗi tay. Nga, Khổng Thư nhướng mắt ra, xem cũng chưa xem Trương Huyền duỗi tới tay, không hề hứng thú xoay người, đi vào bên trong cánh cửa, hành, vào đi. Trương Huyền vô ngữ nhìn trước mặt thanh niên này, chính mình giống như không trêu chọc hắn đi. Tần Nhu đối Trương Huyền biểu cái tràn ngập xin lỗi tươi cười, theo sau giữ chặt Trương Huyền thủ đoạn, đi vào trong phòng. Trương Huyền nhìn đến. Này nhà ở cũng không lớn, cũng liền 60 nhiều bình phương, gia cụ đều thực cũ xưa, phòng trong trừ bỏ Khổng Thư ở ngoài, không có người khác. Sư huynh, lão sư đâu? Tần Nhu ở phòng trong nhìn một vòng, nghi hoặc nói. Hắn đi ra ngoài mua đồ ăn, từ từ trở về. Khổng Thư cấp Tần Nhu chạy một ly trà, đến nỗi Trương Huyền, tắc trực tiếp bị Khổng Thư xem nhẹ. Tần Nhu bất động thanh sắc đem chính mình trước mặt kia chén nước trà đưa cho Trương Huyền. Đúng rồi. Tiểu Nhu, người còn nhớ rõ chúng ta lần trước nhìn đến cái kia lâu bàn sao? Gần nhất ta nghiên cứu rất nhiều tư liệu sống, cơ hồ có thể kết luận, cái kia lâu bàn tuyệt đối sẽ lại lần nữa khai phá, chung quanh cửa hàng đều là không tồi mua chúng cử chọn. Khổng Thư cầm một cái máy tính bảng, ngồi vào Tần Nhu bên cạnh, ngón tay ở trên máy tính không ngừng hoa, còn có 08752X này chi cổ phiếu, cũng đáng đến mua nhập, gần nhất thế đều đi được thực hảo, đem nghênh đón một đợt nhu thị. Ta nhìn xem. Tần Nhu tiếp nhận cứng nhắc, ánh mắt ở trên màn hình nhìn quét, ánh mắt khi thì trở nên vui sướng, khi thì lại có chút nghi hoặc. Nhìn trong chốc lát, Tần Nhu đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, Trương Huyền, ngươi cảm thấy thế nào, cái này cao ốc trùm mền đã một năm không có khởi công, gần nhất truyền ra rất nhiều muốn một lần nữa khai phá tin tức, còn có này chi cổ phiếu. Trương Huyền liếc liếc mắt một cái cứng nhắc, tới cửa ký lục rậm rạp tin tức, cùng với các loại tư liệu cùng suy đoán, tất cả đều là Khổng viết đi lên. Trương Huyền chỉ là nhìn thoáng qua, liền lắc lắc đầu, không được, này cao ốc trùm mền ta đã thấy hai lần, muốn một lần nữa khai phá hẳn là thật sự, bất quá liền tính khai phá hoàn thành, chung quanh cửa hàng cũng sẽ không có phát triển tiền cảnh, người mua tới, ít nhất phải đợi tam đến 5 năm mới có thể tăng giá trị, trong khoảng thời gian này, mua cửa hàng tiền đặt ở ngân hàng ăn lợi tức đều kiếm được so này nhiều, đến nỗi này chi cổ phiếu, hoàn toàn chính là đùa giỡn, người tiền chỉ cần quăng vào đi vượt qua 2 ngày. Liền sẽ bị toàn bộ bộ lao. Không hiểu đừng nói bừa. Khổng Thư sắc mặt không vui hừ lạnh một tiếng. Kia lâu bàn chủ đầu tư chính là cả nước đều nổi danh. Còn có kia chi cổ phiếu. Ta ở đầu tư quản lý chuyên nghiệp đọc nghiên thời điểm. Gặp qua vô số lần như vậy trường hợp. 80% khả năng chướng giá trị. Trương Huyền cười cười. Nếu trên thế giới này đầu tư. Có thể toàn dựa theo thư thượng lý luận cùng trường hợp tới đi nói. Mỗi người đều là ngàn vạn phú ông. Ngươi có ý tứ gì? Khổng Thư trừng mắt Trương Huyền. Ta ý tứ là, gia thư người, người thấy hắn đầu tư phát tài sao? Trương Huyền khinh miệt cười, lý luận, chỉ là lý luận, chân chính thực tiễn, cùng lý luận là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Người trước hoàn thành hạng nhất thành công đầu tư, người liền sẽ phát hiện, người học lý luận tri thức, hoàn toàn là chó má, cổ phiếu tốc độ tăng, niết ở nhà tư bản trong tay. Chê cười, Khổng Thư đột nhiên một phách cái bàn, nhà tư bản lại có thể thế nào? Đầu tư bản thân chính là một hồi đánh bạc, nhà tư bản, cũng bất quá là tại đây chàng đánh cờ chung vận khí tốt điểm thôi. Quả nhiên, ngươi không có đã làm một lần đầu tư. Trương Huyền khóe miệng ngậm ý cười, nếu không ngươi sẽ không nói ra như vậy thiên chân nói, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một hồi hảo.
Đánh cuộc liền đánh cuộc gì? Khổng Thư gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, trong ánh mắt toàn là tức giận, hắn hiện tại liền cảm giác, trước mặt người nam nhân này, đem chính mình nhiều năm học thuật tri thức, vứt trên mặt đất hung hăng dẫm đạp, vũ nhục. Liền đánh cuộc ngươi nói kia chi cổ phiếu, 15 phút nội sẽ ngã đình, như thế nào? Trương Huyền nhướng mày. Tiền đặt cược đâu? Trương Huyền không sao cả lấy thắt tay, tùy tiện ngươi. Hảo, Khổng Thư thật mạnh gật đầu, nếu ta thắng, ta muốn người đời này đều không được tái kiến Tiểu Nhu. Sư huynh, ngươi, Tần Nhu đồng tử co rụt lại, liền phải mở miệng, lại bị Trương Huyền ngăn lại. Có thể, nhưng nếu ngươi thua đâu? Mặc cho ngươi xử trí. Ok, Trương Huyền khoan lỗ thứ bảy cái thủ thế, theo sau móc ra điện thoại, gọi đi ra ngoài. Điện thoại ở trong nháy mắt đã bị chuyển được, Trương Huyền chuyên môn thả công phóng, làm Tần Nhu cùng Khổng Thư đều có thể nghe được trong điện thoại thanh âm. Lão đại, chuyện gì? Giúp ta mua chi cổ phiếu, số hiệu là 08752X, liền mua 300 vạn đi. Hảo, điện thoại kia đầu người trả lời một tiếng, ngay sau đó, ba người đều có thể từ di động công phóng xuôi tai đến gõ bàn phím thanh âm, qua đại khái 10 giây, điện thoại kia đầu người lại lần nữa ra tiếng. Lão đại, ngươi không lầm đi, này chi cổ phiếu hoàn toàn chính là bẫy dập a, ta bảo đảm, chúng ta căn bản mua không được 300 vạn, nhiều nhất 100 vạn thời điểm. Này chi cổ phiếu liền sẽ ngã đình, sau đó đem chúng ta tiền toàn bộ bộ trụ. Nghe được điện thoại trung thanh âm này, Khổng Thư khinh thường một bĩu môi, trang, tiếp tục trang. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đối trong điện thoại nói, mua là được. Hảo! Điện thoại cắt đứt, Trương Huyền hướng trên sofa một dựa. Này liền diễn xong rồi. Khổng Thư trong mắt tràn ngập cười nhạo, người có biết hay không này chi cổ phiếu giá trị có bao nhiêu, 300 vạn. Đối này chi cổ phiếu tới nói, bất quá chín châu mất sợi lông thôi. Ngươi như thế nào kết luận cổ phiếu giá trị, từ thư đi học tới. Trương Huyền nhướng mày, thư thượng, chỉ biết giáo ngươi tri thức, sẽ không giáo ngươi người âm hiểm, cũng sẽ không giáo ngươi quá nhiều ở kinh tế lĩnh vực thượng mánh khóe bịp người, sở hữu có thể thượng thư bổn đồ vật, đều là bị người biết rõ, thả nhiều hơn lợi dụng, ngươi phải biết, đầu tư phương diện này, kinh nghiệm xa so lý luận quan trọng. Chương 33 Wall Street chi thần. Thiếu cho ta giả ngu. Khổng Thư ở máy tính bảng thượng mở ra cổ phiếu phần mềm, ta đảo muốn nhìn, người dựa vào cái gì tại đây làm bộ làm tịch, ta nói kia chi cổ. Khổng Thư nói chuyện thanh âm, tại đây một khắc, đột nhiên im bặt. Giờ phút này, hắn trước mắt máy tính bảng thượng, kia chi đánh số vì 08752X cổ phiếu, trước màu đỏ tươi, biến thành chói mắt màu xanh lục, đây là ngã đình tượng trưng, nói cách khác, sở hữu đầu tư đến này chi cổ phiếu tiền. Sẽ bị chặt chẽ tròng lên bên trong, lấy không ra. Này, Khổng Thư hít sâu một hơi, trong mắt toàn là không thể tin tưởng, không có khả năng. Không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, hắn điện thoại vào lúc này vang lên, tiếp khởi điện thoại, điểm công phóng, điện thoại trung thanh âm vang lên. Lão đại, này chi cổ so với ta tưởng tượng còn bất kham, ta cho rằng có thể mua 100 vạn đâu, kết quả đến 70 vạn đối phương liền nhịn không được. Trực tiếp bộ lao, loại này can đảm, ta phỏng chừng chính là những cái đó mới từ trong trường học ra tới tay mơ, lừa tiền thủ đoạn đều như vậy thấp hèn. Khổng Thư ngồi ở kia thân thể, đã xảy ra nhẹ nhàng run rẩy, trong điện thoại thanh âm, giống như là một cây thứ, chui vào hắn trong lòng, hắn lấy làm tự hào lý luận tri thức, ở người khác trong mắt, chính là tay mơ, không đáng giá nhắc tới. Hảo, việc này cứ như vậy, người an bài người đi đem tiền truy hồi đến đây đi, đem mặt sau người bắt được tới. Như thế nào xử trí chính ngươi nhìn làm. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, cũng không đi làm Khổng Thư làm cái gì, thật giống như vừa mới đánh cuộc, căn bản không tồn tại giống nhau. Phòng nội không khí, đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc, Khổng Thư ngồi ở một bên, trên mặt toàn là nan kham thần sắc. Tần Nhu tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Lão sư đã trở lại. Tần Nhu đột nhiên từ trên sofa đứng dậy, hướng cửa nhìn lại. Ngoài cửa lớn, một cái nhìn qua có hơn 50 tuổi trung niên nam tính, chính dẫn theo một túi đồ ăn đi vào phòng, nam tính dáng người ngay ngắn, cả người tràn ngập một cổ khó có thể miêu tả khí chất. Tần Nhu vui vẻ đi lên trước, tiếp nhận trung niên nam tính trong tay đồ ăn, lão sư, ngươi đã trở lại, vị này chính là ta cho ngươi nói người, Trương Huyền, vị này chính là ta lão. Hello, lại gặp mặt. Trương Huyền hướng đối phương cười cười. Là ngươi, thế nhưng là ngươi,
Trung niên nam tính khuôn mặt dại ra nhìn Trương Huyền, trong miệng lẩm bẩm. Tần Nhu nhìn hai người bộ dáng, cảm thấy nghi hoặc, lão sư, người cùng Trương Huyền nhận thức. Không quen biết, trung niên nam nhân lắc lắc đầu, ta không biết hắn kêu Trương Huyền, ta chỉ biết, hắn một cái khác tên. Một cái khác tên, Tần Nhu theo bản năng nhìn về phía Trương Huyền, liền nghe lão sư thanh âm ở bên tai vang lên. Wall Street chi thần, ở quốc tế tài chính thị trường chứng khoán nghênh đón sụp đổ thời điểm ngang trời xuất thế, dùng 130 vạn Magic Kim, ngắn ngủn 2 tháng thời gian nội, hoàn thành 18 hạng cổ phiếu giao dịch, 2 tháng sau, hắn gom góp một chút 500 triệu Magic Kim, vì đệ nhất chỉ dùng với làm không CDO quỹ kiến thương. Hắn thiết kế một cái phức tạp quỹ thao tác hình thức, một bên làm không nguy hiểm CDO, một bên thu mua giá rẻ CDS, đương tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ lỗ sạch vốn thời điểm. Hắn thành công xoay chuyển tình thế, làm chính mình tiền lời tốc độ tăng đạt tới 50%. Cũng liền ở khi đó, hắn thành Wall Street truyền kỳ, cũng thành lập chính mình vĩ mô quỹ phòng hộ, đến nay là thế giới đệ nhất vị trí, không thể lay động. Khi đó hắn, năm ấy 19 tuổi, ta từng có hạnh gặp qua hắn một mặt, hắn nói cho ta, sở dĩ thấy ta, là bởi vì ta từng đặt mình trong với từ thiện sự nghiệp, không cầu hồi báo, cho đến ngày nay ta mới biết được hắn tên thật, Trương Huyền. Wall Street chi thần, Tần Nhu nhìn Trương Huyền, trong mắt tràn ngập chấn động, nàng không có hoài nghi lão sư nói, bởi vì lão sư, căn bản không cần thiết lừa nàng. Đúng vậy, trung niên nam nhân thổn thức một tiếng, hắn là toàn bộ Wall Street truyền kỳ, chẳng qua, ở hắn nhất lóa mắt thời điểm, biến mất ở tầm mắt mọi người giữa, hắn đem chính mình toàn bộ thân gia, đều không ràng buộc quyên tặng cho hội chữ thập đỏ, dùng để cứu trợ những cái đó nghèo khó vùng núi hài tử. Trung niên nam nhân ánh mắt đặt ở Trương Huyền trên người, trong mắt toàn là vui mừng, đây là hắn dùng một cái lớn tuổi tiền bối, tới đối đãi vãn bối ánh mắt, hắn thực may mắn, ở Hoa Hạ, ở chính mình tổ quốc, có Trương Huyền như vậy một cái đặt mình trong với từ thiện, lại không cầu hồi báo người. Toàn bộ quyên tặng, Tần Nhu hiện tại đã hoàn toàn nói không ra lời, cho tới nay, nàng đều cho rằng, chính mình đã thực nhiệt tâm từ thiện sự nghiệp, nhưng hiện tại mới phát hiện, cùng Trương Huyền so sánh với, chính mình làm này đó, chỉ có thể nói là chín châu mất sợi lông thôi. Tiểu Nhu, thật không nghĩ tới, ngươi cùng Trương Huyền có thể gặp được một khối, nếu ta không đoán sai nói, hai ngươi là ở viện phúc lợi nhận thức đi. Trung niên nam nhân mang theo ý cười nhìn về phía Tần Nhu. Ân, Tần Nhu đôi tay đặt ở bụng nhỏ trước, gật gật đầu. Hảo, đều đừng đứng, hôm nay ta mua chút nhân, chúng ta làm vằn thắn đi, Trương Huyền, ta hiện tại đã rời khỏi tài chính giới, cũng so ngươi lớn tuổi, Tiểu Nhu liền cùng ta nữ nhi giống nhau, về sau chúng ta chính là người một nhà. Ta liền thẳng hô ngươi tên họ, ngươi nếu không ghét bỏ, đã kêu ta một tiếng khổng thúc. Trung niên nam nhân dơ dơ lên trong tay đồ ăn, cười nói. Hảo, khổng thúc, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ta cán ra mau, các ngươi bao. Hành, trung niên nam nhân sang sảng lên tiếng, Tiểu Nhu, mau tới hỗ trợ. Nga, Tần Nhu thấp hèn đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đi theo lão sư phía sau, chờ vào phòng bếp, Tần Nhu vươn tay nhỏ, lôi kéo lão sư ống tay áo. Lão sư, người nói cái gì đâu, cái gì người một nhà a? Ha ha, này không phải sớm muộn gì sự sao? Trương Huyền ở Tần Nhu lão sư ra cơm nước xong, lại về đến nhà, đã là buổi tối 8 giờ, chân trời đám mây thiêu lửa đỏ. Tiến ra môn, Trương Huyền liền nhìn đến Lâm Thanh Hạm chính vẻ mặt ưu sầu ngồi ở trên sofa, trong phòng khách cũng không gặp Milan thân ảnh. Lâm Tổng, làm sao vậy? Trương Huyền đi qua đi, vẻ mặt quan tâm hỏi. Công ty sự. Nói ngươi cũng không hiểu, Lâm Thanh Hạm tay nhỏ che lại cái trán. Tâm tình sẽ ảnh hưởng người thân thể, tận lực phóng nhẹ nhàng một chút, ta đi cho ngươi đảo điểm nước rửa chân, ngươi mấy ngày nay nhìn qua thực mỏi mệt. Trương Huyền an ủi một tiếng, chạy đến phòng vệ sinh bưng bồn nước ấm, theo sau ngồi xổm Lâm Thanh Hạm trước người, đem kia đối chân ngọc nâng lên, đặt ở trong nước. Mấy ngày xuống dưới, Lâm Thanh Hạm đều có chút thói quen Trương Huyền vì chính mình ấn chân, thả không thể không thừa nhận chính là... Trương Huyền mát xa thủ pháp đích xác thực hảo, mỗi lần hắn mát xa qua đi, chính mình đều sẽ cảm giác cả người nhẹ nhàng, ngủ rất say sưa. Trong TV phóng buổi tối tin tức, Lâm Thanh Hạm di động vang lên, điện báo người là bí thư Lý. Lâm Thanh Hạm trước nhìn mắt di động, theo sau lại nhìn mắt Trương Huyền, tiếp khởi điện thoại, bí thư Lý, cùng nàng câu thông thế nào. Chương 34 người nọ không chịu giúp. Không được, bí thư Lý thanh âm ở điện thoại chung vang lên. Nàng nói đó là nàng tư nhân bằng hữu, đều không phải là trong nghề mời đến chuyên gia, trừ phi người nọ đồng ý, nếu không nàng sẽ không tự tiện cho chúng ta liên hệ phương thức,
Bất quá nàng nói, có thể giúp chúng ta hỏi một chút người kia ý tứ. Để ta đi lấy nước, Trương Huyền đem Lâm Thanh Hạm kia đối chân ngọc lau khô, bưng chậu nước tránh ra. Lâm Thanh Hạm thon dài hai chân cuộn ở trên sofa, mày liễu nhăn càng khẩn, Tần Nhu người này, ta cùng nàng tuy rằng không đánh quá nhiều giao tế, nhưng nàng làm người trong ngành vẫn là đáng giá thưởng thức, nếu nàng nói giúp chúng ta hỏi, nên không thành vấn đề, thật muốn biết ha, rốt cuộc là người nào. Mới có thể giúp nàng nghĩ ra Tạc Sơn như vậy một cái lộ, làm một cái tam lưu xí nghiệp, một chút vượt qua trở thành Ngân Châu thị lớn nhất tiềm lực cổ. Đương Trương Huyền đảo xong thủy đi tới thời điểm, Lâm Thanh Hạm đã đem điện thoại cúp. Lâm Tổng, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Trên thực tế sinh ý thượng sự tình, ta cũng là hiểu một ít đâu, nói không chừng có thể giúp người bày mưu tính kế. Trương Huyền nghiêng về một phía trà, một bên hướng Lâm Thanh Hạm nói. Không cần. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, có chút vội, ngươi không thể giúp. Hảo đi, Trương Huyền bất đắc dĩ lên tiếng, ta đây đi trước ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, Trương Huyền chính dẫu mông, thuần thục xoa sàn nhà khi, liền thấy Lâm Thanh Hạm vội vàng vội chạy ra khỏi phòng, tùy ý rửa mặt một chút, liền ra cửa lái xe đi rồi. Chuyện gì cứ như vậy cấp, Trương Huyền nghi hoặc một tiếng, nghe được trong túi di động tiếng chuông vang, lấy ra di động vừa thấy. Là Tần Nhu cho chính mình phát WeChat. Trương Huyền, tỉnh sao? Tần Nhu mang theo một cái nghi vấn biểu tình. Ân, làm sao vậy? Trương Huyền một bên lau nhà, một bên hồi phục. Có cái sinh ý thượng bằng hữu, nàng công ty ra điểm khó khăn, muốn cho ta hỗ trợ hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không cho nàng chỉ điều minh lộ, nàng cũng sẽ phó cho ngươi xa xỉ thù lao. Tần Nhu gọn gàng dứt khoát đem sự tình nói ra. Không muốn, Trương Huyền không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Một đống bình thường cư dân trên lầu, thân xuyên màu trắng áo tắm dài Tần Nhu, đang ngồi ở cửa sổ sát đất trước, hưởng thụ sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào nàng trên người, tựa như thánh khiết thiên sứ, Tần Nhu nhìn di động, đương nàng nhìn đến Trương Huyền không cần suy nghĩ liền phát tới không muốn ba chữ khi, trong lòng thế nhưng có chút mừng thầm, loại cảm giác này thật giống như, Trương Huyền chỉ vì nàng một người làm một sự kiện giống nhau. Loại này ý tưởng, làm Tần Nhu mặt đẹp thường hiện lên một mặt hồng yên. Thật lâu không thể rút đi. Lâm thị tập đoàn, kia chiếc lửa đỏ chạy băng băng trực tiếp chạy đến công ty trước đại môn, Lâm Thanh Hạm mở cửa xe, hấp tấp chiều công ty nội đi đến. Bí thư Lý Na đã sớm chờ ở chỗ này, trên mặt che kín nôn nóng, Lâm Tổng, người đã đến rồi. Có tin tức sao? Lâm Thanh Hạm vẻ mặt nôn nóng từ Lý Na bên cạnh xẹt qua, đi vào thang máy, ấn tầng cao nhất con số. Lý Na vội vàng đuổi kịp, lắc đầu nói. Tần Tổng bên kia có tin tức, nàng nói người kia không muốn giúp chúng ta. Hô, Lâm Thanh Hạm thở phào một hơi, hành đi, nói Phương Tổng đi, hắn có ý tứ gì? Theo đáng tin cậy tin tức, hiện tại hơn nữa chúng ta, ít nhất có 7 gia xí nghiệp muốn cùng Phương Tổng đạt thành hợp tác, thả đưa ra phương án đều được đến Phương Tổng tán thành, đến nay Phương Tổng còn không có hoàn toàn quyết định muốn cùng nhà ai hợp tác. Lý Na Phiên trong tay văn kiện. Thang máy bay lên đến lầu 7. Lâm Thanh Hạm trực tiếp thắp sáng lầu 8 icon, thang máy tại hạ một giây đình chỉ vận hành, đinh một tiếng, thang môn mở ra. Lâm Tổng, người này, Lý Na vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Hạm. Phương Tổng ở đâu, ta đi tìm hắn. Lâm Thanh Hạm đi ra thang máy sau, lại ấn xuống bên cạnh thang máy, ánh mắt kiên định nói. Triển lãm tranh. Ngân Châu Thị, gần 2 năm tới đến phía chính phủ mạnh mẽ duy trì, kinh tế phát triển cũng được đến bay nhanh tăng lên. Chỉ là mỗi năm các hạng triển lãm, liền liên tiếp không ngừng. Hôm nay, Ngân Châu Quốc tế Trung tâm triển lãm, đỗ vô số siêu xe, gần ngàn danh nhân viên an ninh phân bố ở chỗ này, mỗi người đều biểu tình nghiêm túc, bởi vì bọn họ biết, hôm nay chính mình sở bảo hộ đồ vật, mỗi loại đều là giá trị liên thành, những cái đó từ xưa truyền lưu đến nay danh họa, có chút ngày thường đều là gửi ở viện bảo tàng chung. Thuyền cứu nạn, toàn bộ Ninh tỉnh lớn nhất nhà đầu tư, hắn từ phát tích, đến bây giờ nổi tiếng. Làm những chuyện như vậy chỉ có hạng nhất, đầu tư, nghe đồn ở hắn sau lưng có phía chính phủ bóng dáng, phàm là có thể cùng hắn đạt thành hợp tác xí nghiệp, đều sẽ kiếm được đầy bồn đầy chén, ai nếu có thể cùng thuyền cứu nạn hợp tác, kia ở thương vòng địa vị, cũng là nước lên thì thuyền lên. Không khoa trương nói, ở Ngân Châu, có thể tả hữu thương vòng chỉ có hai người, một cái, là Lâm Chính Nam, lúc trước dẫn dắt Ngân Châu các doanh nhân đánh ra một mảnh thiên địa đi đầu đại ca, một cái khác, chính là thuyền cứu nạn. Thuyền cứu nạn tuổi 50, thân cao 1m7, cả người nhìn qua thực tinh thần, hắn độc yêu thích tranh triển,
hôm nay trung tâm triển lãm ngoại sở dĩ có thể đỗ như vậy nhiều siêu xe, kia đều là vì thuyền cứu nạn mà đến. Milan ăn mặc một thân đỏ trắng đan xen đồ thể dục đứng ở trung tâm triển lãm cửa nhìn ra xa, Lâm Thanh Hạm thân ảnh ở Milan trong mắt dần dần phóng đại. Ta nói rõ Hạm, người ăn mặc này một thân chức nghiệp trang tới, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới mục đích của ngươi a, nhiều ít cũng làm bộ một chút, sau đó gãi đúng chỗ ngứa mới được, hôm nay cái kia thuyền cứu nạn bên người tất cả đều là người. Milan nhìn chính mình này khuê mật, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Không sao cả, Lâm Thanh Hạm chẳng hề để ý lắc lắc đầu, dùng tay đem một đầu tóc đẹp ở sau đầu quấn lên, ta làm việc chính là như vậy, hợp tác chính là hợp tác, phương án bãi ở hắn trước mắt, đi. Lâm Thanh Hạm từ Milan trong tay lấy quá thư mời, trực tiếp đi vào trung tâm triển lãm giữa. Milan nhìn Lâm Thanh Hạm bóng dáng, sốt ruột rậm rậm chân, suy tư 2 giây, tâm hung ác, cấp Trương Huyền gọi điện thoại đi, Trương Huyền, mau tới trung tâm triển lãm. Lần này Ngân Châu triển lãm tranh, tập kết Hoa Hạ các đại đại gia danh họa, đồng thời còn có một ít tân tấn họa gia, Hoa Hạ chứ danh quốc họa họa sư, trường hợp có thể nói to lớn. Này Phúc không tồi, hỏi một chút bao nhiêu tiền, sau đó phiếu lên. Thuyền cứu nạn thân xuyên màu xanh biển hưu nhàn thường phục, tỉ mỉ đánh giá mỗi một bức họa, trong mắt thỉnh thoảng xuất hiện khen ngợi, tiếc hận thần sắc. Thuyền cứu nạn nữ bí thư đi theo hắn phía sau, một đường một câu cũng không nói. Cẩn thận ký lục thuyền cứu nạn theo như lời mỗi một câu. Gì, này Phúc, thuyền cứu nạn dừng chân với một bức cổ họa trước, cẩn thận đoan trang, này Phúc, ta nhớ rõ 3 năm trước đây, từng gặp qua một lần. Đích xác, thuyền cứu nạn bí thư tự tiến quán sau lần đầu tiên mở miệng, này Phúc Đông Mai, 3 năm trước đây từng ở Đều Hải nhà triển lãm xuất hiện quá, lúc ấy lấy 470 vạn giá cả bị chúng ta chụp được. Kỳ quái, kia này Phúc lại là sao lại thế này? Thuyền cứu nạn tinh tế đánh giá này bức họa, giấy vẽ chọn dùng chính là giấy tuyên thành, nhân thời gian duyên cớ, giấy vẽ đã có chút ố vàng, thả màu đen cũng phai nhạt không ít, nhưng lấy thuyền cứu nạn kinh nghiệm, vẫn là có thể nhìn ra, này bức họa, là bút tích thực. Đi liên hệ hạ ban tổ chức người, thuyền cứu nạn hướng bí thư phất phất tay. Bí thư gật gật đầu. Chương 35 ba phải cái nào cũng được. Thực mau, một người thân xuyên tây trang trung niên nam tính chạy chậm lại đây, hiển nhiên. Cái này trung niên nam tính nhận thức thuyền cứu nạn. Phương Tổng ngươi hảo, ta là lần này triển lãm người phụ trách, Trương Cường. Trương Cường chủ động hướng thuyền cứu nạn duỗi tay. Ngươi hảo, ta muốn hỏi hạ này bức họa, là bút tích thực, vẫn là cao phỏng. Thuyền cứu nạn chỉ vào trước mặt này Phúc Đông Mai, họa thượng, chỉ có một con hàn mai, lẻ loi rừng ở giấy vẽ giữa, cho người ta một loại cô độc đứng ngạo nghệ ý cảnh. Bút tích thực, Trương Cường không hề nghĩ ngợi liền cấp ra trả lời. Này Phúc Đông Mai, là thời Đường Diêm đại sư tác phẩm tiêu biểu, truyền lưu đến nay, chúng ta bắt được phía chính phủ giám định kết quả, mới lấy ra triển lãm, thật là bút tích thực, Phương Tổng nếu cảm thấy hứng thú nói, sau đó sẽ có quan hệ với này bức họa từ thiện bán đấu giá. Bút tích thực, thuyền cứu nạn mày gắt gao nhăn lại. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm ở thuyền cứu nạn phía sau vang lên. Phương Tổng, thuyền cứu nạn theo thanh âm này nhìn lại, Lâm Tổng. Như vậy xảo, người cũng tới xem triển lãm tranh. Thuyền cứu nạn nói chuyện thời điểm, cố ý đánh giá liếc mắt một cái Lâm Thanh Hạm trên người chức nghiệp trang phục. Tới tìm Phương Tổng nói chuyện hợp tác, Lâm Thanh Hạm đứng ở thuyền cứu nạn trước người, trực tiếp xong xuôi nói. Thuyền cứu nạn cười khẽ một chút, mở miệng nói, Lâm Tổng, theo lý thuyết, loại này thời điểm ta là không nói chuyện công tác, bất quá niệm ở ngươi ra ra đối ta có ân, ta cũng liền phá lệ, ăn ngay nói thật. Các người Lâm thì cấp ra hợp tác phương án, ở mọi người giữa, cũng không phải xuất sắc nhất, người hẳn là minh bạch, ta là cái thương nhân, xem chính là ích lợi, không phải cảm tình, trừ phi ngươi có thể lấy ra càng tốt hợp tác phương án, bằng không, ta tưởng chúng ta hợp tác, đến lần sau. Lâm Thanh Hạ mày liễu nhăn lại, Phương Tổng, chúng ta Lâm thì tình huống, tin tưởng ngươi cũng biết, cái này phương án, tuy rằng ngắn hạn nội vô pháp mang cho ngươi lớn nhất lợi nhuận, nhưng lâu dài tới nói. Đình. Thuyền cứu nạn khoa tay múa chân một cái thủ thế, Lâm Tổng, người biết đến, ta làm phong đầu, hạng nhất đều là đoàn tuyến đầu tư, lâu dài ích lợi, ta chưa bao giờ xem. Phương Tổng, ta, Lâm Thanh Hạm còn muốn nói gì nữa, liền cảm giác phía sau có người kéo chính mình một phen, quay đầu nhìn lại, là chính mình khuê mật Milan, mà ở Milan bên cạnh, Trương Huyền không biết khi nào cũng chạy tới. Phương Tổng, chúng ta sau đó lại lưu, Lâm Thanh Hạm vội vàng cùng thuyền cứu nạn chào hỏi. Theo sau đi đến Trương Huyền trước mặt, nhỏ giọng nói, sao ngươi lại tới đây?
Ta đem hắn gọi tới a, ta nói rõ hạm, người biết rõ thuyền cứu nạn người này thích quốc họa, người lão công lại là chuyên môn làm phương diện này, làm gì không gãi đúng chỗ ngứa. Milan vẻ mặt trách cứ. Ta, Lâm Thanh Hạ muốn nói lại thôi, nàng nhìn nhìn Trương Huyền, lại nhìn nhìn Milan, không biết nên như thế nào giải thích, tổng không thể nói cho Milan nha đầu này sự thật đi. Được rồi, ta xem, liền trước làm Trương Huyền đi cùng thuyền cứu nạn giao thiệp, hắn nếu có thể cùng thuyền cứu nạn lưu đến tới, người lại hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý tính. Milan khuyên nhủ. Lâm Thanh Hạm theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, lại thấy Trương Huyền đã chiều thuyền cứu nạn đi đến. Lâm Thanh Hạm thở dài, Trương Huyền rốt cuộc hiểu hay không họa, nàng là rõ ràng, hắn tới lại có thể có ích lợi gì đâu. Trương Huyền đi đến thuyền cứu nạn bên người, hai mắt nheo lại, nhìn trước mắt này bức họa, thời Đường Diêm đại sư Đông Mai. Màu đen có chút đạm a. Ngươi hiểu họa, thuyền cứu nạn nghe được Trương Huyền thanh âm, rất là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua, lần này triển lãm tranh thượng. Rất nhiều danh họa cũng không có ghi rõ xuất xứ, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra họa nguyên, đều là hiểu họa người. Đương nhiên hiểu, ha ha, một tiếng cười to vang lên, lại không phải đến từ Trương Huyền, mà là mặt khác một người. Tống Đào bước bước đi tới, vừa đi vừa cất cao giọng nói, Phương Tổng, vị này Trương Huyền Trương Tiên Sinh, đúng là Lâm Tổng lão công, đồng dạng cũng là một người nghệ thuật gia, chuyên môn làm quốc họa phương diện, ta tưởng, hai người hẳn là sẽ có rất nhiều tiếng nói chung a. Tống Đào nói xong, trong mắt hiện lên một tia mịt mờ âm hiểm cười, nghệ thuật gia. Thật đúng là có thể thổi, nếu không phải Vương Thiếu nói cho ta thật đúng là không biết đây là cái vì tiền tới cửa con rể đâu. Nga, thuyền cứu nạn rất có hứng thú nhìn Trương Huyền, trong mắt xuất hiện thưởng thức, bởi vì hiện tại còn ham thích quốc họa người, là càng ngày càng ít, Trương Tiên Sinh, ngươi là làm quốc họa. Hơi chút hiểu một ít, Trương Huyền khóe miệng treo lên một mạt mỉm cười, gật gật đầu. Một khi đã như vậy, Trương Tiên Sinh, người có không nhìn ra, này bức họa, có phải hay không Diêm đại sư chân tích? Thuyền cứu nạn chỉ vào trước mắt này Phúc Đông Mai, hỏi. Trương Huyền ánh mắt ở trước mắt này bức họa thượng nhìn quét vài lần, sau mở miệng, Phương Tiên Sinh, người nghĩ muốn cái gì đáp án đâu? Muốn nghe là thật, vẫn là giả. Ha ha ha. Trương Huyền cười lớn, xoay người rời đi, lưu lại như vậy một câu ba phải cái nào cũng được đáp án. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền biểu hiện, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không trách cứ Trương Huyền, quốc họa thứ này, bản thân liền bác đại tinh thâm, không giống cơm tây lễ nghi những cái đó, chỉ cần đơn giản huấn luyện là có thể lược hiểu một vài, đây là muốn dựa hàng năm kinh nghiệm tích lũy cùng phong phú tri thức. Milan cũng là trong lòng cả kinh, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn không hiểu? Không nên a. Trong khoảng thời gian này, Milan vẫn luôn đều nghĩ như thế nào vạch trần Trương Huyền cái này cảm tình kẻ lừa đảo. Nhưng hôm nay, nàng là nhiều hy vọng cái này kẻ lừa đảo có thể nhiều hiểu một chút, cùng Phương Tổng liêu thượng, bởi vì Milan biết, Lâm Thanh Hạm công ty, hiện tại gặp phải bao lớn nguy cơ, có nội ưu, cũng có họa ngoại xâm. Thuyền cứu nạn cau mày, nhìn Trương Huyền rời đi bóng dáng, không nói gì. Phương Tổng, xem ra vị này Trương Huyền tiên sinh, cũng là đồ có kỳ danh thôi, nói như thế nào đâu, Lâm Thanh Hạm người này, quá thương nghiệp hóa, có một số việc hư cấu ra tới cũng thực bình thường. Liền tỷ như nàng nói cho ta, nàng tiên sinh là làm quốc họa. Tống Đào đi vào thuyền cứu nạn trước người, Phương Tổng, tự giới thiệu một chút, kẻ hèn Tống Đào, chịu người chi thác, tới làm Phương Tổng thấy rõ nào đó người gương mặt thật, không cần bị cái gì ân nhân hậu đại sở mê hoặc. Triển lãm sẽ phòng nghỉ, Trương Huyền phùng một ly ướp lạnh coca ngồi ở một trương tiểu bàn tròn trước. Milan cùng Lâm Thanh Hạm phân biệt ngồi ở hắn đối diện. Trương Huyền, người không phải làm quốc họa sao? Rốt cuộc hiểu hay không a, vừa rồi kia Phúc có phải hay không bút tích thực. Milan nhìn Trương Huyền còn có tâm tình tại đây uống coca, sốt ruột không được. Nhưng thật ra Lâm Thanh Hạm, có vẻ thực bình tĩnh, bởi vì nàng thực minh xác biết, Trương Huyền không hiểu quốc họa, nếu chính mình phương án không bị thuyền cứu nạn coi trọng, kia lần này hợp tác là không thể nào. A à, cách, một mồm to ướp lạnh coca xuống bụng, Trương Huyền lúc này mới mở miệng, kia bức họa, nói như thế nào đâu, là bút tích thực. Lại không phải bút tích thực. Có ý tứ gì, Milan không hiểu ra sao. Nói ngươi cũng nghe không hiểu. Trương Huyền lại cầm lấy coca uống một hớp lớn, thấy Milan lại nóng nảy, hắn vội vàng nói, đúng rồi, từ từ là có cái từ thiện bán đấu giá đúng không? Chúng ta cùng đi nhìn xem. Về từ thiện bán đấu giá, Trương Huyền trước kia cũng tham gia quá không ít lần, đã sớm ngựa quen đường cũ. Chương 36 hắn muốn làm gì? Giữa trưa hai điểm.
trung tâm triển lãm chuyên môn chuẩn bị một cái triển thính, làm đấu giá hội hiện trường, sở trình diện người rất nhiều. Trương Huyền biết, giống nhau loại này từ thiện bán đấu giá trình diện người, so với kia loại bình thường bán đấu giá còn muốn náo nhiệt, nếu ở đâu mà cử hành từ thiện bán đấu giá, địa phương doanh nhân, đều sẽ thu được mời, loại này mời là rất nhiều người không thể cự tuyệt, nếu không ngày hôm sau tin tức đầu đề liền sẽ là về của ngươi. Hội quán cùng sở hữu 500 cái ghế dựa, lúc này đã ngồi đầy, thuyền cứu nạn, Lâm Thanh Hạm, cùng với một ít Ninh tỉnh nổi danh doanh nhân, đều ngồi ở đệ nhất bài. Thuyền cứu nạn tái kiến Trương Huyền sau, trong mắt đã không có vừa mới cái loại này thưởng thức, mà là phi thường bình đạm nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời đi. Tống Đào ngồi ở ly thuyền cứu nạn không xa địa phương, khóe môi treo lên cười lạnh, nhìn Lâm Thanh Hạm, hắn có nắm chắc, hôm nay nhất định có thể đem Lâm Thanh Hạm thanh danh làm xú, không nói cái khác, chính là nàng kia lão công, cũng đủ trở thành đột phá khẩu, một cái đồ có kỳ danh nghệ thuật ra, này phải bị truyền thông biết. Phỏng chừng Lâm Thanh Hạm thanh danh cũng sẽ xuống dốc không phanh đi. Quốc họa từ thiện đấu giá hội, ở một cái lớn tuổi bán đấu giá sư dưới sự chủ trì, bắt đầu rồi. Ngay từ đầu, xuất hiện họa, chỉ là giá trị mấy ngàn, này đó họa nhất chịu truy đuổi, đoạt chụp người rất nhiều, bởi vì ở đây rất nhiều người căn bản là không phải tới mua họa, bọn họ chỉ là đồ cái mánh lới, trở về sau, đã chịu phỏng vấn khi, này cũng có thể trở thành đề tài câu chuyện, đến nỗi họa tốt xấu, bọn họ mặc kệ. Bọn họ muốn, chính là chính mình hôm nay có thể hoa ít nhất tiền, mua được một cái từ thiện ra tên tuổi. Này đó mấy ngàn khối họa, đều là đến từ một ít tân nhân họa sư, dần dần, xuất hiện quốc nội nổi danh đại sư tác phẩm, giá trị đều ở thượng vạn, hiện tại có thể mua, nhiều chính là một ít chân chính thích họa người. Trong lúc này, thuyền cứu nạn vài lần ra tay, bắt lấy chính mình thích tác phẩm. Thực mau, đấu giá hội liền đến vở kịch lớn. Bán đấu giá sư thanh âm xuyên thấu qua microphone, truyền khắp toàn bộ triển thính, các vị đều biết, ở ta Hoa Hạ, thời đường cùng sở hữu 3 vị nổi danh hội họa đại sư, phía dưới, chúng ta đem lấy ra một bộ Diêm đại sư nổi danh làm, Đông Mai, tiến hành bán đấu giá, kinh phía chính phủ có quan hệ đơn vị nghiệm chứng, này họa vì bút tích thực, lần này bán đấu giá đoạt được 80%, đều đem quyên tặng cấp hội chữ thập đỏ, bổn họa khởi chụp giới vì 10 vạn, các vị thỉnh ra giá. Thuyền cứu nạn ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn trên đài triển lãm kia phó Đông Mai, sắc mặt hơi hơi có chút không thích hợp. Hiện tại hắn, vội vàng muốn biết, này Phúc Đông Mai, rốt cuộc có phải hay không bút tích thực, nếu là thật sự, kia chính mình 3 năm trước đây mua kia Phúc, chính là giả. Nhưng 3 năm trước đây kia Phúc, giống nhau là có giấy chứng nhận phê chuẩn, chẳng lẽ, trên đời này còn có 2 Phúc Đông Mai không thành. Thuyền cứu nạn ở rối rắm, hắn rốt cuộc muốn hay không ra tay. Làm một cái quốc họa người thu thập, thuyền cứu nạn không cho phép chính mình trong nhà có đồ dỏm, cũng không cho phép loại này giá trị duy nhất chính phẩm, từ chính mình trước mắt sói mòn. Liền ở thuyền cứu nạn do dự trong quá trình, này Phúc Đông Mai giá cả, đã bị kêu lên 80 vạn. Trương Huyền ngồi ở làm thượng, kiều chân bắt chéo, đôi tay ôm ở sau đầu, Milan, ngươi mới vừa nói rõ hạ muốn cùng cái kia họ Phương hợp tác, nếu có thể đạt thành hợp tác, công ty có bao nhiêu tiền lợi nhuận. Không phải lợi nhuận, là tiền cảnh, có quan hệ Lâm thị tương lai, nếu thật có thể cùng Phương Tổng đạt thành hợp tác, bao nhiêu tiền ta đều có thể ra. Lâm Thanh Hạm kiên định nói. Nga, minh bạch, Trương Huyền như suy tư gì gật gật đầu. Giờ phút này, kia Phúc Đông Mai giá cả, đã tăng tới 330 vạn, mà bán đấu giá sư, đã hô lên 330 vạn lần thứ hai nói. Ngồi ở kia vẫn luôn cũng chưa hé răng thuyền cứu nạn, tại đây một khắc nhịn không được, mặc kệ là thật là giả. Hắn không thể nhìn đến này bức họa ở chính mình trước mắt bị người chụp đi, liền tính là giả, cũng muốn chính mình xác định mới được. Thuyền cứu nạn cầm lấy trong tay bán đấu giá bài, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe một đạo lười biếng thanh âm ở chính mình bên cạnh vang lên, 500 vạn. Thuyền cứu nạn tức khắc đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm này chủ nhân. Milan trừng lớn đôi mắt, nhìn Trương Huyền, người điên rồi. 500 vạn, này bức họa có thể 400 vạn thành giao cũng đã thực khó lường. Lâm Thanh Hạm cau mày, cũng không có ra tiếng, Lâm Thanh Hạm chính mình đều ở kỳ quái, không biết khi nào bắt đầu, nàng đột nhiên cảm thấy cái này Trương Huyền, giống như không có chính mình tưởng tượng như vậy bất kham, mỗi lần ở cái gì thời điểm mấu chốt, hắn đều có thể làm ra một ít ngoài dự đoán mọi người sự. Lúc này đây, Lâm Thanh Hạm trong lòng có loại trực giác, đó chính là, Trương Huyền không phải ở làm bậy, hắn có ý nghĩ của chính mình. Trên đài bán đấu giá sư thấy có người hô lên 500 vạn, trước mắt chính là sáng ngời. Hắn tuy rằng không quen biết kêu giới người,
nhưng hắn nhận thức đối phương trong tay cầm đại biểu Lâm thị thẻ bài. 500 vạn giá cả, làm vừa mới còn ở kêu giới người tất cả đều an tĩnh lại, tựa như Milan theo như lời, này bức họa, nhiều nhất 400 vạn. Bán đấu giá sư liên tục 3 lần gõ chùy, trong miệng hô lên thành giao hai chữ, cuối cùng, Trương Huyền lấy 500 vạn chụp được này bức họa. Milan trong mắt toàn là khó hiểu, hắn thật sự không rõ, Trương Huyền vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ hắn tưởng đem này họa mua tới đưa cho thuyền cứu nạn. Xem thuyền cứu nạn vừa mới bộ dáng, giống như thực để ý này bức họa giống nhau, nhưng thuyền cứu nạn sẽ thu sao? Vì một bức mấy trăm vạn họa, làm mấy cái trăm triệu sinh ý. Không riêng gì Milan, ngay cả Lâm Thanh Hạm cũng phỏng đoán Trương Huyền là muốn làm như vậy, hai nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đồng thời lắc lắc đầu. Lâm Thanh Hạm trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, 500 vạn nàng không để bụng, cùng thuyền cứu nạn vô pháp hợp tác cũng là đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng hiện tại thất vọng, là Trương Huyền hành vi, ở Lâm Thỉnh Hạm trong lòng, cỡ nào hy vọng Trương Huyền có thể làm ra một ít ngoài dự đoán mọi người sự, chẳng sợ kiếm đi nét bút nghiêng, cho dù là không đạt được đại gia muốn hiệu quả. Lâm Thỉnh Hạm cũng là vui vẻ, này nhiều ít có thể chứng minh, chính mình ra người nam nhân này, không phải như vậy không đúng tí nào. Nhưng hắn hiện tại cái này cách làm, quá tiểu thừa. Lâm Thỉnh Hạm thấp hèn đầu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đang lúc nàng trong lòng thất vọng khi, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến Milan kinh hô. Thanh Hạm, người mau xem, Trương Huyền hắn muốn làm gì a? Lâm Thỉnh Hạm ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Trương Huyền đã rời đi chỗ ngồi, đi tới trên đài, hắn đã đem kia phúc 500 vạn chụp được tới Đông Mai cầm trong tay. Ngay sau đó, Trương Huyền làm một kiện làm toàn trường ồ lên sự tình. Kia giá trị 500 vạn danh họa, đã bị Trương Huyền dùng đôi tay bắt lấy, sau đó dùng sức một xé. Xé kéo. Này thanh tuy rằng không lớn, lại là vang ở mọi người trong lòng, vừa mới dùng 500 vạn mua tới quốc họa, liền như vậy, bị người xé. Thiên A! Hắn đây là làm gì? Đầu óc có bệnh đi. Khoe dầu cũng không phải như vậy Huyền A. Dưới đài tức khắc vang lên một mảnh ồn ào cùng tiếng kinh hô. Đối mặt này đó thanh âm, Trương Huyền sắc mặt bất biến, hắn nhìn về phía ngồi ở đệ nhất bài thuyền cứu nạn, cất cao giọng nói, Phương tiên sinh, vừa mới ta xem ngươi thần sắc khó xử, đối này bức họa hứng thú tràn đầy, rồi lại lúc nào cũng không ra tay, ta đoán, ở nhà của ngươi chung, có phải hay không còn có như vậy một bức họa. Ngươi biểu tình rối rắm, song quyền thời khắc nắm chặt, là bởi vì ngươi cũng không xác định. Rốt cuộc nhà ngươi chung kia phúc là bút tích thực, vẫn là này phúc là bút tích thực. Chương 37 đều là thật sự. Thuyền cứu nạn nhìn trên đài tên này thanh niên, ở đối phương xé xuống bức họa cuộn tròn kia một khắc, hắn cảm giác, chính mình tựa như một cái chết đuối người, đột nhiên bị người kéo đến trên bờ, cảm giác hết thảy, đột nhiên trở nên tốt đẹp. Cũng tại đây một khắc, thuyền cứu nạn đột nhiên minh bạch đối phương dụng ý, hắn đứng lên, nhìn trên đài, người hoa 500 vạn, mua một bức phỏng phẩm. Mục đích chính là làm lòng ta thoải mái điểm, hảo cùng các ngươi hợp tác. Trương Huyền vươn một ngón tay, tổng cộng 2 điểm, ngươi nói đúng một chút, ta xé này bức họa, thật là muốn cho ngươi trong lòng dễ chịu một chút, một cái làm cất chứa người, ở lâm vào thật giả lưỡng nan khốn cảnh khi có bao nhiêu khó chịu, ta rất rõ ràng, ta muốn dùng phương pháp này, tới đổi lấy một lần chúng ta hợp tác cơ hội. Thuyền cứu nạn trên mặt lộ ra ý cười, ngươi nói có 2 điểm, điểm thứ nhất ta nói đúng, kia điểm thứ 2 đâu? Trương Huyền khóe miệng một câu, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm thuyền cứu nạn, ai nói cho ngươi này bức họa là giả? Cái gì, ngươi, thuyền cứu nạn trên mặt lộ ra một bộ kinh hãi. Trương Huyền đi xuống đài, đứng ở thuyền cứu nạn trước người, ta trong tay này bức họa, là bút tích thực, mà nhà ngươi kia phúc, đồng dạng là bút tích thực. Ha ha ha, thật là thiên đại chê cười, ngồi ở khoảng cách thuyền cứu nạn cách đó không xa Tống Đào cười to ra tiếng, chiếu ngươi ý tứ nói. Thời Đường Diêm đại sư, cộng vẽ 2 phúc Đông Mai, đều truyền lưu đến bây giờ. Trương Huyền trừng mắt nhìn Tống Đào liếc mắt một cái, không cần bắt ngươi vô tri, tại đây vênh váo tự đắc, làm người chê cười. Tống Đào bị Trương Huyền nói ngẩn ra, theo sau trên mặt tràn ngập tức giận, hắn một cái lâm ra tới cửa con rể, dám nói ta. Ta vô tri, hảo a, ta đảo phải nghe ngươi nói, ta như thế nào cái vô tri pháp, ngươi nói 2 bức họa đều là bút tích thực, vậy không phải không có biết. Giấy tuyên thành, Trương Huyền giơ lên trong tay bức họa cuộn tròn toái giấy, hiểu quốc họa người đều biết, giấy tuyên thành chia làm, sinh tuyên, thục tuyên, nửa thục tuyên 3 loại, lại có kẹp tuyên, 2 tầng, 3 tầng chi phân, nếu đem kẹp tuyên thấm thủy, chậm rãi tách ra,
có thể đem một chương giấy tuyên thành, một phân thành hai, thời Đường hội họa đại sư Diêm đại sư, hữu lực thấu giấy bối nói đến, hắn sở làm nên họa, chẳng sợ đem một chương giấy chia làm hai phân, này bút lực sở làm chi họa, cũng có thể rõ ràng khác ở tầng thứ hai giấy tuyên thành thượng. Cho nên, hai phúc đều là bút tích thực, Phương Tổng, nếu ta không đoán sai nói, nhà ngươi trung kia Phó Đông Mai, trang giấy nhan sắc ố vàng nghiêm trọng, nhưng màu đen lại so với này phúc muốn ngưng trọng vài phần, đúng không? Thuyền cứu nạn suy tư hai giây, gật gật đầu, đích xác, nhà ta trung kia phúc Đông Mai, màu đen muốn so này phúc thâm rất nhiều. Đó là bởi vì, nhà ngươi trung kia phúc, là đơn tầng, mà này phúc, là tường kép. Làm bộ làm tịch, Tống Đào hừ lạnh một tiếng, trên đời danh họa nhiều như vậy, loại này cách nói ta còn là lần đầu tiên nghe được. Cho nên nói ngươi vô tri. Trương Huyền khinh thường nhìn Tống Đào liếc mắt một cái, hắn có thể nào nhìn không ra tới, người này chính là cái gậy thọc cứt tử. Đánh giám, ta xem, đây là chính ngươi cho chính mình tìm lấy cớ mà thôi. Phương tiên sinh, đừng tin tưởng hắn. Thuyền cứu nạn trên mặt nghi hoặc, hắn cũng không biết, chính mình hay không hẳn là tin tưởng cái này Trương Huyền. Phương tiên sinh, ngươi quả nhiên tại đây a, hy vọng ta còn không có tới chậm. Một đạo lược hiện tuổi già thanh âm đột nhiên vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, thanh âm chủ nhân là một người đầu tóc hoa dâm lão giả. Tôn đại sư, thuyền cứu nạn nhìn đến lão giả, trên mặt rất là kinh ngạc. Tôn đại sư, ngươi không phải ở kinh thành sao, như thế nào chạy đến Ngân Châu tới? Ai, đều là bởi vì một bức họa a, ngươi còn nhớ rõ kia phúc Đông Mai sao? 3 năm trước đây ta từng giám định quá một bức, bị ngươi sở mua đi, khoảng thời gian trước, ta lại giám định một lần, lúc ấy ta còn tưởng rằng, là Phương tiên sinh ngươi muốn ra tay bán họa, nhưng cẩn thận tưởng tượng, kia phúc cùng ngươi lúc trước sở mua, có chút xuất nhập, cho nên ta liền chạy đến, không biết có không gặp phải người mua, cho hắn giải thích một phen. Giải thích cái gì? Thuyền cứu nạn hỏi. Giải thích một phen, trên đời này, có hai phúc Đông Mai, kia Đông Mai giấy vẽ chất, là kẹp tuyên. Nhưng thông qua thấm thủy một phân thành hai, cổ đại Diêm đại sư, nét chữ cứng cáp, đường giấy tuyên thành một phân thành hai sau, trên đời này, liền có hai phúc Đông Mai, một bức sắc nùng, một bức sắc đạm, lại đều là bút tích thực. Tôn đại sư theo như lời nói, cùng vừa mới Trương Huyền theo như lời, giống nhau như đúc. Này, thuyền cứu nạn há to miệng, nhìn về phía Trương Huyền. Trên đời vẫn là một bức Đông Mai, ở Phương Tổng nơi đó, độc nhất vô nhị. Trương Huyền đem siết chặt nắm tay buông ra. Kia từng trương Đông Mai mảnh nhỏ, từ Trương Huyền trong tay, chậm rãi bay xuống tới rồi trên mặt đất, theo này đó toái giấy bay xuống, thuyền cứu nạn trên mặt tươi cười, cũng càng thêm rõ ràng. Đến nỗi Tống Đào, kia sắc mặt tắc muốn nhiều khó coi, có bao nhiêu khó coi, hắn cảm giác, chính mình lại một lần trở thành vai hề, trở thành phụ trợ hoa hồng lá xanh. Ha ha ha, Trương tiên sinh, không thể không nói, ngươi cách làm. Thật là làm lòng ta vui sướng rất nhiều, đối với ta loại này chỉ xem đoạn tuyến tiền lời thương nhân tới nói, đều không cần nhìn ra xa, là có thể nhìn đến ích lợi. Thuyền cứu nạn ánh mắt tán dương vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Hạp, Lâm Tổng, lần này hợp tác ngắn hạn lợi nhuận, người trưởng phu đã làm ta thấy được, kia kế tiếp, khiến cho chúng ta tâm sự trường kỳ lợi nhuận đi. Lâm Thanh Hạp xinh đẹp đồng tử lộ ra ánh sao, đa tạ Phương Tổng. Cảm tạ ta làm cái gì? Chỉ có thể nói, các ngươi hai vợ chồng, thật sự là lợi hại a, ha ha ha. Thuyền cứu nạn giơ ngón tay cái lên. Lâm Thanh Hạm nội tâm xuất hiện vui sướng, này vui sướng, có tiểu bộ phận là bởi vì cùng thuyền cứu nạn đạt thành bước đầu hợp tác, lớn hơn nữa còn lại là bởi vì, Trương Huyền thật sự đem chuyện này cấp giải quyết. Từ triển lãm tranh ra tới sau, Milan bởi vì còn có việc, liền trước rời đi, về nhà trên đường chỉ có Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm lái xe, Trương Huyền ngồi ở trên ghế phụ. Ngươi là như thế nào biết về quốc họa mấy thứ này? Lâm Thanh Hạm nghiêng con mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, tiếp tục lái xe. Ta, Trương Huyền giơ lên di động, đang chuẩn bị nói chuyện. Đừng nói cho ta ngươi cha, trên mạng nhưng không nhiều như vậy đồ vật làm ngươi cha, hơn nữa ngươi chỉ bằng vào trên mạng tra tư liệu, là có thể kết luận ra kia phúc là bút tích thực, liền dám tự tiện làm chủ dùng 500 vạn chụp được. Sau đó xé bỏ. Lâm Thanh Hạm chọn lông mày. Hắc hắc, Trương Huyền cười gượng một tiếng. Lâm Tổng, bị ngươi phát hiện, đích xác không phải ta cha, là ta phía trước tới thời điểm, trong lúc vô ý nghe được cái kia Tôn đại sư đề ra một miệng, nói trên thế giới có hai phúc Đông Mai, ta liền gấp nhớ kỹ. Nguyên lai là như thế này. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu,
Tán Dương nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ, người sức quan sát cùng trí nhớ đều cũng không tệ lắm. Cảm ơn Lâm Tổng khích lệ, Trương Huyền gật gật đầu, trong lòng Mỹ Tư Tư, một người nam nhân, đem sự tình làm lại hảo, đơn giản chính là tưởng được đến chính mình nữ nhân tán thành sao. Chiếc xe chạy đến tắc tiếp nước hương, đây là Lâm Thanh Hạm lần đầu tiên cố ý đem Trương Huyền đưa về nhà, chờ Trương Huyền xuống xe sau, Lâm Thanh Hạm liền hấp tấp chiều công ty chạy đến, bắt đầu định ra cùng thuyền cứu nạn hợp tác kế hoạch. Chương 38 Dũng khí nguyên với thực lực. Trương Huyền mang theo vẻ mặt ý cười, nhìn theo Lâm Thanh Hạm lái xe rời đi, thẳng đến đuôi xe đèn biến mất ở Trương Huyền trong tầm mắt sau, Trương Huyền trên mặt kia mặt tươi cười cũng không còn sót lại chút gì. Trương Huyền đứng ở biệt thự đại viện trước, đối với trong hư không chất vấn nói, tra được cái kia Tống Đào là ai phái tới sao? Từ âm nhạc sẽ ngày đó, Trương Huyền liền nhìn ra tới Tống Đào không thích hợp, lấy hắn lịch duyệt cùng kinh nghiệm, kia Tống Đào ở trước mặt hắn hành động, giống như là một cái ấu trĩ hài đồng. Là chủ mẫu Đường Ca, Lâm Vĩ. Trong hư không, vang lên như vậy một đạo trầm thấp thanh âm, nếu có người cố tình đi quan sát, liền sẽ phát hiện, căn bản vô pháp tỏa định thanh âm này nơi phát ra. Nguyên lai là hắn, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, không cần đi quản, một đám nhảy nhót vai hề mà thôi, lão bà của ta hoàn toàn có thể ứng phó, các ngươi tiếp tục quan sát, ám dạ sau khi thất bại, phỏng chừng còn sẽ có khác tổ chức phái người tới Ngân Châu Thị. Minh bạch, trầm thấp thanh âm vang lên tức rơi xuống, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Trương Huyền nhìn nhìn thời gian, đi bộ chiều tiểu khu ngoại đi đến, hắn cùng cái kia xã đoàn tổ chức chướng, còn không có tính đâu. Quen thuộc Trương Huyền người đều biết, hắn không phải một cái thích gây chuyện thị phi người, nhưng tuyệt đối là một cái tỉ vết tất báo người, phàm là chọc tới Trương Huyền, hoặc là có năng lực làm Trương Huyền sợ hãi, hoặc là trả giá thảm thống đại giới, người trước đến nay mới thôi, cũng chưa xuất hiện. Ai có thể nghĩ đến, một cái Lâm ra tới cửa con rể, hắn tai mắt, là có thể bao trùm toàn cầu. Trương Huyền trước cấp Hàn Ôn Nhu đã phát cái định vị, nói cho cái này ghét cái ác như kẻ thù cảnh hoa. Nói chính mình đang ở ra hảo hảo đợi, theo sau đi trước bóng đêm quán ba. Bóng đêm quán ba nội, hiện tại là buổi chiều 3 giờ, còn không đến buôn bán thời gian, quán ba đại sảnh lại là kín người hết chỗ. Thanh Diệp xã, ở Ngân Châu Thị, có thể nói chính là lớn nhất ngầm xã đoàn, thành viên có hơn 1.000. Toàn bộ bóng đêm quán ba sương khói lượn lờ, ở quán ba đại sảnh ngay trung tâm ghế giải thược, ngồi ba gã trung niên nam tính, này ba người. Chính là Thanh Diệp xã Tam Đại Long Đầu. Thanh Diệp xã Lão Đại, người đưa ngoại hiệu Lôi Công, cái này ngoại hiệu cùng hắn sấm rền gió cuốn phong cách hành sự có quan hệ. Lão Nhị con báo đầu, đồng thời cũng là Thanh Diệp xã Song Hoa Hồng Côn, có thể nói, này Thanh Diệp xã 1/3 thế lực, đều là dựa vào con báo đầu dùng song quyền đánh hạ tới. Lão Tam rắn độc, nhất âm ngoan, hắn âm ngoan trình độ, thậm chí nhường đường người trên ngày thường nói chuyện phiếm nhắc tới hắn khi... đều sẽ đánh thượng một cái lạnh run. Lúc này, Lôi Công chính nhíu chặt mày, không nói một lời Triều Yên, hắn trước người gạt tàn thuốc đã nhét đầy tàn thuốc. Đại ca, có cái gì hảo lo lắng, kia tiểu tử muốn dám lại đến, ta liền phế đi hắn. Con báo đầu vươn cường tráng cánh tay, vỗ bộ ngực. Nhị ca, không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Rắn độc dựa vào trên sofa, hắn chát một đầu bím dây thừng, ta cùng đại ca thu được tin tức, hai ngày này hỏi thăm chúng ta Thanh Diệp xã. Cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, trong đó có Hắc Lôi bóng dáng. Hắc Lôi, con báo diện mạo sắc biến đổi, ngươi là nói, toàn bộ Ninh tỉnh ngầm xã đoàn Long Đầu. Không tồi, Lôi Công gật gật đầu, đem trong tay thuốc lá tiêu diệt, lần này chúng ta động, là Lâm gia người, lấy Lâm gia thân phận, muốn thỉnh động Hắc Lôi, cũng không phải không có khả năng, nếu thật là như vậy, chúng ta nhất định phải làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị. Con báo đầu hít sâu một hơi. Theo sau một cái tát chụp đến trước mặt pha lê trên mặt bàn, này một cái tát đi xuống, làm mặt bàn tự hắn lòng bàn tay chỗ ra nẻ mở ra, hắn sao, tới liền tới, còn không phải là cái Hắc Lôi sao, này Ngân Châu Thị, là chúng ta Thanh Diệp địa bàn, cũng không phải là bọn họ Hắc Lôi có thể dương oai địa phương. Con báo đầu vừa dứt lời, liền nghe phanh một tiếng trọng vang, bóng đêm quán ba chói chặt đại môn, bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra. Ai? Trong nháy mắt này... cơ hồ sở hữu ánh mắt, đều chiều quán ba đại môn chỗ nhìn lại, này ở quán ba đại sảnh Thanh Diệp xã viên, ít nhất có 150 người. Quán ba cửa, ăn mặc bạch ngực, bờ cắt quần, chân đạp dép lào Trương Huyền đôi tay cắm túi, trong miệng ngậm một cây ven đường tùy tiện thải cỏ đuôi chó, ánh mắt ngả ngớn đánh giá quán ba nội mọi người, nhiều người như vậy,
mở họp đâu. Đại ca, chính là hắn. Rắn độc nhìn chăm chú vào Trương Huyền, hạ giọng ở Lôi Công bên tai nói, lần này chúng ta nhận được ủy thác, chính là giải quyết tiểu tử này, Hắc Lôi người, hẳn là cũng là tiểu tử này tìm tới. Lôi Công nheo lại hai mắt, nhìn về phía Trương Huyền phía sau, đương hắn phát hiện Trương Huyền chỉ là một người tới thời điểm, phát ra một tiếng hừ lạnh, tiểu tử, ta không biết là ai cho ngươi dũng khí, làm ngươi dám một người liền tới đây. Ở Lôi Công nói chuyện đồng thời, trong đại sảnh kia 100 nhiều hào thanh diệp xã đoàn tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Huyền. Ai cho ta dũng khí? Trương Huyền phun rớt trong miệng cỏ đuôi chó, đương nhiên là ta chính mình lạc. Cuồng vọng, Lôi Công gầm lên một tiếng, loại này bị người coi khinh cảm giác, làm hắn cực kỳ không thoải mái, nếu chính ngươi đưa tới cửa tới, cũng đỡ phải chúng ta lại đi tìm ngươi, phế đi hắn. Lôi Công trong miệng hắn tự rơi xuống, liền thấy con báo đầu một cái mãnh nhảy hướng cửa phóng đi. Tuy là tới rồi trung niên, nhưng con báo đầu thân thủ vẫn như cũ mạnh mẽ. Những cái đó xã đoàn thành viên thấy con báo đầu động thủ, tất cả đều xem diễn dường như đứng ở một bên, ai cũng không có ra tay, ở bọn họ trong mắt, phảng phất đã thấy được Trương Huyền bị phế bỏ tứ chi một màn. Tiểu tử, ta rất bội phục ngươi dũng khí, có ta tuổi trẻ khi phong phạm, bất quá dũng khí là một chuyện, năng lực lại là một chuyện, hôm nay, khiến cho ta tới hảo hảo cho ngươi đi học. Con báo đầu hét lớn một tiếng. Duỗi tay thành chảo, chiều Trương Huyền bả vai chộp tới. Trương Huyền đôi tay cắm ở túi quần, lẳng lặng đứng ở chỗ này, động cũng chưa động một chút, liền ở con báo đầu tay khoảng cách hắn không đến nửa thước khi, Trương Huyền khóe miệng liệt khai, đồng thời về phía trước bước ra một bước. Giây tiếp theo, nguyên bản còn hùng hổ con báo đầu, giống như đạn pháo giống nhau bay ngược đi ra ngoài, nện ở vài tên xã đoàn thành viên trên người, liên quan mấy người, cùng nhau nằm phiên trên mặt đất. Lại vừa thấy con báo đầu vừa mới đi bắt Trương Huyền cái tay kia, lúc này chính vô lực gục xuống, ở hắn trên mặt, tràn ngập hoảng sợ. Sao, sao có thể, con báo đầu không dám tin tưởng nhìn Trương Huyền, hắn trà trộn xã đoàn hơn 20 năm, đánh quá giá vô số, hung ác đối thủ cũng gặp qua quá nhiều, nhưng lại chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy vô lực, liền ở vừa mới, hắn thậm chí cũng chưa thấy rõ người thanh niên này là như thế nào ra tay, chính mình liền đã chịu bị thương nặng. Ngươi nói rất đúng. Trương Huyền về phía trước đi rồi hai bước, bước vào bóng đêm quán ba đại môn, một bên bối quá đôi tay đóng lại đại môn, một bên nói, dũng khí là một chuyện, năng lực là mặt khác một chuyện, ta rất bội phục ngươi dám đối ta ra tay dũng khí, nhưng ngươi năng lực, thật sự không dám khen tặng. Bắt lấy hắn, Lôi Công hét lớn một tiếng, hiện tại hắn lại giận lại kinh, hắn thực hiểu biết chính mình huynh đệ, đó là tuyệt đối cao thủ, lại không phải trước mặt thanh niên này hợp lại chi đem. Chương 39 có phải hay không ngươi tìm tới? Một đám xã đoàn thành viên tùy tay túm lên bên người ra hỏa, hoặc là băng ghế, hoặc là bình rượu, giương xuống tay chiều Trương Huyền phóng đi. Trương Huyền đứng ở nơi đó, nhìn này đó vào tới xã đoàn thành viên, vặn vẹo cổ, lẩm bẩm, ngô, đã lâu không có động thủ, đều cảm giác có chút không thói quen a. Đang nói đâu, Trương Huyền một chân đá phiên một người trước hết vào tới chính mình trước người xã đoàn thành viên. Tên này xã đoàn thành viên bay ngược đi ra ngoài đồng thời, tạp tới rồi vài tên chính mình đồng lõa. Trong lúc nhất thời, quán ba trong đại sảnh vang lên phốc phốc thanh âm, đây là nắm tay tạp đến thịt thượng phát ra ra. Lôi Công cùng rắn độc, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn họ nhìn đến, chính mình thủ hạ này 100 nhiều người, thế nhưng vô pháp thương đến thanh niên này, ngược lại còn bị này thanh niên đánh nghiêng trên mặt đất vô số. Trương Huyền nắm tay thực cứng, cơ hồ một quyền là có thể làm một người ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. 150 nhiều người, chỉ là 5 phần nhiều chung thời gian, liền toàn bộ bò trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ quán ba đại sảnh, còn có thể đứng, trừ bỏ Trương Huyền cùng Thanh Diệp ba vị lão đại bên ngoài, không còn có người khác. Giờ này khắc này, Lôi Công đám người xem Trương Huyền ánh mắt, giống như gặp quỷ giống nhau, bọn họ lăn lộn vài thập niên, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy nhân vật. Một người đánh 150 nhiều, này thuyết thư nói ra đi, cũng chưa bao nhiêu người tin đi. Trương Huyền phất tay, lau hạ cái trán mồ hôi, thở phào một hơi, thật là đã lâu không vận động, mới như vậy điểm người liền ra mồ hôi. Trương Huyền vừa nói, một bên cất bước chiều Lôi Công đi đến, hắn chân đạp lên những cái đó xã đoàn thành viên trên người, bị hắn sở dẫm đến người liên thanh cũng không dám cổ họng, xem Trương Huyền trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng quá, trên thế giới này, sẽ có như vậy khủng bố nhân vật. Trương Huyền nhìn Lôi Công, trên mặt ngậm ý cười, cho ngươi một cơ hội, nói cho ta,
ai cho các ngươi đối phó ta, nói ta có thể bảo đảm, làm ngươi mạng sống. Lôi Công cái trán mồ hôi dày đặc, đối mặt người như vậy, tuy là hắn loại này xã đoàn người cầm lái, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chính mình lấy làm tự hào nhân thủ cùng vũ lực, ở đối phương trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hiện tại Lôi Công, thậm chí đều cảm thấy chính mình buồn cười, thế nhưng muốn đi đối phó như vậy một nhân vật, 150 nhiều người a, hiện tại tất cả đều nằm trên mặt đất, bò không đứng dậy. Ta nói, rắn độc âm trầm mắt, cắn răng, chết nhìn chằm chằm Trương Huyền, ở rắn độc trong lòng, đã suy nghĩ không dưới 10 loại phương pháp, như thế nào ở trong nháy mắt âm mỉ chưa lên men trước thanh niên này, nhưng rắn độc phát hiện, chính mình không có dũng khí, hoặc là nói, căn bản làm không được, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, chính mình những cái đó cái gọi là thủ đoạn, chính là một cái chê cười. Không cho nói, Lôi Công hét lớn một tiếng, chúng ta Thanh Diệp có thể ở Ngân Châu dừng chân mấy chục năm, giảng chính là một cái quy củ, danh dự. Biết không, ta phía trước làm việc thời điểm, có cái quy củ. Trương Huyền sân vắng tản bộ, chậm rãi đi hướng Lôi Công, gặp được khó nhất gặm xương cốt, liền phải trước hết giết chết, sau đó nhìn nhìn lại có ai còn như vậy kiên cường, lãnh chết. Trương Huyền bỗng nhiên chém ra một quyền, này một quyền ở Lôi Công trong mắt, mau đến thấy không rõ lắm. Phanh! Không được nhúc nhích! Trói chặt quán ba đại môn lại một lần bị người đá văng, một đạo thanh thúy tiếng quát ở quán ba trước cửa vang lên, Trương Huyền căn bản không cần đi xem, liền biết người đến là ai. Tại đây một khắc, Trương Huyền liền đầu cũng chưa hồi, trực tiếp từ Lôi Công bên cạnh hướng quá, chỉ dùng không đến một giây liền phân biệt phương vị, lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở quán ba đại sảnh, từ cửa sau rời khỏi. Đá văng quán ba đại môn, cầm trong tay súng lục Hàn Ôn Nhu, chỉ nhìn đến một bóng người ở chính mình trước mắt biến mất, liền hình dáng cũng chưa thấy rõ ràng. Hàn Ôn Nhu một đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn quét toàn bộ quán ba đại sảnh, đương nàng nhìn đến kia nằm đảo mãn mà người khi, trên mặt tuôn ra tức giận, đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Thanh Diệp, các ngươi thật sự vô pháp vô thiên sao? Hàn Ôn Nhu lấy ra bộ đàm, đương trường liền tiếp đón nhân thủ, tới rồi bóng đêm quán ba. Này đó nguyên bản nhìn đến cảnh sát liền đau đầu xã đoàn thành viên, hôm nay nhìn thấy Hàn Ôn Nhu, thế nhưng đều là lộ ra vẻ mặt tươi cười, lần cảm thân thiết. Trương Huyền từ cửa sau rời đi bóng đêm quán ba, duỗi tay gãi gãi đầu, này cọp mẹ, sao nhiều lần đều có thể thời điểm mấu chốt xuất hiện. Trương Huyền vừa mới rời đi bóng đêm quán ba không bao xa, liền thu được Hàn Ôn Nhu WeChat tin tức. Ngươi ở đâu? Ở nhà A cảnh sát. Hiện tại tới cục cảnh sát một chuyến, lập tức. Trương Huyền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chậm gì gì chiều cục cảnh sát đi đến. Chờ Trương Huyền đến cục cảnh sát thời điểm, đã buổi chiều 5 giờ, về bóng đêm quán 300 người dùng binh khí đánh nhau ghi chép đều lục xong rồi. Thế nào, hỏi ra tới sao? Hàn Ôn Nhu phủng một chén trà nóng, hỏi hướng trực ban cảnh sát. Không có, cảnh sát lắc lắc đầu, bọn họ cái gì cũng không chịu nói, ta hoài nghi cùng Hắc Lôi có quan hệ, bọn họ Thanh Diệp 100 nhiều hào người. Cũng chỉ có Hắc Lôi dám đi bóng đêm cùng bọn họ sống mái với nhau, hơn nữa lần trước tìm hiểu Thanh Diệp tin tức, cũng có Hắc Lôi bóng dáng. Hàn Ôn Nhu hừ lạnh một tiếng, chờ cái kia họ Trương tới, sẽ biết. Hàn Ôn Nhu thanh âm vừa ra, liền nghe Trương Huyền thanh âm ở sau người vang lên. Cảnh sát, chuyện gì? Trương Huyền ăn mặc hắn bạch ngực, bờ cắt quần, đứng ở Hàn Ôn Nhu phía sau. Vừa mới làm ghi chép cảnh sát, vừa thấy đến Trương Huyền. Lập tức cấp Trương Huyền dựng cái ngón tay cái, hắn chính là ngày đó xông vào hình trinh khoa văn phòng, nhìn đến kia một màn người. Đối với Trương Huyền cái này có thể đem cảnh đội nữ bạo long bắt lấy tàn nhẫn nhân vật, tên này cảnh sát là tương đương bội phục. Cùng ta tới, Hàn Ôn Nhu chừng mắt nhìn mắt Trương Huyền, khi trước hướng hình điều tra và giải quyết công thất đi đến. Trương Huyền bĩu môi, dùng đùi đắc ý đuổi kịp. Trương Huyền mới vừa đi tiến hình điều tra và giải quyết công thất. Liền thấy Hàn Ôn Nhu phanh một tiếng, đem văn phòng đại môn đóng lại. Ở văn phòng ngoại cảnh sát, nghe thấy thanh môn vang, lộ ra một cái ái muội biểu tình. Cảnh sát, ngươi kêu ta tới chuyện gì? Trương Huyền không khách khí hướng trên sofa ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo. Họ Trương, ngươi thiếu cho ta chơi đa dạng. Hàn Ôn Nhu một cái tát chụp đến Trương Huyền trước mặt trên bàn trà, gầm lên một tiếng, nói, Hắc Lôi người có phải hay không ngươi tìm tới? Cái gì Hắc Lôi? Trương Huyền lộ ra nghi hoặc, thiếu cùng ta giả ngu, ta cha quá ngươi, ngươi là Lâm gia con rể, ta tưởng lấy Lâm gia thân phận, đi thỉnh Hắc Lôi ra tay, hẳn là không có gì vấn đề đi. Ngươi thật đúng là tâm bất tử a, xã hội trị an,
chính là bởi vì có ngươi như vậy cặn bã tồn tại, mới khó có thể duy trì. Hàn Ôn Nhu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền. Ta nói cảnh sát, ngươi cũng không nên tùy tiện bôi nhọ ta a, cái gì hắc lôi, ta căn bản là không biết. Trương Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn là thật sự không biết hắc lôi là cái gì ngoạn ý. A, Hàn Ôn Nhu cười nhạo một tiếng, ngươi có thể cùng Thanh Diệp kết oán, chẳng lẽ không biết Ninh Tỉnh ngầm long đầu xã đoàn? Không biết, Trương Huyền khẳng định lắc lắc đầu, trong lòng tưởng, khó trách chính mình chưa từng nghe qua cái gì hắc lôi, còn tưởng rằng là quốc tế tân tấn sát thủ tổ chức đâu, kết quả là cái ngầm xã đoàn. Chương 40 Lạc Hà Trình Trang. Trương Huyền bộ dáng, ở Hàn Ôn Nhu trong mắt, hiển nhiên là lợn chết không sợ nước sôi, nàng nhìn trước mặt nam nhân này cả lơ phất phơ bộ dáng, liền giận sôi máu. Họ Trương, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng làm ta bắt được nhược điểm, nếu không... Lâm gia cũng bảo không được ngươi, cút đi. Hàn Ôn Nhu đem văn phòng đại môn hướng khai lôi kéo, nàng kia khí đầy mặt ửng hồng, ngực phập phồng bộ dáng, làm cửa cảnh sát lại một lần bội phục một phen Trương Huyền. Ngưu nhân, thật là ngưu nhân a. Trương Huyền ha ha cười, bước đi nhanh chiều cục cảnh sát ngoại đi đến. Trương Huyền về đến nhà, còn không có vào nhà, đã nghe đến một cổ đồ ăn mùi hương truyền đến, Trương Huyền đều có thể đoán được, này nhất định là Milan tay nghề. Đồ ăn phẩm có sáng ý, có ý tưởng, chính là hỏa hậu nắm giữ còn chưa đủ thuần thục, thiếu chút nữa kinh nghiệm. Trương Huyền một bên lẩm bẩm tự nói, một bên mở ra cửa phòng. Vào cửa nháy mắt, Trương Huyền khóe miệng liền mang theo mỉm cười, bởi vì hắn thấy được trong phòng nữ nhân kia, mỗi một lần nhìn thấy Lâm Thanh Hạp, Trương Huyền đều sẽ phát ra từ nội tâm vui vẻ, mỗi một lần gặp mặt, đều như là thiếu niên mối tình đầu, sẽ tim đập ra tốc, hắn đối Lâm Thanh Hạp ái, theo thời gian trôi qua. Đã từ trong trí nhớ, khắc tới rồi trên xương cốt. Đã trở lại, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Lâm Thanh Hạm nhìn mắt Trương Huyền, hướng hắn chào hỏi. Trương Huyền không biết có phải hay không bởi vì Milan cũng ở nhà nguyên nhân, hắn có thể cảm giác được, Lâm Thanh Hạm đối chính mình thái độ, không có phía trước như vậy ác liệt, ít nhất, nàng xem chính mình khi trong mắt chán ghét, đã biến mất. Được rồi, Trương Huyền vui vẻ chào hỏi, chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt. Milan lần này làm, cũng không phải cái gì pháp thức bữa tiệc lớn, mà là phổ phổ thông thông cơm nhà, nhưng chính là loại này cơm nhà, ở tay nàng chung, cũng trở nên không tầm thường lên. Milan thấy Trương Huyền, trong mắt xuất hiện một mặt rối rắm, phía trước, Milan một lòng nghĩ như thế nào vạch trần Trương Huyền, vạch trần cái này cảm tình kẻ lừa đảo chân thật bộ mặt, nhưng trải qua sự tình hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện, người này tồn tại, giống như cũng trong bang Thanh Hạm không ít đại ân, hôm nay nếu không có hắn. Lâm thị nguy cơ, không chỉ là hao tổn tiền đơn giản như vậy. Milan suy nghĩ, nếu người nam nhân này thật là một lòng đối Thanh Hạm tốt lời nói, chính mình cần gì phải vạch trần hắn đâu. Hiện tại Milan, trong lòng thật sự thực mâu thuẫn. Hôm nay bữa tối, ba đạo cơm nhà, ăn cơm không khí có vẻ rất hài hòa, trên bàn cơm, Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền cũng không nói gì, xem hai người biểu tình, giống như đều rất hưởng thụ như vậy thời gian giống nhau. Lâm Thanh Hạm ăn một ngụm cơm. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, Trương Huyền, ngày mai ngươi có việc gì thế? Trương Huyền lắc lắc đầu, không a, làm sao vậy? Ngày mai bồi ta đi bái phỏng một cái trưởng bối, người trong nhà đều sẽ đi. Lâm Thanh Hạm nói, nàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Huyền, giống chờ mong cái gì giống nhau. Ân, hảo, Trương Huyền không có do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Lâm Thanh Hạm trên mặt, lộ ra vừa lòng tươi cười. Cơm chiều kết thúc, TV thượng truyền phát tin nổi lên buổi tối tin tức, Lâm Thanh Hạm cơ hồ mỗi đêm đều sẽ chú ý này đó, mà Trương Huyền tắc sẽ ở ngay lúc này vì Lâm Thanh Hạm rửa chân, làm một ít gót chân massage. Milan ngồi ở trên sofa, nhìn Trương Huyền ở kia tỉ mỉ vì Lâm Thanh Hạm massage, không khỏi lại nghĩ tới ngày đó buổi tối, chính mình muốn đi dụ hoặc người nam nhân này một màn, nghĩ vậy, Milan sắc mặt có chút đỏ bừng, cả người đều trở nên khẩn trương cùng co quắp lên. Ở chỗ này ngồi một lát liền cảm giác cả người khó chịu. Ta trước ngủ đi, Milan che lại thiêu hồng mặt, vội vã chiều trên lầu chạy tới. Cô nàng này, làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm kỳ quái hỏi một tiếng. Không biết a, Trương Huyền ngồi xổm nơi đó, lắc lắc đầu, tỉ mỉ vì Lâm Thanh Hạm massage. Một đêm lặng yên rồi biến mất. Sáng sớm hôm sau, Trương Huyền rời giường, phát hiện Lâm Thỉnh Hạm thế nhưng cực kỳ đi lên, nhìn hạ thời gian. Mới 6 giờ, này cùng Lâm Thanh Hạm ngày thường rời giường thời gian kém suốt 1 giờ. Lâm Tổng, khởi sớm như vậy à? Trương Huyền rất là ngoài ý muốn hỏi.
Hôm nay bái phỏng cái kia trưởng bối rất quan trọng, liền sớm lên thu thập một chút. Lâm Thanh Hạm ngồi ở trên sofa, hôm nay nàng cố ý tuyển một cái vàng nhạt sắc váy dài, vẽ trang điểm nhẹ, vốn là tú lệ nàng, như tỏa sáng sáng rọi, một trương mỹ nhan, không thể bắt bẻ. Ta đây cũng đổi thân quần áo đi, Trương Huyền nghĩ nghĩ, Lâm Thanh Hạm coi trọng như vậy trưởng bối, chính mình như thế nào cũng không thể lại xuyên như vậy tùy ý, trở lại phòng thay hắn kia thân âu phục. Trương Huyền thay quần áo thời điểm, lại nghĩ nghĩ, đem chính mình vẫn luôn nhét vào trong dương hành lý một bao lá trà cũng lấy thượng, hắn còn nhớ rõ này hộp trà là gì gia tộc tộc trưởng đưa cho chính mình, cái kia gia tộc được xưng đời đời hái trà, thời cổ thượng cống cho hoàng thất, hiện tại trực tiếp bị phía chính phủ thu mua, làm ngoại giao khi sử dụng, ngày thường có thể uống đến, kia đều là ở toàn thế giới có uy tín danh dự nhân vật. Thân xuyên chính trang Trương Huyền xuất hiện ở Lâm Thanh Hạm trước người, ngày thường không thế nào tân trang Trương Huyền. Một khi mặc vào chính trang, phảng phất thay đổi cá nhân giống nhau, hắn quần áo là từ thế giới đỉnh cấp thiết kế sư lượng thân đặt làm, ngay cả cổ áo, đều trải qua tinh vi đo lường. Đương Lâm Thanh Hạm nhìn đến một thân chính trang Trương Huyền xuất hiện ở chính mình trước người khi, hơi hơi sững sờ, giờ khắc này, phảng phất lại về tới ngày đó âm nhạc sẽ thượng, hắn tắm gội ánh đèn hạ, ngồi ở trắng tinh dương cầm trước, đàn tấu kia đầu ái tiếng vọng. Lâm Tổng, người xem ta xuyên này thân hành sao? Trương Huyền ở Lâm Thỉnh Hạm trước mặt xoay cái vòng, nhe răng cười. Lâm Thỉnh Hạm không thể không thừa nhận, người này hảo hảo ăn mặc lúc sau, đích xác có một loại khôn kể mị lực, đặc biệt là hắn kia hai mắt mắt, dường như cuồn cuộn ngân hà giống nhau, chẳng qua người này kia nhe răng cười, đem sở hữu ý cảnh đều cấp phá hủy. Tùy tiện, xuyên gì đều giống nhau, đi thôi. Lâm Thỉnh Hạm tức giận nói một tiếng. Hai người sớm ra cửa, là bởi vì vị kia trưởng bối không ở Ngân Châu Thị. Mà là ở Lạc Hà. Lạc Hà khoảng cách Ngân Châu có 80 km, toàn đoạn đường hạn tốc 70, đến kia cũng liền hơn một giờ, Trương Huyền thấy Lâm Thỉnh Hạm sớm như vậy liền phải xuất phát, trong lòng cũng minh bạch vị kia trưởng bối đối Lâm Thanh Hạm quan trọng trình độ. Lạc Hà trình trang, ở Lạc Hà có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, một cái bình thường trang viên, bởi vì một người, trở thành toàn bộ Ninh tỉnh đại quan quý nhân đều xua như xua vịt địa phương. Trình khung, môn đồ có tam. Một người ngồi ở đương kim Ninh tỉnh một tay vị trí, một người là đương kim Ninh tỉnh lớn nhất thương nghiệp đầu sỏ, còn có một người, khống chế Ninh tỉnh quân đội. Có thể nói, Trình Khung một người, liền bao trùm quân thương chính ba cái lĩnh vực. Hôm nay, Trình Khung 70 đại thọ, cơ hồ toàn bộ Ninh tỉnh có quyền thế người, đều không thỉnh tự đến, nếu hôm nay có thể tiến trình viên, đối bọn họ tới nói, cũng là một loại đề tài câu chuyện. Ở Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đi trước Lạc Hà trên đường. Trương Huyền nhìn đến không ít siêu xe từ hai bên xử quá, hướng về cùng cái mục đích địa mà đi. Chương 41, Đại Thọ. Một chiếc tự Ngân Châu khai hướng Lạc Hà bảo mã BMW X5 thượng, Lâm Vĩ ngồi ở điều khiển vị thượng, ngồi ở ghế phụ, là một người cùng Lâm Vĩ tuổi sấp xỉ thanh niên. Trình thiếu, lần này sự, liền phiền toái ngươi. Lâm Vĩ một bên lái xe, một bên đem một cái giấy dai trang túi văn kiện đưa cho thanh niên. Thanh niên tùy tay tiếp nhận túi văn kiện. Mở ra nhìn thoáng qua, cho chính mình điểm một cây thuốc lá, Lâm Thị 5% cổ phần, Lâm Thiếu, người lần này bút tích, nhưng thật ra không nhỏ a. Trình Thiếu, này chỉ là tiền đặt cọc, nếu lần này sự thật muốn thành, còn có mặt khác một nửa, ta Lâm mỗ người chắc chắn hai tay dâng lên. Lâm Vĩ thấy Trình Thiếu nhận lấy kia túi giấy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm, ta thích cùng ngươi loại này người tham lam làm giao dịch. Trình Quảng trong ánh mắt, tràn ngập tham lam. Làm Trình Khung tôn tử, Trình Quảng địa vị nhân mạch là có, nhưng ở tiền tài phương diện, còn hơi kém hơn giống nhau phú nhị đại rất nhiều, bởi vì Trình Khung đã từng lập hạ quy củ, Trình gia người, tam đại nội không được kinh thương, không được làm chính trị. Trình Khung cái này quy củ, làm rất nhiều Trình gia người đều tỏ vẻ không hiểu, rõ ràng có rất nhiều người mạch tài nguyên, vì sao không đi từ thương làm chính trị, bọn họ khẳng định, lấy Trình Khung nhân mạch. Tuyệt đối có thể làm chính mình ở chính giới cùng sinh ý trong sân xuôi gió xuôi nước. Nhưng là, chỉ có người sáng suốt mới biết được, Trình Khung lập hạ cái này quy củ, là bởi vì sợ hãi, hắn ba cái môn đồ, đã ôm đồm Ninh tỉnh quân chính thương tam giới, nếu hắn Trình ra người còn dám làm buôn bán làm chính trị, như vậy chờ đợi Trình ra, sẽ là một cái hủy diệt kết cục. Trình ra trang viên trước, một người thân xuyên hưu nhàn phục thanh niên đứng yên ở nơi này. Ở cái này mỗi người đều phải xuyên chính trang tới cửa bái phỏng địa phương, một thân hưu nhàn phục, đủ để Trương Hiển thanh niên này thân phận, hắn đó là Trình Khung môn đồ chi tử, Ninh một vòng, này phụ Ninh sông dài,
tay cầm Ninh Tỉnh quân quyền, địa vị cao siêu. Ninh thiếu, này trông mòn con mắt, là đang đợi ai đâu? Một mặt dung rảo hảo nữ nhân đi đến Ninh một vòng bên cạnh, Kiều Thanh hỏi, khi nói chuyện, liếc mắt đưa tình. Lâm Thanh Hạ, Ninh một vòng phun ra ba chữ, trong lời nói, để lộ cường đại tự tin, hắn ánh mắt, xem cũng không xem bên người nữ nhân này liếc mắt một cái. Nữ nhân này vừa nghe Lâm Thanh Hạm tên, còn người tức khắc ảm đạm rồi đi xuống, nàng tuy rằng tự giữ ra thế không tồi, diện mạo thượng đẳng, nhưng cùng Lâm Thanh Hạm, vẫn là vô pháp so, luận ra thế, Lâm Thanh Hạm thân là Lâm Chính Nam thân cháu gái, luận diện mạo, nàng là có tự mình hiểu lấy. Ninh một vòng đôi tay bối ở phía sau eo, vẫn không nhúc nhích, nhìn ra xa phương xa. Một chiếc hỏa hồng sắc chạy băng băng từ phương xa xử tới, dần dần tiến vào Ninh một vòng tầm mắt. Vẫn luôn biểu tình bình đạm Ninh một vòng ở nhìn đến này chiếc chạy băng băng sau, khóe miệng gợi lên một nụ cười, chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, có người từ trên xe đi xuống tới. Nữ nhân trang điểm nhẹ, ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, thiên địa cảnh sắc vì nàng phô dệt một bức bức họa cuộn tròn, vàng nhạt sắc váy dài cùng này bức họa cuộn tròn trọn vẹn một khối, làm người si mê. Nữ nhân một đầu màu đen tóc dài ở sau đầu quấn lên, cắm một chi màu ngân bạch ngọc châm, cây châm giống như tinh mang. Điểm xuyết tại đây bức họa cuốn giữa. Ninh một vòng trong mắt mang theo mê luyến, đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên nghênh đón khi, lại phát hiện, chính mình chờ đợi nữ nhân, cùng một nam nhân xa lạ, từ cùng chiếc xe thượng đi xuống, thả nàng còn kéo nam nhân kia cánh tay. Ninh một vòng sắc mặt mãnh biến, vài giây sau lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, đi nhanh chiều Lâm Thanh Hạm đi đến. Thanh Hạm, người rốt cuộc tới, ta tại đây chờ ngươi hồi lâu. Ninh một vòng hướng Lâm Thanh Hạm cất cao giọng nói, theo sau ánh mắt đặt ở Trương Huyền trên người, tinh tế đánh giá, vị này chính là. Ta trượng phu, Lâm Thanh Hạm kéo Trương Huyền cánh tay, lộ ra một mạt mỉm cười. Trượng phu, Ninh một vòng trong lòng lộp bộp một tiếng, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình giống như có cái gì quan trọng đồ vật bị người cướp đi giống nhau. Ninh một vòng nhìn về phía Trương Huyền, người sau chắc tuyệt khí chất, còn có trên người này khéo léo âu phục. Đều làm Ninh một vòng vô pháp coi khinh. Đang ở Ninh một vòng còn đang suy nghĩ Trương Huyền là nhà ai đại thiếu thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm vang lên. Trượng phu cùng người ở rể, đó là hai việc khác nhau, Ninh thiếu, vị này, chính là chúng ta Lâm ra tới cửa con rể. Vương Vĩ cùng Trình Quảng từ một bên đi tới. Ninh huynh đệ, đã lâu không thấy. Trình Quảng cùng Ninh một vòng chào hỏi. Đúng vậy, đã lâu không gặp, hôm nay nhất định phải uống nhiều hai ly. Ninh một vòng lễ phép tính đáp lại hạ Trình Quảng, liền gấp không chờ nổi hỏi hướng Lâm Vĩ, Vương huynh đệ, người nói vị này, là các ngươi Lâm ra tới cửa con rể. Tự nhiên, một cái quỷ nghèo, leo lên chúng ta Lâm ra này cây đại thụ. Vương Vĩ đôi tay ôm ngực, cười nhạo nói. Hôm nay, tại đây Trình ra trang viên, hắn nhưng không sợ Trương Huyền, thậm chí Vương Vĩ đều có điểm chờ mong Trương Huyền đối chính mình động thủ, bởi vì hắn biết rõ, một khi cái này bụi đời nhìn không được ở Trình ra động thủ. Như vậy hắn cũng liền xong rồi. Trương Huyền nhàn nhạt liếc mắt Vương Vĩ, cũng không có nói lời nói, ở trong mắt hắn, Vương Vĩ giống như là một con vai hề, hắn nếu nguyện ý, chỉ cần gật gật đầu, này Vương Vĩ liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đến nỗi ở Trình gia động bất động tay gì đó, Trương Huyền căn bản là không suy xét, trên thế giới này, còn không có người, có thể quản hắn, cũng không có người, dám quản hắn. Vương Vĩ thấy Trương Huyền không rên một tiếng, còn tưởng rằng Trương Huyền là sợ. Hắn cười ha ha hai tiếng, họ Trương, thức thời nói ngươi liền lăn xa một chút, đây là Trình gia tụ hội, cũng không phải là ngươi loại này bụi đời tới địa phương. Lời nói cũng không thể nói như vậy, lại là một đạo thanh âm vang lên, ăn mặc chính trang Âu phục Lâm Xuyên dạo bước đi tới, Trương Huyền nếu đi vào chúng ta Lâm gia, đó chính là chúng ta Lâm gia người, nào có chúng ta Lâm gia người ở, làm hắn đi đạo lý. Lâm Xuyên nói chuyện, nơi trốn hướng về Trương Huyền, rồi lại nơi trốn để lộ cổ quái. Lâm Thanh Hạm cảm thấy ngoài ý muốn nhìn mắt Lâm Xuyên, không biết hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Vương Vĩ sắc mặt không vui xoay người, ta nói Lâm Xuyên, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, giúp cái người ngoài nói chuyện. Ha ha, Trương Huyền chính là ta muội phu, như thế nào có thể là người ngoài đâu? Lâm Xuyên hỏi lại một tiếng. Ngươi, Vương Vĩ vừa muốn mở miệng, đã bị Trình Quảng đánh gãy. Được rồi, đây là các ngươi Lâm gia sự. Ta không có hứng thú nhiều nghe, các người muốn nói, liền người một nhà đóng cửa lại chậm rãi nói, đây là ta Trình gia yến hội, không phải các người Lâm gia nói sự địa phương. Trình Quảng hừ lạnh một tiếng.
Trình Quảng một mở miệng, mặc kệ là Vương Vĩ, vẫn là Lâm Xuyên, đều không có lại mở miệng. Ninh huynh đệ, đã lâu không gặp, vào nhà ôn chuyện. Trình Quảng đối Ninh một vòng làm cái thỉnh thủ thế. Ninh một vòng gật gật đầu, thật sâu nhìn mắt Trương Huyền sau, cất bước rời đi. Ninh một vòng cùng Trình Quảng đều đi rồi, Vương Vĩ giống như thiếu tự tin giống nhau, không dám lại cùng Trương Huyền kêu gào, đồng dạng bước nhanh rời đi. Lâm Xuyên hướng Trương Huyền làm cái kỳ hảo mỉm cười sau, đồng dạng rời đi. Từ đầu tới đuôi, Trương Huyền đều không rên một tiếng, chẳng sợ hắn chính là vừa mới tranh luận giao điểm, cũng giống như không liên quan chính mình sự giống nhau, hắn tới nơi này, đơn giản là Lâm Thanh Hạm, nếu không có Lâm Thanh Hạm tầng này quan hệ, những người này, liền nói với hắn lời nói tư cách đều không có. Chương 42, Trình gia trưởng tử. Trình Khung lão gia tử đại thọ, này có thể nói là Ninh Tỉnh một chuyện lớn. Trương Huyền chú ý một chút, Lâm gia cùng Trình gia, nhìn dáng vẻ quan hệ không tồi, hắn nhìn đến Lâm Thanh Hạm ba cái cô đang ở cùng Trình gia nữ tính nhóm thân thiết nói chuyện với nhau. Lâm Thanh Hạm đại cô nhìn đến Trương Huyền khi, ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Lâm Thanh Hạm bên người, thỉnh thoảng sẽ có người tiến lên đây chủ động bắt chuyện, nhiều là lưu một ít sinh ý trong sân sự tình. Trương Huyền đứng ở một bên, giống cái cọc gỗ giống nhau, cũng bất hòa người khác nói chuyện. Dần dần mà, thời gian tiếp cận giữa trưa, Trương Huyền phát hiện, này Trình gia trang viên người, ngược lại càng ngày càng ít, hắn minh bạch, những cái đó không đủ tư cách người, tiến đến đưa xong lễ, nhớ cái danh liền đi rồi, mà chân chính có tư cách thượng bàn, mới có thể lưu lại nơi này. Đến nỗi Trình gia chủ nhân, Trình Khung lão gia tử, vẫn luôn đều không có xuất hiện. Theo người càng ngày càng ít, phe phái phân biệt cũng càng ngày càng rõ ràng, quan hệ tốt, đều top 5 top 3 đứng chung một chỗ. Tỷ như Vương Vĩ, liền cùng Trình Quảng ở bên nhau, Lâm Xuyên cũng có hắn bằng hữu vòng, chỉ có Lâm Thanh Hạm, bên người trừ bỏ những cái đó tới nói chút sinh ý hợp tác người ngoại, một người đều không có. Trương Huyền nhìn chính mình bên người nữ nhân này, nàng như vậy không kết vòng, nhìn như cô độc, kỳ thật lại là bo bo giữ mình hảo biện pháp. Thái Dương theo phía tây chậm rãi di động, thời tiết cũng dần dần nóng bức lên, khi thời gian đến giữa trưa 11 giờ rưỡi thời điểm, này trang viên nội người, đã thiếu đáng thương. Lão gia tử tới. Không biết là ai trước hô một tiếng, đứng ở trang viên nội mọi người, vào lúc này đều đem ánh mắt chiều kia gian tọa lạc ở trang viên trung tâm nhà chính nhìn lại. Một người thân xuyên đường trang, đầu tóc hoa râm, dáng người cẩu lũ lão giả, bước thong thả bước chân, đi vào nhà chính giữa. Chư vị, lão gia tử tới, đại gia tiến tiệc rượu đi. Một người Trình gia trung niên nữ tính lớn tiếng nói. Nguyên bản còn ở bắt chuyện người. Đều phía sau tiếp trước chiều nhà chính đi đến, bọn họ tuy rằng không chạy, nhưng bước chân thực mau, tưởng cái thứ nhất xuất hiện ở Trình lão gia tử trước mặt, cấp Trình lão gia tử lưu lại một tốt ấn tượng. Chúng ta cũng đi vào, Trương Huyền nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, hỏi một tiếng. Chờ cá nhân, Lâm Thanh Hạm đứng ở tại chỗ, tựa hồ một chút đều không nóng nảy. Mắt thấy trang viên nội người tất cả đều vào nhà chính, một chiếc tao hồng nhạt xe điện từ trang viên cửa chậm rãi xử lại đây. Cùng mãn viện siêu xe so sánh với, này chiếc xe điện có vẻ không hợp nhau. Trương Huyền nhìn đến này chiếc xe điện điều khiển người nháy mắt, liền có một loại thân thiết cảm, không vì cái gì khác, liền bởi vì đối phương kia thân trang điểm, cùng chính mình ngày thường giống nhau như đúc, bạch ngực, bờ cắt quần, dép lào. Tao phấn xe điện chậm rãi dừng lại, lái xe thanh niên thật cẩn thận đem xe đình hảo, theo sau phất tay cùng Lâm Thanh Hạm chào hỏi. Hello, đây là ngươi nam nhân. Này thanh niên nói chuyện thực thẳng, không giống còn lại người biểu hiện như vậy nho nhã lễ độ. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, ta lão công. Ngọa tào, người đều kết hôn. Thanh niên lộ ra vẻ mặt giật mình, ngay sau đó đối Trương Huyền dựng cái ngón tay cái, anh em, như bức a, đem băng sơn tổng tài đều làm tới tay. Người có biết hay không truy nàng người đều sắp có một cái tăng mạnh liền. Trương Huyền cười một chút, này thanh niên cho hắn cảm giác cũng không tệ lắm, có gì nói gì. Hắn cố ý đánh giá một chút tên này thanh niên, đối phương tóc rất dài cũng thực loạn, trước mảnh che mi, không thêm tân trang, nhìn qua thực lôi thôi, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đây là một cái phi thường soái khí nam nhân, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, chẳng sợ những cái đó đương hồng tiểu thịt tươi ở nhan giá trị thượng cũng vô pháp cùng hắn so sánh với. Đi thôi, người đã đến rồi, chúng ta cũng nên đi vào. Lâm Thanh Hạm xoay người, đối với nhà chính cất bước, váy dài phiêu phiêu, Trình Thanh. Ngươi thân là Trình gia trưởng tôn, mỗi lần đối chính mình ra ra đều không để bụng, cũng khó trách ngươi sẽ bị người khi dễ. Thiết, thanh niên khinh thường bĩu môi,
bọn họ ái sao sao, không liên quan chuyện của ta, hôm nay ta tới, chỉ là tưởng lấy về vốn nên thuộc về ta đồ vật, Thanh Hạm, ngươi thật sự không hối hận cùng ta chạm một đội. Lâm Thanh Hạm không nói gì, khóe miệng mang theo một mạt mỉm cười, đi vào nhà chính giữa, kia phiêu hoàng bóng dáng, phảng phất trích tiên. Nhà chính đã bị bố trí thành một cái yến thính, phóng nhãn nhìn lại, 100 bình phương, 4 cái bàn, ngồi ở nhất phương đông kia trường yến bàn chủ tọa thượng, chính là Trình Khung Trình lão gia tử. Ngồi ở Trình Khung hai sườn, phân biệt là hắn 3 vị đắc ý môn đồ, còn lại mấy chương trên bàn người, cũng đều phi phú tức quý, có thể tham gia Trình Khung tiệc mừng thọ, bản thân chính là một loại thân phận tượng trưng. Trương Huyền nhìn quét một vòng, rất là ngoài ý muốn phát hiện, chỉ là Lâm gia người, liền đơn độc ngồi một cái bàn. Lâm Kiến Vũ, còn có Lâm Thanh Hạm 3 vị cô, các nàng con cái, đều ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Thanh Hạm, Tiểu Trương, tới ngồi. Lâm Kiến Vũ vừa thấy Trương Huyền hai người, liền lớn tiếng phất tay, một chút đều không có vẻ câu nệ, nhưng thật ra còn lại trên bàn khách khứa, không ai dám giống Lâm Kiến Vũ như vậy lớn tiếng nói chuyện, này không khỏi làm Trương Huyền liên tưởng Lâm gia cùng Trình gia quan hệ. Về cái này Trình Khung, ở Trương Huyền tiến vào Trình gia trang viên 5 phút sau, Trương Huyền di động thượng liền thu được Trình Khung toàn bộ tin tức, cũng minh bạch Lâm Thanh Hạm lần này tới mục đích, hoặc là nói, Lâm gia người mục đích. Trình gia cùng Lâm gia, cũng coi như là thế giao, Lâm Chính Nam tuy rằng tại thân phận địa vị thượng không thể cùng Trình Khung so sánh với, nhưng ở nhân mạch phương diện, cùng Trình Khung kém cũng không phải quá nhiều. Ở Trình gia, có một cái quy định, không chuẩn Trình gia người chạm vào chính chạm vào thương, nhưng mỗi cách một cái 5 năm, Trình Khung sẽ chọn lựa nhà mình ưu tú nhất hậu bối, ở chính mình môn đồ thủ hạ học tập, rốt cuộc kinh thương, làm chính trị, tòng quân, theo bọn họ lựa chọn. Này đối Trình gia hậu bối tới nói, là một cái tốt nhất cơ hội, cũng là duy nhất một cái cơ hội, một khi có thể bị Trình Khung lựa chọn, như vậy liền đại biểu chính mình sau này tiền đồ. Trình Khung tuyển người phương pháp cũng rất có ý tứ, chính là xem tặng lễ, Trình Khung đã từng nói qua, trên thế giới này, có chút đồ vật bổn không quý giá, đơn giản là có quyền người thích, mới trở nên bảo bối lên, Trình Khung đã từng nói rõ đưa ra quá, ở chính mình tiệc mừng thọ thượng, ai nếu có thể lấy ra nhất quý giá thọ lễ. Ai là có thể bị hắn lựa chọn, này thọ lễ mặc kệ ngươi là mượn, vẫn là mua, chỉ cần là hợp pháp thủ đoạn lấy tới, hắn một mực không hỏi nơi phát ra. Cái này quy củ, đã có rất nhiều cái năm đầu, mỗi một lần, Trình Khung đều chỉ là nhìn xem này đó chân quý thọ lễ, cũng không sẽ nhận lấy, hắn nói là, ngươi có thể lấy ra tới, liền chứng minh rồi ngươi xã giao thủ đoạn, nhân tế quan hệ. Hôm nay tiệc mừng thọ, là lại một cái 5 năm, Trình gia vãn bối nhóm đều ở xoa tay hầm hè. Trương Huyền thần sắc tự nhiên cùng Lâm gia ngồi xuống trên bàn, làm lơ Lâm Thanh Hạm đại cô cùng nhị cô kia tràn ngập địch ý ánh mắt, cầm lấy chiếc đũa, vì Lâm Thanh Hạm gắp một khối bánh chẻo áp chảo, sáng sớm liền không ăn cơm, mau ăn chút. Trương Huyền nói chuyện khi, thanh âm thực nhẹ, đôi mắt toàn là ôn nhu. Chương 43, hạ lễ. Lâm Thanh Hạm nghe được Trương Huyền quan tâm nói, theo bản năng ừ một tiếng, gật gật đầu. Dựa, tú ân ái chết mau a. Trình Thanh một mông ngồi ở Trương Huyền bên cạnh, tự quen thuộc duỗi tay ôm Trương Huyền bả vai, anh em, hai ta uống hai ly. Ngươi lại cho ta nói một chút ngươi như thế nào đem Thanh Hạm phao thượng, ngày thường ra giáo như thế nào. Ta cho ngươi nói a, đừng nhìn ngươi tức phụ là cái gì băng sơn nữ tổng tài, nam nhân, ở nhà phải có địa vị, nên đánh vẫn là đến đánh. Trương Huyền thần sắc quái dị nhìn Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái, vừa lúc Lâm Thanh Hạm nghe được lời này cũng nhìn về phía Trương Huyền. Đương Trương Huyền nhìn đến Lâm Thanh Hạm kia trong mắt hàn ý khi, lộ ra một bộ cười nịnh. Lâm Thanh Hạm hung hăng trừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, kia ý tứ giống như đang nói, người đánh một cái thử xem. Ai, Trình Thanh thở dài một tiếng, vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, huynh đệ, xem ra ngươi này gia đình địa vị không được a. Trình Thanh nói xong, lo chính mình cho chính mình đổ một chén rượu, ngửa đầu liền uống lên đi xuống, cái ly còn không có tới kịp buông. Liền nghe bên cạnh vang lên một đạo âm dương quái khí thanh âm. Ai nha nha, là chúng ta Trình gia trưởng tôn a, như thế nào về nhà cũng không biết trước bái phỏng hạ trưởng bối đâu. Trương Huyền ngồi ở Trình Thanh bên người, dùng dư quang nhìn lướt qua, nói chuyện chính là một người xuyên châu quang bảo khí trung niên nữ nhân, trên mặt họa nùng trang, trên cổ mang một cái chói mắt chân châu vòng cổ. Trình Thanh quay đầu, nheo lại hai mắt nhìn trung niên nữ nhân, nhị thẩm. Người như thế nào biết ta trở về không có bái phỏng trưởng bối đâu? Trình Thanh, người có ý tứ gì? Trung niên nữ nhân sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên,
nàng nghe ra Trình Thanh lời nói có ẩn ý, kia ý tứ chính là, chính mình không phải hắn trưởng bối. Không ý gì à, Trình Thanh lay động hạ đầu, ăn cơm lạc, ăn cơm lạc. Trung niên nữ tính hừ lạnh một tiếng, quay đầu tránh ra. Cơm trong bữa tiệc, tại đây nhà chính trung ngồi xuống người, liên tiếp hướng Trình lão gia tử đi đến, kính rượu, mỗi người đều chuẩn bị sáng tạo khác người chúc mừng từ. Trương Huyền nơi này bàn, Lâm gia người cũng không có tùy đại lưu đi kính rượu, mà là lo chính mình ăn, chỉ có Lâm Kiến Vũ một người, đại biểu Lâm Chính Nam, bưng chén rượu chiều Trình lão gia tử đi đến. Lâm Kiến Vũ mới vừa đứng dậy rời đi, vẫn luôn trầm mặc không nói Vương Vĩ liền mở miệng nói chuyện, có chút người a, giao hữu cũng không biết cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó đem chúng ta Lâm gia người cũng liên lụy thượng lạc. Vương Vĩ nói chuyện thời điểm, ánh mắt vẫn luôn ở Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm, còn có Trình Thanh trên người qua lại nhìn quét, ý tứ thực rõ ràng. Lời nói cũng không phải là nói như vậy, đại gia tính cách bất đồng, giao hữu vòng cũng bất đồng, có chút người không cần thiết tại đây âm dương quái khí, người nói đúng không, muội phu. Lâm Xuyên hướng Trương Huyền cười, này tươi cười chung, lại là có chút kỳ hảo hương vị. Lâm Xuyên lời này vừa ra, trên bàn người đều vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, không rõ Lâm Xuyên vì cái gì đột nhiên sẽ đối Trương Huyền làm một cái lớn như vậy thái độ chuyển biến. Vương Vĩ hừ lạnh một tiếng, tường đầu thảo, thứ gì? Phi! Ha ha! Lâm Xuyên ngồi kia cười cười, cũng không hé răng. Vương Vĩ ngồi ở trên bàn, trong lòng có chút khó chịu, nhưng trên mặt lại là rào rạt đắc ý. Bởi vì hắn biết, từ hôm nay trở đi, này trên bàn mọi người, đều phải lấy chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, bao gồm kia cái gì Lâm Thanh Hạp, hôm nay qua đi, chính mình phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem nàng đuổi ra Lâm ra, còn có Lâm Xuyên, dám cùng ta đối nghịch, người cũng không hảo trái cây ăn. Tiểu Vĩ, sự tình an bài thế nào? Vương Vĩ mẫu thân thấp giọng hướng chính mình nhi tử hỏi. Vương Vĩ bày cái ok thủ thế, nhỏ giọng trả lời nói, tất cả đều an bài hảo. Lần này ta cùng Trình Thiếu, chuyên môn tìm một gốc cây 40 niên đại hoang dại tham. Làm tốt lắm, Vương Vĩ mẫu thân dùng sức gật gật đầu, nàng rất rõ ràng, một gốc cây 40 niên đại hoang dại tham đại biểu cho cái gì, không riêng gì sang quý, càng là dù ra giá cũng không có người bán, giống nhau loại này dinh dưỡng phẩm, đều là làm đặc cung. Tiệc rượu tiến hành, kính rượu người ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, bọn họ biết, lần này tiệc mừng thọ vở kịch lớn, muốn bắt đầu rồi. Trình lão gia tử 70 đại thọ, tóc sớm đã hoa râm hắn, ai cũng không biết còn có bao nhiêu tuổi tác, hôm nay tuyển ra tới người, rất có khả năng chính là Trình gia tương lai cây trụ, cầm lái. Trình gia, cùng sở hữu 3 gã cháu đích tôn. Trưởng tôn Trình Thanh, thứ tôn Trình Quảng, tam tôn Trình Mông. 3 người giữa, nhất bị mọi người xem tốt, chính là Trình Quảng cùng Trình Mông, đến nỗi Trình Thanh, không ai để ý. Mỗi người đều biết, Trình gia trưởng tôn. Tâm tư căn bản không tại đây mặt trên. Chờ tất cả mọi người kính xong rượu sau, Trình Quảng ở này mẫu thân cổ vũ ánh mắt hạ, cái thứ nhất đứng lên. Gia gia, nguyện ngài càng già càng dẻo dai, thần thanh khí sảng, cung chúc ngài 70 đại thọ, tôn tử cố ý tìm tới một gốc cây sơn tham. Trình Quảng tay phủng một tinh xảo gỗ đàn hộp, cái hộp gỗ tản ra nhàn nhạt u hương. Đương Trình Quảng mở miệng sau, toàn bộ nhà chính nội, ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi hắn trên người. Vương Vĩ ngồi ở chỗ kia, cũng buông chiếc đũa, chiều bên này xem ra. Thân xuyên đường trang Trình Khung cũng không có trước tiên mở miệng, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua ngồi ở Lâm gia này trên bàn Trình Thanh, theo sau mới đem ánh mắt phóng tới Trình Quảng trên người. Thấy như vậy một màn, Trình Quảng trong lòng ở mừng thầm, ngươi Trình Thanh làm trưởng tôn, không có cái thứ nhất mừng thọ, hiện tại đến phiên ta, xem ngươi mặt hướng nào phóng. Trình Quảng đem trong tay hộp gỗ phóng tới Trình Khung trước mặt. Trình Khung biểu tình không gợn sóng, vươn làn da lão nhăn tay, đem hộp gỗ mở ra. Ở hộp gỗ mở ra nháy mắt, phòng trong liền vang lên một trận hít hà một hơi thanh âm. 35 năm sơn tham, ít nhất 35 năm, một người biết hàng thương nhân nhịn không được hô ra tới. Vương lão bản, ngươi là chuyên môn làm phương diện này, có cái gì cách nói sao? Một người không hiểu sơn tham, nghi hoặc nói. Vương lão bản gật gật đầu, cấp mọi người giải thích nói. Tham chia làm rất nhiều loại, trong đó khó nhất đến, chính là này dã sơn tham, cùng rời núi tham, viên tham loại này nhân công nuôi dưỡng tham bất đồng, dã sơn tham tồn tại suất cực thấp, kể bên diệt sạch, hơn nữa loại này tham, chỉ ở nguyên thủy rừng rậm có thể phát hiện, giống nhau 15 niên đại trở lên, cũng đã rất khó được, 20 niên đại, càng là hiếm thấy, 30 năm phân, dù ra giá cũng không có người bán, 35 niên đại,
không thể tin được. Này không phải tiền có thể mua tới. Vương lão bản đang xem hướng này cây sơn tham thời điểm, trong mắt mang theo si mê. Mọi người nghe vương lão bản như vậy vừa nói, tức khắc hiểu biết tới rồi này cây sơn tham chân quý chỗ, nếu thật là như vậy, 35 niên đại dã sơn tham, cũng không phải là có tiền là có thể mua được, thứ này, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Toàn hoa hạ như vậy nhiều kẻ có tiền, không có một cái không sợ chết, ai không nghĩ nhiều làm chút loại này chân phẩm. Hảo, Trình lão gia tử gật gật đầu, chỉ nói một chữ. Này một chữ, làm Trình Quảng mừng rỡ như điên, này mẫu thân trong mắt cũng lộ ra vui mừng thần sắc, sau hung tợn chừng mắt nhìn mắt Trình Thanh, nàng chính là vừa mới mở miệng châm chọc Trình Thanh người. Lúc này, Vương Vĩ đã nhịn không được nhếch môi nở nụ cười, trước kia liền nghe qua, Trình lão gia tử người này, ít khi nói cười, có thể nói ra một chữ hảo, liền đại biểu hắn cực kỳ vừa lòng. Chương 44, lão bà của ta có chỗ tốt gì? Hiện tại, Vương Vĩ trong lòng, đã suy nghĩ, nên thế nào chừng trị cái kia đối chính mình bất kính Lâm Xuyên, còn có cái kia Lâm Thanh Hạp, chờ lần này trở về, lấy chính mình cùng Trình Quảng quan hệ, Lâm Thị nhất định là chính mình vật trong bàn tay, đến nỗi họ Trương, chính mình tuyệt đối sẽ làm chết hắn. Trình Quảng đưa ra hộp quà, mặt mang mỉm cười lui ra. Ra ra, tôn tử chúc ngài nhật nguyệt hưng thịnh, tùng hạc trường xuân, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Trình Mông đứng lên. Hắn là Trình gia nhỏ nhất cháu đích tôn, hôm nay 21 tuổi, còn ở vào đại học, vẻ mặt tính trẻ con. Trình Mông cũng không có lấy ra cái gì đặc biệt sang quý lễ vật, mà là đưa ra một chuỗi gỗ đàn lắc tay. Ra ra, tôn tử ở đều hải niệm thư, ngẫu nhiên gian kết bạn chờ Khải lão tiên sinh, cũng bái hắn làm thầy, đây là chờ Khải lão tiên sinh tự mình mài giũa, thác ta mang cho ngài. Chờ Khải lão tiên sinh. Thế nhưng đã bái chờ lão tiên sinh vi sư. Người trong nhà, nghe thấy cái này tên, một mảnh ồ lên. Chờ Khải, hoa hạ nổi danh đồ cổ chuyên gia, ở hoa hạ 7 biết danh đại học trên danh nghĩa dự giáo thụ, môn đồ vô số, có thể nói đồ cổ giới Thái Sơn bắt đầu. Phàm là chơi đồ cổ, cái nào không phải kẻ có tiền, lại có cái nào không hy vọng thỉnh đến chờ Khải đại sư, trở thành chờ Khải đồ đệ, đó là cái gì khái niệm. Cho dù là một cái vô quyền vô thế người thường, cũng trực tiếp bay lên cành cao biến phượng hoàng. Nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười Trình Quảng ánh mắt khói mù đào Trình Mông liếc mắt một cái. Vây xem người, cũng không cấm âm thầm vì Trình Mông vươn ngón tay cái, tuổi còn trẻ, nhìn non nớt, thủ đoạn lại cao siêu thực, bái chờ Khải đại sư vi sư, há là đơn giản như vậy sự tình. Không tồi, Trình lão gia tử gật gật đầu, thân thủ tiếp nhận kia xuyến lắc tay, cũng mang tới rồi chính mình trên cổ tay, ta cùng với chờ Khải lão tiên sinh cũng nhiều năm không gặp, quay đầu lại ngươi cho ta hai liên hệ một chút. Xem có thời gian, cùng nhau tụ tụ. Tốt, ra ra, Trình Mông gật đầu, thối lui đến một bên. Trình ra ba gã cháu đích tôn, hai gã đều dâng lên chính mình hạ lễ, một người lấy ra có tiền cũng mua không được dã sơn tham, một người tắc nâng ra chờ Khải danh hào, đưa tới chờ Khải tự mình mài giũa gỗ đàn lắc tay. Có thể nói, này hai người đưa ra đồ vật, đều đại biểu cho nhất định xã hội địa vị, tuổi còn trẻ, liền có thể làm được như thế, tuy nói là Trình ra dòng chính. Nhưng cùng tự thân năng lực vẫn là phân không khai. Lúc này, rất nhiều người đều ở phỏng đoán, rốt cuộc Trình lão gia tử sẽ tuyển ai, đại bộ phận người, vẫn là suy đoán Trình Quảng, thậm chí tại đây một khắc, đều có người hướng Trình Quảng đầu đi kỳ hảo mỉm cười. U, thứ tôn cùng tam tôn đều cung chúc lão gia tử đại thọ, chúng ta Trình gia trưởng tôn đâu, ở nhà mình trên bàn như thế nào chưa thấy được a? Trình Quảng mẫu thân âm dương quái khí thanh âm vang lên. Làm bộ làm tịch dường như ở nhà chính nội nhìn quét một vòng. Ha ha, Trình Thanh tiếng cười vang lên, hắn đứng lên, cất cao giọng nói, gặp được lão bằng hữu, ngồi xuống tâm sự, xem các ngươi ở kia khoe ra, liền không đi trộn lẫn, ra ra, sinh nhật vui sướng a, kính ngươi một ly, ta trước làm. Nói xong, Trình Thanh cầm lấy chén rượu, ngửa đầu xử lý, dứt khoát lưu loát ngồi xuống, không coi ai ra gì cầm lấy chiếc đũa, kẹp trên bàn mỹ thực. Lâm Thanh Hạm cười khổ một chút, Trình Thanh là cái dạng gì người, nàng quá hiểu biết, nàng đứng dậy, nhắc tới một cái tiểu hộp gỗ, chiều Trình lão gia tử kia bàn đi đến. Ngồi ở bên bàn ninh một vòng ánh mắt lửa nóng nhìn Lâm Thanh Hạm, không chút nào che giấu trong mắt ái mộ. Trình lão gia tử, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, nho nhỏ lễ vật, không thành kinh ý. Lâm Thanh Hạm đem tiểu hộp gỗ phóng tới Trình lão gia tử trước mặt. Trình lão gia tử cười ha ha hai tiếng. Đây là hắn hôm nay ở trong yến hội, lần đầu tiên lộ ra như vậy tươi cười,
người gia gia hắn gần nhất thân thể thế nào? Thác lão gia tử phúc, gia gia hắn gần nhất tinh thần không tồi, còn thường xuyên nhắc mãi ngài đâu, nếu không phải thân thể ôm bệnh nhẹ, vô pháp đi xa, hôm nay hắn nhất định sẽ đến tự mình vì ngài mừng thọ. Lâm Thanh Hạm xinh đẹp cười, đẹp như xuân nở hoa trán. Này lão tiểu tử, người nói cho hắn, ta chết phía trước, hắn cũng không thể chết. Trình lão gia tử thực quý trọng lấy quá hộp gỗ, hắn nhìn mắt Lâm gia kia bàn, tán thưởng nói, các ngươi Lâm gia này bối, có các ngươi mấy cái, nhưng thật ra không tồi. Lâm Thanh Hạm xinh đẹp cười, dạo bước trở lại Lâm gia kia trương trên bàn, nàng vừa trở về, liền nhìn đến Trương Huyền cùng Trình Thanh ở kia kề vai sát cánh nói cái gì. Lâm Thanh Hạm ánh mắt lộ ra một mặt bất đắc dĩ, trải qua này một tháng ở chung, Lâm Thanh Hạm hoàn toàn hiểu biết Trương Huyền kia không vào để tính cách, hắn cùng Trình Thanh hai người, thật đúng là có thể nói đến một khối. Huynh đệ, người này tính cách ta thích, tới, uống một cái. Trương Huyền cầm lấy chén rượu, chủ động nói. Uống bái, đừng bò cái bàn là được. Trình Thanh cầm lấy chén rượu cùng Trương Huyền chạm cốc sau, uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi huynh đệ, người vừa mới nói, về nhà tới bắt hồi thuộc về chính mình đồ vật. Ta nghe nói người ra ra hôm nay muốn tuyển các ngươi một người ra tới khiêng lương a. Trương Huyền chọn lông mày, thấp giọng nói, hắn thanh âm thực nhẹ, làm Lâm Thỉnh Hạm nghe không được. Lâm Thỉnh Hạm ngồi ở bên cạnh, cũng chỉ có thể nghe được hai người ở kia nhỏ giọng nói thầm. Không tồi, Trình Thanh buông chén rượu, ngươi là Thanh Hạm lão công, nói vậy nàng cũng cho ngươi nói qua, ta phụ thân năm đó bị lão gia tử đuổi ra gia môn, đến nay không được về nhà. Ta hôm nay phải làm, chính là làm ta phụ thân trở về. Ngươi tưởng như thế nào làm? Trương Huyền nghi hoặc một tiếng, hắn cũng có thể nhìn ra tới, này Trình gia, hoàn toàn chính là Trình lão gia tử không bán hai giá, tất cả mọi người muốn xem Trình lão gia tử sắc mặt hành sự, năm đó Trình lão gia tử tự mình đuổi ra gia môn người, lại có thể nào dễ dàng trở về. Muốn nghe sao? Trình Thanh lại cho chính mình đổ ly uống rượu hạ, khóe miệng phiết ra một cái quỷ dị tươi cười. Cái gì? Giết Trình Quảng cùng Trình Mông, Trình Thanh khóe môi treo lên mỉm cười, một bên dùng bữa, một bên nói. Trương Huyền ngẩn ra một chút, theo sau đồng dạng nở nụ cười, cái này Trình Thanh, thật đúng là cùng chính mình là một loại người, hắn ý tưởng, ở người khác xem ra, có thể là có chút điên cuồng, là ở tìm chết, nhưng ở Trương Huyền xem ra, này lại là đơn giản nhất, nhất bất việc phương pháp. Trình lão gia tử không cho phép Trình gia người từ thương, làm chính trị, tòng quân. Điểm này là có thể nhìn ra, hắn là thực để ý chính mình cái này gia tộc, sợ có một chút vượt rào địa phương, cuối cùng làm đến toàn bộ Trình gia hôi phi yên diệt. Trình gia ba gã cháu đích tôn, hiện giờ đều đã lớn lên thành nhân, nếu chết hai cái, Trình gia liền một mạch đơn truyền, liền tính là Trình lão gia tử biết là Trình Thanh làm, lấy Trình lão gia tử đối gia tộc coi trọng trình độ, cũng sẽ không quá nghiêm khắc trừng phạt hắn, khi đó, Trình Thanh muốn làm gì đều được, không chỉ có đạt tới chính mình mục đích. Diệt trừ đối thủ cạnh tranh, càng là ở Trình gia lập uy, về sau địa vị không thể lay động. Trương Huyền suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi, Trình Thanh, ngươi muốn trở thành Trình gia người cầm lái, lão bà của ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Trình Thanh lắc lắc đầu nói, không cần ta trở thành Trình gia người cầm lái, chỉ cần hai người bọn họ đã chết, Thanh Hạm tự nhiên là có thể được đến chỗ tốt. Vương Vĩ lén liên hệ Trình Quảng, tặng Trình Quảng Lâm Thị 5% cổ phần, đó là Vương Vĩ trong tay toàn bộ tài sản. Hắn mưu đồ chính là cái gì, người sáng suốt tất cả đều biết. Nguyên lai là như thế này. Trương Huyền gật gật đầu, hắn thật đúng là không để ý quá mấy vấn đề này. Một cái Lâm thị tập đoàn, đặt ở người thường trong mắt, đó là quái vật khổng lồ, nhưng ở Trương Huyền trong mắt, cũng không tính cái gì. Cũng mặc kệ Lâm thị tập đoàn tài sản Trương Huyền có thể hay không coi trọng, hắn tuyệt đối không cho phép có người khi dễ chính mình lão bà. Chương 45, kết quả. Huynh đệ. Không cần giết người, ta có thể giúp người bắt lấy cái này danh ngạch. Trương Huyền trở tay vỗ vỗ Trình Thanh bả vai. Ngươi, Trình Thanh đánh giá Trương Huyền. Cùng Trình gia còn lại hậu bối bất đồng, Trình Thanh cũng không có vẫn luôn sống ở trưởng bối Phúc Trạch Hạ. Hắn đi theo chính mình phụ thân, vào Nam ra Bắc, nơi nơi dốc sức làm. Hắn có thể dễ dàng nói ra giết chết chính mình hai cái huynh đệ lời này, liền chứng minh hắn kiến thức cùng trải qua. Trình Thanh phát hiện, chính mình nhìn không thấu trước mắt người nam nhân này. Hắn cùng chính mình giống nhau, cợt nhả, nhưng Trình Thanh bảo đảm, hắn so với chính mình ác hơn, ở chính mình vừa mới nói ra muốn giết chết hai cái huynh đệ thời điểm, nhưng phàm là cá nhân, cho dù là những cái đó thảo gian nhân mạng trùm buôn thuốc phiện, cũng sẽ lộ ra ngoài ý muốn, sau hoặc là tán dương, hoặc là nói chút khác. Nhưng người này,
cái gì cũng chưa nói. Này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là, hắn đương chính mình ở nói giỡn, hoặc là, hắn đối loại chuyện này, tập mãi thành thói quen. Trình Thanh nhìn Trương Huyền cũng đang nhìn Trình Thanh, tại đây một khắc, Trình Thanh kinh ngạc phát hiện, chính mình nội tâm chung, thế nhưng cảm nhận được sợ hãi. Hắn rốt cuộc là người nào? Trình Thanh ở trong lòng hỏi chính mình, gần vài giây, hắn liền có một loại vô pháp thở dốc cảm giác. Thế nào huynh đệ, ta giúp người bắt lấy cái này danh ngạch, Trình gia về sau người cầm lái. Trương Huyền lại lần nữa mở miệng. Thẳng đến Trương Huyền nói chuyện, Trình Thanh mới cảm giác được kia cổ áp chế chính mình, làm chính mình khó có thể thở dốc hơi thở tan đi, cái này làm cho hắn đại tùng một hơi. Vì cái gì giúp ta? Trình Thanh khó hiểu. Vì ta lão bà, Trương Huyền thực trắng ra nói ra mục đích của chính mình, chờ ngươi tiếp nhận Trình gia sau, cần thiết minh xác cho thấy, cùng lão bà của ta đứng ở cùng một trận chiến tuyến, nếu có uy hiếp lão bà của ta người xuất hiện, ta muốn ngươi thân đem hết toàn lực đi diệt trừ. Trình Thanh cúi đầu không nói, làm trầm tư. Hảo hảo suy xét một chút, nếu ngươi dựa theo chính mình phương pháp tới, đơn giản là chàng đánh bạc, đánh cuộc thắng, ngươi liền thắng, thua, kết cục ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, thế nào? Trương Huyền cầm lấy bình rượu, thế Trình Thanh đem rượu đảo thượng, theo sau chính mình lại cầm lấy một chén rượu, chờ đợi Trình Thanh trả lời. Trình Thanh trầm mặc 10 giây, 10 giây sau, hắn ngẩng đầu, cầm lấy trên mặt bàn chén rượu, cùng Trương Huyền trong tay chén rượu đối chạm vào. Chén rượu phát ra thanh thúy tiếng vang. Hợp tác vui sướng, Trình Thanh đối Trương Huyền cười. Đương nhiên, Trương Huyền ngửa đầu đem uống rượu rớt. Vương Vĩ mẫu thân ngồi ở trên bàn, đôi tay ôm ngực, trên mặt toàn là bất mãn. Ta nói Lâm Thanh Hạm, người tốt xấu cũng là đại biểu Lâm gia, liền tùy tiện lấy điểm đồ vật đưa cho Trình lão gia tử. Vương Vĩ cũng hừ lạnh một tiếng, chính là, thật là ném chúng ta Lâm gia người mặt, ta xem người cái này Lâm thị tổng tài, cũng đừng đương, lên không được cái gì mặt bàn. Bang! Một tiếng giòn vang, là pha lê ly rớt đến trên mặt đất tạp toái thanh âm. Trương Huyền không tay, nhìn Vương Vĩ, nguyên bản còn có chút hùng hổ Vương Vĩ lập tức sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Một bên Lâm Xuyên thấy như vậy một màn, nhấp miệng trộm nở nụ cười. Trương Huyền đứng lên, không vui nhìn mắt Vương Vĩ, ai nói chúng ta đưa đồ vật kém, trợn to ngươi mắt chó hảo hảo nhìn. Nhà chính nội, Trình lão gia tử sở ngồi kia một bàn đang ở khe khẽ nói nhỏ, Trình lão gia tử ba vị môn đồ cũng đều phát biểu từng người ý kiến, liền vừa mới Trình Quảng cùng Trình Mông sở biểu hiện ra nhân tế quan hệ, xem hắn hai cái nào càng thích hợp trưởng quản về sau Trình gia. Đến nỗi Trình Thanh, tắc trực tiếp bị ba người xem nhẹ. Ta cho rằng Trình Quảng đứa nhỏ này không tồi, lão sư, này cây dã sơn tham, ta lúc trước cũng nghe nói qua một chút, ước chừng có 40 niên đại, muốn vào tay người nhiều như lông châu, nhưng lại bị Trình Quảng đứa nhỏ này bắt được, trước không nói này yêu cầu bao nhiêu người mạch, chính là trong đó hao phí tâm lực, kia cũng là thật lớn, chúng ta không thể quang xem năng lực, mà đã quên hiếu tự. Nói chuyện chính là Ninh Tỉnh Quan chính một tay, Tiếu Thăng. Ta cảm thấy Trình Mông đứa nhỏ này có thể. Ninh Tỉnh Quân đội một tay Ninh Sông Dài nói như vậy nói, toàn bộ Hoa Hạ, có thể bị chờ Khải Lão Tiên Sinh thu làm đệ tử ít ỏi có thể đếm được, đó là bởi vì chờ Lão Tiên Sinh yêu cầu quá cao, người bình thường căn bản khó có thể đạt tới, Trình Mông đứa nhỏ này, có thiên phú, chịu nỗ lực, thực không tồi. Người đâu, người thấy thế nào, Trình Lão gia tử không có tỏ thái độ, mà là hỏi hướng chính mình mặt khác một người môn đồ, Ninh Tỉnh Thương giới đầu sỏ, Đỗ Hoa. Đỗ Hoa là cái nhìn qua thực ổn trọng trung niên nam nhân, diện mạo giống nhau, hắn cười khổ một chút, lão sư, này hai hài tử lựa chọn, sẽ chỉ là tòng quân hoặc là làm chính trị, tổng không có khả năng đến ta này đến đây đi. Đỗ Hoa nói chính là lời nói thật, thương nhân lại phú, ở quyền lực trước mặt, cũng là một chương giấy trắng. Phát biểu ý kiến liền hảo, Trình lão gia tử nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi hai khẩu khí, tiểu nhấp một ngụm. Ta cảm thấy, Trình Quảng muốn ưu tú một ít. Đứa nhỏ này có tâm ý, hiểu vừa phải. Đỗ Hoa nói. Trình lão gia tử gật gật đầu, hít sâu một hơi. Lão sư, có quyết định. Ninh Sông Dài hỏi. Ân, Trình lão gia tử trả lời. Bọn họ tuy là khe khẽ nói nhỏ, nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng đang ngồi, có ai không biết bọn họ đang nói cái gì. Hiện tại xem Trình lão gia tử bộ dáng, hiển nhiên là muốn tỏ thái độ. Cái này làm cho tất cả mọi người khẩn trương lên, liền ở vừa mới bắt chuyện chung. Bọn họ rất nhiều người đều đã làm ra đứng thành hàng. Trình Quảng cùng Trình Mông ngồi ở một cái bàn thượng, hai người lúc này khẩn trương lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi,
Trình lão gia tử kế tiếp quyết định, sẽ ảnh hưởng bọn họ cả đời. Trình lão gia tử ánh mắt, ở rất nhiều người nhìn chăm chú hạ, dần dần chuyển qua Trình Mông trên người, giờ khắc này, Trình Mông tim đập đều ở gia tốc, ánh mắt lộ ra vui sướng. Nhưng Trình lão gia tử một tiếng thở dài, lại là làm Trình Mông sắp bay ra tới một lòng hung hăng quăng ngã đi xuống. Trình lão gia tử ánh mắt, cuối cùng phóng tới Trình Quảng trên người. Thành, thành, Lâm gia kia trương trên bàn, Vương Vĩ phát ra có chút nghẹn ngào gầm nhẹ thanh, tại đây tiếng hô giữa, mang theo một loại sắp phá tan trói buộc giải thoát. Vương Vĩ mẫu thân trên mặt cũng lộ ra đắc ý thần sắc, không chút khách khí nói, Lâm Thanh Hạm, chúng ta phía trước chướng, hôm nay phải hảo hảo tính. Nhưng thật ra Lâm Xuyên, một bộ không sao cả bộ dáng. Trình Thanh đầy mặt nghi hoặc nhìn nhất mặt đông cái bàn kia, Trương Huyền đang từ từ hướng quá đi tới, hắn rất muốn biết, người này có biện pháp nào, có thể làm chính mình hôm nay bị lựa chọn. Trình Quảng lòng tràn đầy kích động, bởi vì hắn biết, từ hôm nay trở đi, chính mình vận mệnh đem bị hoàn toàn thay đổi, tại đây Ninh Tỉnh địa giới, hắn Trình Quảng tên, sẽ làm sở hữu thượng tầng nhân sĩ nhớ kỹ. Tiểu Quảng, Trình Khung mở miệng, thanh âm già nua, có chứa một loại uy nghiêm. Ra ra, Trình Quảng vội vàng đứng dậy, thấp hèn đầu. Ngồi xuống đi, Trình Khung làm cái đè thấp thủ thế, chờ Trình Quảng sau khi ngồi xuống, hắn tiếp tục nói, Tiểu Quảng, ta và ngươi ba cái thúc thúc thương lượng một chút, ở chúng ta Trình gia, ngươi là tương đối có thiên phú một cái, ngươi đệ đệ tuổi còn nhỏ, còn ở đi học, không thích hợp ra tới lang bạt, nhưng thật ra ngươi, cũng nên tới rồi thành gia lập nghiệp thời điểm. Trình Khung nói đến lúc này, trên cơ bản tất cả mọi người minh bạch lần này tuyển người kết quả, Trình Quảng, sẽ trở thành Trình gia tương lai vài thập niên người cầm lái. Chương 46, một bao trà. Lúc này, Trình Quảng một lòng thình thịch nhảy mãnh liệt, Trình Quảng mẫu thân, đã kích động cả người phát run, từ hôm nay trở đi, nàng ở Trình gia địa vị, cũng sẽ là một người dưới, vạn người phía trên. Trình Mông ánh mắt ảm đạm, hai mắt vô thần. Vương Vĩ làm Trình Quảng hợp tác đồng bọn, hiện tại đồng dạng mừng rỡ như điên, có Trình Quảng trợ giúp, hắn mặt sau kế hoạch sẽ phi thường dễ dàng thực thi, Lâm thị tập đoàn, bất quá vật trong bàn tay mà thôi. Trình lão gia tử hoãn khẩu khí, tiếp tục nói, Tiểu Quảng, ta xem, ngươi trong khoảng thời gian này, liền ra ngoài học. Trình lão gia tử lời nói mới nói được mấu chốt địa phương, đã bị một cái ngoài ý muốn đánh gãy, chỉ thấy một cái lớn bằng bàn tay trong suốt bao ni lông bị người cách không ném tới Trình lão gia tử trước mặt trên bàn. Một màn này, nhưng cấp đang ngồi người giật nảy mình, ai to gan như vậy, dám đem đồ vật như vậy ném tới Trình lão gia tử trước mặt. Trình lão gia tử ba gã môn đồ, ánh mắt đồng thời hướng ném đồ vật người nhìn lại. Sinh mau, cho người quà sinh nhật, Trương Huyền hướng kia bao ni lông chu chu môi. Giờ khắc này, cơ hồ nhà chính nội mọi người, đều mở to hai mắt nhìn Trương Huyền, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, người kia là ai, cũng quá lớn mật đi. Ta nói Lâm Thanh Hạm, này họ Trương, người cũng không quản quản, xem hắn đều làm gì đâu. Vương Vĩ mẫu thân một phách cái bàn, của mắng. Nàng tuy rằng lời nói mang theo răn dậy, nhưng trong ánh mắt, lại là vui sướng, họ Trương, ngươi thật là cái não tàn a. Vãn bối, ngươi này có chút quá không biết lễ nghĩa đi. Ninh Sông dài vẻ mặt không vui nhìn Trương Huyền, ngươi là Lâm gia người. Lâm Thanh Hạm là lão bà của ta, Trình Thanh là ta huynh đệ, này bao trà là lão bà của ta cùng Trình Thanh bang ngươi chuẩn bị, nhận lấy đi. Trương Huyền chỉ hạ trên bàn lá trà, ở hắn nói chuyện ngữ khí giữa, tràn ngập một loại mệnh lệnh cảm giác. Chê cười, người đương ngươi là thứ gì, ông nội của ta nói thu liền thu. Trình Quảng đại chạy bộ lại đây, nắm lấy trên bàn trong suốt bao ni lông. Ninh một vòng ngồi ở một bên, xem diễn giống nhau nhìn nơi này, ánh mắt giữ hiện lên một tia khói mù, khóe môi treo lên cười lạnh. Không biết lễ nghĩa đồ vật, nếu không phải xem ở ngươi cùng Lâm gia có quan hệ phân thượng, hôm nay có ngươi dễ chịu, cầm ngươi đồ vật, lăn. Trình Quảng bắt lấy trên tay trong suốt bao ni lông. Liền chuẩn bị chiều Trương Huyền trên mặt ném tới. Chậm đã, vẫn luôn nói chuyện đều thực bình tĩnh Trình lão gia tử, vào giờ phút này đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn có vẻ vẫn đục hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trong suốt túi. Chuẩn xác mà nói, Trình lão gia tử là nhìn chằm chằm túi chung lá trà. Kia một túi lá trà, cũng không có nhiều ít, lại là phiến phiến rõ ràng, lớn nhỏ tương đồng. Mỗi một mảnh lá trà, đều là chiều dài 1 cm. Khoan nửa cm trường điều hình, tại đây lá trà thượng, có không đếm được hoa văn, như là nhân thể kinh mạch giống nhau, hỗn độn, rồi lại hấp dẫn người ánh mắt. Trình lão gia tử tinh tế đánh giá này túi lá trà,
Trong giây lát, hai mắt trợn to, thanh âm cũng không tự giác cao mấy cái điều. Đây là, dưa vàng cống trà căn. Cái gì? Trình lão gia tử nói, làm hắn bên người ba gã môn đồ đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng. Dưa vàng cống trà căn. Dưa vàng cống trà, cái gì là dưa vàng cống trà, ở người thường trong mắt, khả năng chỉ biết cảm thấy này trà quý. Rốt cuộc lúc trước từng ở tin tức thượng tuôn ra 135 vạn giá trên trời, kia vẫn là mười mấy năm trước. Tại rất sớm phía trước, này trà chính là chuyên môn thượng cống cấp triều đình, sau làm hoa hạ nhị cấp văn vật, vẫn luôn ở cố cung cất chứa, với linh 7 năm bị đưa về Nam tỉnh, lúc ấy gần vì này trà mua bảo hiểm kim ngạch, liền đạt tới 1.999 vạn, có thể thấy được này chân quý. Này trà trải qua áp xúc, giống nhau bí đỏ, tại đây trà trung tâm vị trí, bị gọi trà căn. Dưa vàng cống trà căn, ở hiện tại, cũng không phải là có tiền là có thể mua được, chẳng sợ ra 100 triệu, mua một khắc, đều không thể. Bởi vì này trà, căn bản là không phải lấy ra đi bán. Trình Khung sớm chút năm liền nghe bằng hữu nói qua, mỗi khi quốc gia có trọng đại ngoại giao thời điểm, mới có thể lấy ra một chút dưa vàng cống trà căn, xứng với dưa vàng cống lá trà tới chiêu đãi ngoại tân. Có thể bị loại này trà sở chiêu đãi, đều là nước nào bộ trưởng ngoại giao, thậm chí là quốc gia một tay. Mà hiện tại, bãi ở chính mình trước mặt, này ước chừng một người trưởng thành lớn bằng bàn tay trong túi, tất cả đều là dưa vàng cống trà căn. Này, người từ đâu ra? Trình Khung run rẩy đôi tay, từ Trình Quảng trong tay tiếp nhận này túi dưa vàng cống trà căn, hắn quá hiểu biết này đại biểu cái gì. Trương Huyền không có trả lời, chỉ là trừng mắt nhìn Trình Khung liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, sinh sôi sợ tới mức Trình Khung một cái run run. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình hỏi có chút nhiều, đối phương nếu có thể lấy ra dưa vàng cống trà căn, này trà từ đâu mà đến, há là chính mình có tư cách hỏi. Trình Khung run rẩy đôi tay, vừa định đem này túi trà còn cấp Trương Huyền, liền nghe Trương Huyền thanh âm vang lên. Lễ vật nhận lấy đi, cũng đừng cự tuyệt, các ngươi trình ra, không phải có cái gì khảo nghiệm sao? Đúng vậy, khảo nghiệm, khảo nghiệm, Trình Khung liên tục gật đầu. Trình gia gia chủ. Ở Ninh tỉnh một tay che trời nhân vật, hiện tại trong lòng là nơm nớp lo sợ, nếu bị đang ngồi người biết Trình Khung trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ kinh rớt răng hàm. Ở đây người, tuy rằng không biết hiện tại Trình lão gia tử trong lòng tưởng cái gì, nhưng lại có thể nhìn ra, Trình lão gia tử thực để ý thanh niên này lấy ra tới đồ vật, kia hẳn là cái gì thực quý giá ngoạn ý. Bọn họ nhìn nhìn Trương Huyền, lại nhìn nhìn Lâm gia kia trương trên bàn, có người suy đoán, thanh niên này, hẳn là đại biểu Trình Thanh đưa hạ lễ. Trình Thanh nhìn như nói chuyện không đâu, nhưng hắn lại có thể nào thật sự từ bỏ này to như vậy Trình gia gia nghiệp. Trương Huyền để lại cho Trình lão gia tử một cái mỉm cười, xoay người rời đi. Trình lão gia tử trong lòng phát kinh, vị này lấy ra dưa vàng cống trà căn người trẻ tuổi, là Lâm Thanh Hạm lão công, Lâm gia, khi nào leo lên như vậy một cây đại thụ. Trình gia cùng Lâm gia là thế giao, cho tới nay, Trình lão gia tử đều cho rằng, nhà mình ở thực lực cùng địa vị thượng đều phải vượt qua Lâm gia không ít, nhưng hiện tại, hắn không như vậy suy nghĩ, bởi vì thanh niên này tồn tại, hắn biết, nhà mình này Trình gia, ở hiện tại Lâm gia trước mặt, thí đều không tính. Một cái có thể lấy ra như vậy một bao dưa vàng cống trà căn người là cái dạng gì thân phận. Trình lão gia tử thậm chí cũng không dám đi suy đoán. Cái kia tiểu Quảng A, người trước ngồi xuống. Trình lão gia tử đối Trình Quảng phất phất tay, ý bảo hắn đừng đứng. Trình Quảng trong lòng một cái lộp bộp, xuất hiện một tia dự cảm bất hảo, ra ra, ngài. Trước ngồi xuống đi, Trình lão gia tử lại nói một câu, theo sau ánh mắt không hề xem Trình Quảng, mà là nhìn về phía Lâm gia kia bàn, phóng tới Trình Thanh trên người, Thanh Nhi, ngươi khó được trở về một lần, như thế nào bất quá tới ngồi, còn ở sinh ra ra khí. Tôn tử không dám, Trình Thanh bưng lên một chén rượu uống sạch, không có biểu lộ ra cái gì kinh ý. Ai? Trình lão gia tử thở dài một tiếng, năm đó, ta cùng với phụ thân ngươi chi gian, sinh ra rất nhiều hiểu lầm, hắn đứa nhỏ này, tính tình quật, chính mình rời nhà không nói, còn khổ các ngươi nương hai, nhiều năm như vậy đi qua, ta bộ xương già này cũng mau xuống mổ, cho dù có cái gì hiểu lầm, cũng nên giải khai, ngươi liền giúp gia gia mang câu nói, làm ngươi kia quật tính tình lão cha, chạy nhanh về nhà đi, hắn dù sao cũng là trưởng tử, về sau này Trình gia, còn phải giao cho trong tay hắn a. Chương 47, Trình gia tương lai. Trình lão gia tử thở dài thanh âm, ở cả tòa nhà chính nội, nhấc lên sóng to gió lớn. Tình huống như thế nào?
Trình lão gia tử như thế nào sẽ đột nhiên nói ra như vậy vừa lật lời nói. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới cái kia thanh niên đưa tới đồ vật. Trình Thanh rốt cuộc làm hắn đưa cái gì? Giờ phút này, Trình Quảng cả người, giống như bị lôi đánh giống nhau, đầy mặt dại ra đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Vương Vĩ trừng lớn đôi mắt, nộ mục nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm, Lâm Thanh Hạm. Ngươi làm nhà ngươi này phế vật làm cái gì? Lâm Thanh Hạm đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Trình Thanh, Trình Thanh cười khổ một chút, đừng nhìn ta cũng không biết ngươi lão công tặng thứ gì. Năm đó, Trình gia khí tử một chuyện, bị làm đến dư luận xôn xao, đang ngồi cơ hồ tất cả mọi người nghe nói kia sự kiện, có thể nói, Trình Thanh phụ thân muốn trở lại Trình gia, kia tuyệt đối là người si nói mộng, trừ phi Trình Thanh có thể đi thiên đại vận, lên làm tương lai Trình gia gia chủ, lúc này mới có khả năng. Nhưng hôm nay, Trình lão gia tử thế nhưng chủ động đưa ra làm Trình Thanh phụ thân về nhà, hơn nữa trưởng quản về sau Trình gia. Này đối mọi người tới nói, đều không khác sấm mùa xuân nổ vang, quá mức chấn động. Hết thảy, đều bởi vì cái kia thanh niên, đưa ra kia bao đồ vật. Ở đây người, đều cho rằng kia đồ vật là Trình Thanh làm Trương Huyền lấy tới, nhưng Lâm gia này bàn người lại rõ ràng, đó là Trương Huyền chính mình lấy ra tới. Ở tất cả mọi người vì việc này sững sờ, cảm thấy chấn động khi, Trương Huyền đã về tới Lâm gia này Trương bên cạnh bàn, hắn mặt mang mỉm cười, nhìn Vương Vĩ mẫu thân, thế nào, vừa mới nói chúng ta đưa đồ vật rác rưởi. Hiện tại này lễ vật, ngươi xem phân lượng có đủ hay không trọng. Ngươi làm cái gì, a? À, Vương Vĩ trong mắt phun ra lửa giận, vừa mới, Trình lão gia tử rõ ràng đều chuẩn bị tuyên bố Trình gia về sau người cầm lái tuyển, hắn Vương Vĩ, càng là nắm chắc thắng lợi, trong lòng đều nghĩ đến chính mình ngồi ở Lâm thị tổng tài văn phòng một màn. Nhưng hiện tại, hết thảy đều tan biến. Lâm Xuyên ngồi ở một bên, không có hé răng, trên mặt treo một mạt đắc ý tươi cười. Lâm Thanh Hạm đường muội tự uyển, trong mắt thả ra một mặt sáng rọi, mang theo tò mò đối Trương Huyền xem cái không ngừng. Lâm Thanh Hạm muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, lại nhịn xuống. Trương Huyền vỗ vỗ Trình Thanh bả vai, kia ý tứ là, đừng quên chúng ta ước định. Cảm tạ, Trình Thanh dùng cực thấp thanh âm cấp Trương Huyền đáp lại, sau đó đứng dậy, chiều Trình lão gia tử ngồi kia một bàn đi đến. Kế tiếp sự tình, phát triển thực tự nhiên, Trình lão gia tử ở tiệc mừng thọ thượng. Minh xác biểu lộ chính mình thái độ, về sau này Trình gia, liền từ Trình Thanh phụ thân, tới trưởng quản. Mà hắn, cũng đem làm Trình Thanh lựa chọn quân thương chính tam giới chi nhất đi học tập, hắn sẽ mạnh mẽ duy trì. Tuyên bố xong này đó lúc sau, Trình lão gia tử cố ý mịt mờ nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, đương hắn nhìn đến Trương Huyền ánh mắt lộ ra vừa lòng thần sắc sau, dẫn theo một lòng mới buông, đồng thời trong lòng cũng ở may mắn, hiện tại quyết định, tuy rằng có vì chính mình ước nguyện ban đầu. Nhưng có thể cùng nhân vật như vậy đáp thượng quan hệ, kia về sau Trình gia, tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt. Kia một bao dưa vàng cống trà căn, bị Trình lão gia tử nếu như chân bảo cất chứa lên, này trà, hắn là trăm triệu sẽ không uống, liền tính là chiêu đãi lại quan trọng khách quý, hắn cũng sẽ không đem này trà lấy ra tới, này trà có bao nhiêu quý trọng, Trình lão gia tử thật sự là quá rõ ràng, này trà, căn bản là không phải hắn loại người này có tư cách uống, nếu đặt ở cổ đại. Này trà nhưng tương đương với miễn tử kim bài, có thể lấy ra tới, mặc kệ là ai, đều đến bán mấy cái mặt mũi, đơn giản là, này thật sự là quá có đại biểu tính. Trình Quảng giống như xương đánh cả tím giống nhau, héo ở một bên, một câu đều không nói. Vương Vĩ sắc mặt càng là khó coi, hắn lấy ra chính mình trong tay sở hữu tài sản, Lâm thị 5% cổ phần đáp thượng Trình Quảng này tuyến, hiện tại, cái gì đều không chiếm được. Ở Trình lão gia tử tuyên bố muốn cử ra hoan nghênh Trình Thanh phụ thân về nhà lúc sau, này yến hội vai chính, liền thành Trình Thanh. Vương Vĩ hai mẹ con cùng Trình lão gia tử chào hỏi, liền tốc tốc rời đi, bọn họ muốn tự hỏi, kế tiếp nên làm như thế nào. Muội phu, nhiều bức, lợi hại, nhìn đến Vương Vĩ kia túng dạng, liền cảm thấy trong lòng sảng a, ha ha. Lâm Xuyên vui vẻ hướng Trương Huyền dựng ngón tay cái. Trương Huyền không lý Lâm Xuyên, bởi vì hắn tổng cảm thấy Lâm Xuyên có điểm không thích hợp, người này lần đầu tiên thấy chính mình thời điểm, thái độ cũng không phải là như bây giờ. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, vừa vặn có chút việc hỏi ngươi. Lâm Thanh Hạm lắc lắc một đầu tóc đẹp, cùng Trình lão gia tử chào hỏi, nàng phát hiện, Trình lão gia tử ở cùng chính mình nói chuyện khi, giống như thiếu điểm phía trước cái loại này trưởng bối uy nghiêm. Lâm Thanh Hạm phỏng đoán, này phỏng chừng là lão gia tử chuẩn bị thoái vị, người cũng bắt đầu trở nên tường hòa đi lên đi. Một chiếc lửa đỏ chạy băng băng lái khỏi Trình gia trang viên.
Trương Huyền, ta phát hiện ta mỗi lần lái xe thời điểm, đều phải hỏi ngươi một vấn đề, chính mình giải thích đi. Lâm Thanh Hạm nhàn nhã dựa vào ghế dựa thượng, bên trong xe phóng nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Nga, đó là một bao trà, cụ thể là cái gì ta không biết, dù sao rất quý báu. Trương Huyền mở miệng giải thích, phía trước ta đụng tới quá mấy cái hái trà người, bọn họ vây ở trên sườn núi, ta cứu bọn họ liền đưa ta những cái đó trà đương tạ lễ, ta nhớ rõ kia trà rất quý, người lần này không phải nói đến xem trưởng bối sao, ta suy nghĩ cũng không gì mang, liền đem này trà mang đến. Không gạt ta, Lâm Thanh Hạm chọn chọn mày liễu, nàng có chút không tin Trương Huyền lời nói, người khác đưa trà, là có thể làm Trình lão gia tử thay đổi ý tưởng, này không chỉ có riêng là quý trọng đơn giản như vậy. Tuyệt đối không có, ta thề. Trương Huyền giơ lên tay phải, vươn bốn chỉ, vẻ mặt chân thành. Một cái đèn đỏ khẩu, Lâm Thanh Hạm đem xe dừng lại, nàng quay đầu, nhìn Trương Huyền ánh mắt thanh triệt, cùng Lâm Thanh Hạm đối diện gian, không chút nào né tránh. Bốn mắt giao tiếp, thời gian trôi đi, Trương Huyền nhìn trước mặt này Trương hoàn mỹ vô khuyết dung nhan, giờ khắc này, hắn cảm giác cái gì đều không quan trọng, chỉ cần có thể đãi ở cái này nữ nhân bên người, chính là trời cao đối chính mình lớn nhất ban ân. Đèn đỏ biến lục, có bóp còi thúc giục tiếng vang lên. Lâm Thanh Hạm nhoẻn miệng cười, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chiếc xe chính phía trước, giẫm hạ chân ga, trong miệng nhẹ thở, người vận khí cũng không tệ lắm, kia trà hẳn là quý báu phi phàm. Ta quay đầu lại bổ điểm tiền cho ngươi. Không cần, Trương Huyền vung tay lên, Lâm Tổng, chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau a? Lâm Thanh Hạm biểu tình hơi hơi một ngưng, hồi lâu chưa cảm thụ quá thân tình ấm áp nàng, tại đây một khắc, trong lòng có một cổ dòng nước ấm chảy quá. Trình lão gia tử đại thọ, làm rất nhiều người vận mệnh, bởi vậy bắt đầu thay đổi, phía trước những cái đó chạm sai đội người, hiện tại hối hận cũng không kịp, chỉ có thể vội vàng bổ cứu. Trình gia đại viện. Trình Thanh đẩy hắn tao phấn xe điện, đi vào đại viện trước cửa, nhìn trước mắt rộng lớn quốc lộ, lẩm bẩm tự nói, Thanh Hạm, người thật sự tìm một cái ghê gớm lão công a. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm trở lại Ngân Châu, Lâm Thanh Hạm bởi vì công ty còn có chuyện, vội vội vàng vàng chạy đến công ty đi. Trương Huyền duỗi người, tiếp tục về nhà bắt đầu hắn gia đình phụ nam công tác, giặt quần áo, lau nhà. Chương 48 hỗ trợ dọn ký túc xá. Ngân Châu, Thiên Nga Hồ trấn nhỏ. Một đống biệt thự đơn lập nội. Phế vật, thật mẹ nó phế vật. Vương Vĩ điên cuồng đấm vào trước mặt gia cụ, mãn nhãn màu đỏ tươi làm mỹ nữ tiểu bảo mẫu cúi đầu súc ở một bên, không dám hé răng. Khuôn mặt xoái khí Tống Đào đầy mặt xanh tím nằm trên mặt đất, rách nát gia cụ tạp hắn đầy người đều là, hắn trong mắt mang theo oán khí, lại không dám biểu đạt ra một tia bất mãn. Lão tử cho ngươi như vậy nhiều tiền, ngươi liền như vậy cấp lão tử làm việc. Vương Vĩ một chân đạp lên Tống Đào trên tay, tả hữu nghiền, một cái tới cửa cầu ngươi đều trị không được, dựa vào cái gì làm lão tử giúp ngươi còn kia bút chướng. Tống Đào ngón tay bị giẫm nháy mắt máu bầm, đau cắn chặt răng, cũng không dám hé răng. Phi, Vương Vĩ một ngụm cục đàm phun đến Tống Đào trên mặt, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, cho dù là giết cái kia tiện nhân, ngươi cũng đến đem sự cho ta giải quyết, bằng không hậu quả chính ngươi suy xét. Lan. Vương Vĩ mới vừa nâng lên chân, Tống Đào ngay cả lăn mang bò vào tới cửa phòng, kéo ra môn phi cũng dường như xông ra ngoài. Vương Vĩ hừ lạnh một tiếng, hướng đứng ở chân tường tiểu bảo mẫu ngoắc ngón tay, tiểu bảo mẫu vẻ mặt sợ hãi nhìn Vương Vĩ, chậm rãi cởi ra áo trên, trắng nõn vai trên cổ mang theo đạo đạo vết máu. Trương Huyền ở nhà, sát xong mà, nhìn trơn bóng sàn nhà, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Nhìn hạ thời gian, buổi chiều 5 giờ rưỡi. Trương Huyền chuẩn bị đùa nghịch một chút trong viện hoa cỏ, trong túi điện thoại đột nhiên vang lên tới, vừa thấy điện báo người, là Lâm Thanh Hạm. Trương Huyền trong lòng cảm thấy một trận ngọt ngào, hắn tổn Lâm Thanh Hạm điện thoại tổn quá một đoạn thời gian, nhưng này vẫn là Lâm Thanh Hạm lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại tới cấp hắn đâu. Uy, Lâm Tổng, người đi tranh Ngân Châu Đại học, Tiểu Huyền muốn dọn ký túc xá, đồ vật giống như còn rất nhiều, kêu ngươi phụ một chút, ta từ từ đem nàng điện thoại phát ngươi, cứ như vậy. Lâm Thanh Hạm ở trong điện thoại một hơi đem sự nói xong, không đợi Trương Huyền trả lời, liền đem điện thoại cấp treo. Trương Huyền vừa mới ở trong điện thoại nghe được rõ ràng, Lâm Thanh Hạm bên kia có tòa cơ tiếng chuông không ngừng vang lên, cảm giác rất bận. Di động nhắc nhở âm hưởng khởi, Lâm Thanh Hạm đã đem từ Huyền điện thoại cấp Trương Huyền đã phát lại đây. Trương Huyền duỗi người, ăn mặc hắn bờ cắt quần bạch ngực, chiều Ngân Châu Đại học đi đến.
Ngân Châu Đại học tọa lạc ở Ngân Châu thị thành nội, cùng sở hữu ba cái giáo khu, trung gian xen kẽ một cái phố ăn vặt. Này phố ăn vặt là Ngân Châu thị cuối tuần lượng người lớn nhất địa phương, toàn bộ phố đều thượng quá đầu lưỡi thượng hoa hạ. Trương Huyền đi vào Ngân Châu Đại học Tây giáo khu, cấp Tự Huyền gọi điện thoại. Tự Huyền nhận được Trương Huyền điện thoại sau, có vẻ phá lệ vui vẻ, làm Trương Huyền đứng ở Tây giáo khu cửa đừng nhúc nhích, nàng tới tìm hắn. Trương Huyền ở cổng trường đợi 5 phút tả hữu, liền nhìn đến một đám oanh oanh yến yến chiều chính mình đi tới, dẫn đầu, chính là Tự Huyền. Phía trước, Trương Huyền vẫn luôn cũng chưa như thế nào chú ý quá Tự Huyền, lần này mới tỉ mỉ đánh giá cái này cô nương. Tự Huyền nhiễm vàng nhạt sắc đầu tóc, ngọn tóc hơi cuốn, lưu đến vai cổ hoa lê, thượng thân ăn mặc một kiện ấn miêu mễ mặt màu trắng áo thun, dáng người cũng không có quá mức nhiệt liệt, nhưng thật ra nhiều vài phần tiểu gia bích ngọc cảm giác, hạ thân một cái 7 phần quần jean, phối hợp một đôi màu trắng vải bạt dày, có vẻ thực thanh xuân. Tự Huyền ngũ quan tinh xảo, tuy rằng không giống Lâm Thanh Hạm như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đối có thể tính thượng là cái mỹ nữ, nàng khóe miệng thời thời khắc khắc ngậm một cổ ý cười. Làm người nhìn thấy ánh mắt đầu tiên liền sẽ lưu lại không tồi ấn tượng. Tỷ phu, người tới rồi. Tự Huyền chạy chậm đến Trương Huyền trước mặt, cùng Trương Huyền chào hỏi. Hi hi, Tiểu Huyền, đây là ngươi tỷ phu a, tỷ phu hảo, ta kêu Trương Khiết. Một người đi theo Tự Huyền bên người tóc ngắn mỹ nữ cùng Trương Huyền chào hỏi. Tỷ phu, chúng ta chính là xem qua Tiểu Huyền tỷ tỷ ảnh chụp, kia chính là cái đại mỹ nữ a, người có thể phao thượng nàng, nhất định là cái tỉnh thánh đi. Lại một người chân dài cao gầy mỹ nữ đối Trương Huyền nói. Tỷ phu, này hai cô gái là ta bạn cùng phòng. Tự Huyền cấp Trương Huyền giới thiệu một chút, đây là Trương Khiết, đây là Tôn Lam, nói cho ngươi, Tôn Lam chính là cái người mẫu Nga. Tự Huyền một đôi mắt mễ thành trăng rằm, đáng yêu khẩn. Trương Huyền cười cười, người tỷ để cho ta tới dọn đồ vật nhiều sao? Cũng không nhiều lắm, chúng ta bốn người dọn hai tranh thì tốt rồi. Tự Huyền cấp Trương Huyền dẫn đường, một nam tam nữ chiều vườn trường nội đi đến. Trương Huyền nhìn hai bên đường, những cái đó có vẻ vô ưu vô lự sinh viên, làm Trương Huyền rất là hâm mộ, cái loại này cùng huynh đệ một tá trò chơi liền đánh một đêm khoái cảm, Trương Huyền chưa bao giờ thể hội quá, hắn mấy năm nay, đều ở chinh chiến, đều ở sống hay chết chung vượt qua. Ký túc xá nữ dưới lầu, dừng lại một chiếc chói mắt màu đen bảo mã BMW X5, loại này siêu xe đặt ở đại học vườn trường. Chính là có thể khiến cho vây xem. Vừa thấy này xe, Tự Huyền mày liền gắt gao nhăn lại. Bọn họ như thế nào tới? Tự Huyền mới vừa nói xong lời nói, liền thấy trên xe xuống dưới ba gã thanh niên, cầm đầu một người lưu chữ tề mi tóc dài, đôi mắt thượng còn họa nhàn nhạt nhãn tuyến, nhìn thấy Tự Huyền sau, này thanh niên tự cho là soái khí loát loát tóc. Tiểu Huyền, người đã đến rồi, nghe nói người muốn dọn ký túc xá, ta tới cấp người phụ một chút. Ngươi, Tự Huyền khinh thường nhìn này thanh niên liếc mắt một cái, lại nhìn này thanh niên hai bằng hữu, này ba người tế cánh tay tế chân, cùng một bên đứng Trương Huyền hình thành mãnh liệt đối lập. Trương Huyền ăn mặc màu trắng ngực, hàng năm rèn luyện, làm hắn căn bản không cần làm bất luận cái gì động tác, chính là chỉ cần hướng kia vừa đứng, trên người cơ bắp liền phá lệ rõ ràng. Hảo, đừng nhiều lời, Trương Thành, các ngươi nếu tới hỗ trợ, liền mau lên đây dọn đồ vật. Trương Khiết tiếp đón một tiếng. Khi trước đi vào ký túc xá, Trương Thành gật gật đầu, đi nhanh theo vào ký túc xá, vừa đi còn một bên cho hắn hai cái bằng hữu nói, đều bán điểm lực, nhiều lấy điểm. Yên tâm, chúng ta đại lão ra sức lực lớn đâu. Trương Thành một cái bằng hữu vỗ bộ ngực nói. Tự Huyền ký túc xá đã thu thập hảo, quần áo gì đó tất cả đều trang dương, liền thừa một đám dương hành lý bãi ở trong phòng. Trương Thành ba người tiến vào sau. Khí phách một người lôi kéo hai cái dương hành lý liền chuẩn bị ra cửa, kết quả đi đến thang lầu thời điểm phát hiện, này dương hành lý là thật sự trầm, xách một cái đều lao lực. Trương Thành đành phải đem một cái dương hành lý trước buông, lại lao lực nâng một cái, một bước một tầng thang lầu xuống lầu, đường hắn đi đến lầu một khi, đã mồ hôi đầy đầu. Lau cái chán mồ hôi, Trương Thành vừa mới chuẩn bị lên lầu đem một cái khác dương hành lý nâng xuống dưới, liền nghe Trương Khiết thanh âm ở bên tai vang lên. Không cần đi, nhìn xem nhân gia, nhìn lại ngươi. Trương Khiết chu chu môi. Trương Thành quay đầu vừa thấy, liền thấy Trương Huyền một tay xách theo một cái dương, bước đi như bay, không chút nào cố sức, nhìn lại chính mình, cầm một cái dương đều phí nửa ngày kính, mệt mồ hôi đầy đầu. Như vậy một màn, làm Trương Thành sắc mặt có chút không nhịn được, nghĩ đến chính mình vừa mới còn nói cái gì các lão gia sức lực đại đâu, hiện tại trên mặt thiêu lửa nóng,
Chương 49 bồi rượu. Trương Thành, chạy nhanh đem người kia nhãn tuyến lau đi, nương chít chít, nhìn xem tỷ phu, kia mới là đàn ông. Chân dài mỹ nữ Tôn Lam bước bước chân đi tới, vẻ mặt khinh thường nhìn Trương Thành. Trương Thành không vui hừ một tiếng, không có mở miệng, hắn nhìn Trương Huyền kia bước đi như bay bóng dáng, nghĩ từ từ như thế nào mới có thể đem bãi tìm trở về, sức lực đại lại sao. Nhìn thấu kia một bộ quần áo, nghèo khổ người mệnh. Có Trương Huyền hỗ trợ, nguyên bản đến tam nữ phí nửa ngày công phu mới có thể dọn xong hành lễ, một chuyến liền thu phục. Tự Huyền hơi thu thập nhà dưới gian, đối Trương Huyền nói, tỷ phu, ta cho ta tỷ nói, thỉnh ngươi ăn cái cơm chiều, ngươi cho ta cái mặt mũi a. Ha ha, hảo, Trương Huyền cười to hai tiếng, gật gật đầu. Hắn có thể nhìn ra tới, cái này Tự Huyền, cùng Lâm Thanh Hạm hai cái đường ca so sánh với, tâm tính gì đó đều cũng không tệ lắm, làm Lâm Thanh Hạm đường muội. Tự Huyền gia cảnh không cần tưởng, ngàn vạn vẫn phải có, nhưng xem nàng ăn mặc, chính là cái loại này 100-200 khối một kiện bình thường quần áo, cũng không có cái gì cao điệu khoe giàu, lấy Tự Huyền gia thất, Mercedes-Benz gì nói mua liền mua, nàng thật muốn huyễn nói, còn có cái kia Trương Thành chuyện gì. Trương Khiết cùng Tôn Lam cùng Tự Huyền quan hệ thực hảo, Tự Huyền kêu Trương Huyền tỷ phu, này hai cái mỹ nữ cũng đi theo Tự Huyền kêu. Tỷ phu, người dáng người tốt như vậy, không đi đương người mẫu đều đáng tiếc. Chúng ta công ty những cái đó nam mô dáng người, còn không bằng ngươi một nửa đâu. Ngươi này như thế nào luyện a? Tôn Lam nhìn Trương Huyền cánh tay thượng lộ ra cơ bắp, mặt đẹp ửng đỏ. Ta này, Trương Huyền nhìn chính mình hai tay cánh tay, nói thật, hắn cũng không có cố ý đi luyện cơ bắp. Này một thân cân xứng cơ bắp, đều là bị bắt luyện ra, nếu đổi cá nhân, mỗi ngày đều ở sống hay chết chung vượt qua, hắn cũng sẽ có như vậy một thân cơ bắp, theo đuổi toàn thân lực lượng. Mà không phải giống người mẫu như vậy quang muốn mỹ cảm, cái loại này đánh kích thích tố cơ bắp, xem nhiều sẽ làm người có chút phản cảm, mà Trương Huyền trên người, tắc sẽ làm người sinh ra mê luyến. Được rồi, tỷ phu chính là có lão bà người, người cô nàng này đừng hoa si, chúng ta mau đi ăn cơm. Tóc ngắn mỹ nữ Trương Khiết kéo một phen Tôn Lam, chiều cổng trường đi đến. Trương Khiết có một chiếc CRV ngừng ở học khu đối diện cái kia phố, nàng cũng không có chạy đến trong trường học tới. Dùng Trương Khiết nói, nàng không thích cái loại này làm người chú mục cảm giác, này xe chính là cha mẹ cấp mua thay đi bộ công cụ, không phải dùng để khoe khoang. Trương Huyền cảm thán một tiếng, thật đúng là người phân theo nhóm A, Trương Khiết nữ nhân này tính cách, cùng Tự Huyền thật là giống nhau như đúc, chẳng qua, Tự Huyền tàng đến so Trương Khiết còn thâm một chút, hoàn toàn không có tiết lộ chính mình gia thất, ngay cả chính mình cái kia thiên tiên tỷ tỷ, Tự Huyền cũng không nói cho chính mình bạn cùng phòng cụ thể thân phận. Tự Huyền tam nữ vốn dĩ đính hảo một nhà hàng, kết quả ở đi trên đường, Tôn Lam nhận được một chiếc điện thoại, làm mấy người thay đổi mục đích địa. Tôn Lam, ngươi là nói, các ngươi cái kia giám đốc, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chọn vài tên người mẫu đi bồi những cái đó lão bản ăn cơm. Lái xe Trương Khiết trên mặt treo bất mãn. Ân, Tôn Lam hàm răng khẽ cắn môi, gật gật đầu, phía trước có vài tên cô nương không đi, ngày hôm sau đã bị khai trừ rồi, ép tới một tháng tiền lương cũng đều chưa cho phát. Nhưng đi là làm gì, chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng. Này quả thực là khi dễ người. Trương Khiết một cái tát chụp đến tay lái thượng, dưới thân ô tô phát ra một tiếng bóp còi. Đi, ta hôm nay liền phải đi xem, rốt cuộc là cái gì lão bản, như vậy kiêu ngạo. Nếu không chúng ta vẫn là không đi đi, cùng lắm thì ta không làm là được. Bọn họ những người này có hắc đạo bối cảnh, phía trước có cái cô nương bởi vì bất mãn tố cáo bọn họ, cuối cùng phòng ở đều bị thiêu. Tôn Lam xinh đẹp gương mặt hiện lên một mặt lo lắng, có thể thấy được, nàng nội tâm vẫn là thực sợ hãi nàng cái kia giám đốc. Không làm, dựa vào cái gì không làm, lúc trước người phí bao lớn sự mới tiến cái này người mẫu công ty, bọn họ không phải còn có hai chàng tú tiền chưa cho ngươi kết đâu. Ta xem bọn hắn hôm nay có thể thế nào, Trương Khiết khí tàn nhẫn nhấn ga, CRV ở trên đường chạy như bay, có thể thấy được nữ nhân này cũng là cái hỏa bạo tính tình. Tự Huyền cùng Trương Huyền hai người ngồi ở ghế sau, Tự Huyền hướng Trương Huyền cười cười, nhỏ giọng nói, tỷ phu, Tôn Lam gia cảnh cũng không tốt, nàng mỗi năm học phí đều là dựa vào chính mình kiếm, cho nên cái này công tác đối nàng tới nói rất quan trọng, các nàng cái kia công ty vẫn luôn khất nợ các nàng tiền lương, hiện tại lại lấy loại sự tình này tới uy hiếp các nàng. Trương Huyền gật gật đầu, kia đi xem đi, đều là bằng hữu, có thể giúp đỡ giúp. Ân, Tự Huyền nheo lại hai mắt. Nàng ở nhìn đến Trương Huyền gật đầu nháy mắt, liền cảm giác lần này sự tình có người tâm phúc giống nhau. Tiên Vị Lâu, là Ngân Châu tương đối nổi danh hải sản nhà ăn, ở Ngân Châu loại này tiếp cận Đại Tây Bắc thành thị,
hải sản giá cả là phá lệ quý, có thể ở tiên vị lâu muốn cái đại bao, cũng muốn thượng tràn đầy một bàn hải sản người, kia trong túi đều là không kém tiền. Một chiếc Honda CR-V ngừng ở tiên vị lâu bãi đỗ xe chung, Trương Huyền mang theo tam nữ từ trên xe đi xuống tới, đi nhanh bước vào tiên vị lâu chung. Tiên vị lâu trang hoàng, ánh mắt đầu tiên liền cho người ta một loại kim bích huy hoàng xa hoa cảm, vào cửa liền có thể nhìn đến ở khách sạn trong đại sảnh lập một tòa núi giả, dưới chân núi có thủy, trong nước có một ít quý hiếm con cá ở bơi lội, nếu có người điểm cơm, này đó nguyên liệu nấu ăn đều là hiện trường tể sinh, càng là như vậy cao bức cách, càng đại biểu cho nơi này sang quý. Tôn Lam giám đốc đã đem ghế lô vị trí chia Tôn Lam, lầu 3888 ghế lô, chỉ nhìn một cách đơn thuần này ghế lô hào, đều có thể nhìn ra ở bên trong ăn cơm người là cái gì địa vị. Trương Khiết nổi giận đùng đùng, đầu tàu gương mẫu đi thuốc đàng trước mặt, vừa đến lầu 3, là có thể nghe được ghế lô nội truyền đến nữ nhân cười duyên, còn có nam nhân thô cuồng tiếng cười. Trương Khiết nghe được ghế lô nội tiếng cười, trong lòng hỏa khí càng tràn đầy, nàng thậm chí đều có thể nghĩ đến, nếu hôm nay riêng là Tôn Lam một người đi vào này, kia sẽ thế nào, bị bên trong này nhóm người buộc uống rượu, sau đó mang đi. Nếu không tới, đã bị khai trừ, phía trước vẫn luôn khất nợ tiền lương cũng lấy không được, này hoàn toàn chính là khi dễ người. Trương Khiết làm bộ, chuẩn bị một phen đẩy ra ghế lô môn, lại bị Tôn Lam ngăn lại. Tôn Lam vẻ mặt nhút nhát nhìn Trương Khiết, lắc lắc đầu nói, nếu không thôi bỏ đi, nghe bên trong thanh âm, người còn rất nhiều, ta đi vào bồi bọn họ uống hai ly liền đi. Đừng choáng váng, đám cặn bã này có thể như vậy uy hiếp ngươi lại đây, sao có thể làm ngươi tùy tiện đi. Ta hôm nay cần thiết giúp ngươi thảo cái công đạo, Trương Khiết không màng Tôn Lam khuyên can, một phen đẩy ra Tôn Lam. Làm Tôn Lam hảo khuê mật, Trương Khiết rất rõ ràng Tôn Lam là cái dạng gì người, lấy Tôn Lam kia tinh xảo mặt trái xoan cùng cao gầy dáng người, trong trường học truy nàng người quá nhiều, bên trong không thiếu có phú nhị đại, cũng có giáo ngoại người giàu có, nhưng chưa từng thấy Tôn Lam với ai đi được nhiều gần, cho tới nay, nàng đều là chính mình kiếm tiền, nuôi sống chính mình. Nguyên nhân chính là vì như thế, Trương Khiết tuyệt đối không cho phép Tôn Lam đã chịu như vậy khi dễ. Trương Khiết duỗi tay, một phen đẩy ra trước mặt ghế lô môn, đập vào mắt ghế lô chung hết thảy, làm Trương Khiết trong mắt phát ra ra lửa giận. Chương 50 cứu tinh. Trương Khiết nhìn đến, ở ghế lô chung, có vài tên diện mạo tú lệ, dáng người nóng bỏng nữ nhân, chính vây quanh một cái bụng phệ trung niên mập mạp, trong đó một người, càng là ngồi ở trung niên mập mạp trên đùi. Cùng trung niên mập mạp uống rượu giao bôi. U, lại tới mấy mỹ nữ, mau tiến vào, uống một chén. Trung niên mập mạp vừa thấy Trương Khiết, ánh mắt sáng lên, vươn mập mạp tay đối Trương Khiết không ngừng huy. Đứng ở cửa Tôn Lam cũng bị trước mắt một màn hoảng sợ, nàng thật không nghĩ tới, những người này thế nhưng chơi như vậy điên cuồng. Nàng nhìn đến, cái kia ngồi ở trung niên mập mạp trên người mỹ nữ, chính là lúc ấy cùng chính mình cùng nhau tiến công ty người. Tôn Lam, mau tới. Một cái nhìn qua hơn 30 tuổi, lưu trữ tóc vuốt ngược nam nhân vừa thấy đến Tôn Lam, trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ thần sắc, đêm nay, hắn gọi tới này đó cô nương, dáng người cùng tướng mạo tốt nhất, vậy thuộc Tôn Lam, đêm nay hắn liền chờ Tôn Lam tới bồi rượu đâu. Cái kia giám đốc, ta, Tôn Lam đứng ở cửa, không dám vào cửa, trong miệng ấp úng. Ngươi cái gì ngươi, vương lão bản chính là hỏi ngươi vài biến, ngươi này đã tới chậm, đến trước tự phạt tam ly a. Giám đốc một cái kính cấp Tôn Lam xử ánh mắt. Vương lão bản chính là cái kia trung niên mập mạp, lúc này một đôi mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Tôn Lam, đem nàng từ đầu đến chân đánh giá vừa lật, vươn đầu lưỡi, ghê tởm liếm liếm môi. Phạt cái gì phạt, muốn uống rượu, các ngươi chính mình đi uống, chúng ta hôm nay tới, là muốn Tôn Lam phía trước tiền lương. Trương Khiết cầm lấy một cái chén rượu, bang một tiếng trên mặt đất tạp toái. Chén rượu vỡ vụn thanh âm. Làm cho cả ghế lô nội lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Người mẹ nó chính là ai a? Tới này nháo sự, sơ tóc vuốt ngược giám đốc tạch một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Trương Khiết, tiểu nha đầu, người tìm phiền toái đến nhầm địa phương đi. Vương lão bản hướng ghế lô cửa phất phất tay, ai, niên thiếu vô chi sao, ai không có cái xúc động thời điểm, ngồi xuống bồi ta uống hai ly, việc này coi như đi qua, thế nào? Vẻ mặt ngạo nghễ giám đốc hướng vương lão bản cười nịnh gật gật đầu, theo sau lại nhìn về phía Trương Khiết, nghe được vương lão bản nói sao, mau tới đây bồi vương lão bản uống hai ly, hảo hảo nhận cái sai, việc này ta coi như không phát sinh. Ta muốn nói không đâu, Trương Khiết nhìn chằm chằm giám đốc. Không, giám đốc cười cười, nếu các ngươi không thức thời,
kia hôm nay, liền ai cũng đừng đi rồi. Giám đốc cầm lấy một cái pha lê ly, hướng Trương Khiết dưới chân dùng sức một ném, pha lê ly ở Trương Khiết trước người tạp toái, vỡ vụn pha lê cha tử tiệm Trương Khiết một chân. Tại đây đồng thời, một đoàn tráng hán xuất hiện ở khách sạn hành lang giữa, ô ô mênh mông vây đến ghế lô cửa, có 7-8 người nhiều. Trương Huyền thấy như vậy một màn, lắc lắc đầu, Trấn Hưng bả vai đi vào ghế lô nội, ánh mắt mọi nơi siêu tầm, nhìn xem có cái gì tiện tay ra hỏa. Tự Huyền nhìn đến Trương Huyền động tác, duỗi tay lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, hướng Trương Huyền lắc lắc đầu, nàng quang xem Trương Huyền bộ dáng, đều biết Trương Huyền muốn làm gì, đối với Trương Huyền có dám hay không đối nảy ghế lô người động thủ, Tự Huyền một chút đều không nghi ngờ, này cái gì Vương lão bản, còn có này người mẫu công ty giám đốc, ở người khác xem ra, có thể là cái gì thành công nhân sĩ, nhưng ở Lâm thị trước mặt, nhỏ yếu như con kiến, Trương Huyền lúc ấy liền Vương Vĩ đều nói đánh là đánh. Lại như thế nào không dám tấu những người này? Tỷ phu, người đừng động thủ a, Trương Khiết có thể giải quyết. Tự Huyền nhỏ giọng đối Trương Huyền nói. Trương Huyền hơi hơi kinh ngạc nhìn Trương Khiết liếc mắt một cái, chợt cũng liền thoải mái, nữ nhân này dám hùng hổ lại đây tìm việc, hiện tại đối mặt nhiều như vậy tráng hán, còn vẻ mặt không sợ, muốn nói nàng không điểm át chủ bài, ai có thể tin. Nghĩ vậy, Trương Huyền cũng liền từ bỏ trực tiếp ra tay đánh cho tàn phế những người này chuẩn bị, đơn giản đứng ở Trương Khiết bên người, tránh cho nàng đã chịu cái gì thương tổn. Trương Huyền này động tác, xem tại đây đàn tráng hán trong mắt, chính là có vẻ mềm yếu, ở đây liền hắn một cái đại lão ra, còn tránh ở nữ nhân phía sau. Ta nói tiểu muội muội, này không phải ngươi mời đến giúp đỡ đi. Giám đốc nhìn Trương Huyền, cười nhạo nói. Trương Khiết hừ lạnh một tiếng, ta giúp đỡ là ai, ngươi chờ hạ sẽ biết. Chờ hạ, giám đốc cười cười, theo sau thanh âm đột nhiên trở nên tàn nhẫn lên, ta hiện tại liền phải các ngươi toàn bộ quỳ xuống, động thủ. Giám đốc ra lệnh một tiếng, những cái đó vây quanh ở ghế lô cửa người, tức khắc vọt tiến vào, kia cầm đầu một người tráng hán, khóe miệng mang theo một mặt âm hiểm cười, duỗi tay chiều Trương Khiết trên người chộp tới. Còn lại người, cũng đều không có hảo ý chiều Tự Huyền cùng Tôn Lam chộp tới. Trương Huyền trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, phần eo nhẹ nhàng vặn vẹo, một tay nắm tay, tùy thời có thể phát lực. Đúng lúc này, một tiếng giống to từ ghế lô ngoại vang lên. Ta mẹ nó xem ai dám động các nàng. Này tiếng quát còn không có rơi xuống, liền thấy một đám tay cầm côn bổng người trẻ tuổi từ ghế lô ngoại vọt tiến vào, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, không dưới 20 người. Này đàn người trẻ tuổi xuất hiện, làm giám đốc gọi tới tráng hán dừng lại trên tay động tác, không dám vọng động. Ngay sau đó, liền thấy vẽ nhãn tuyến Trương Thành từ ghế lô ngoại đi đến, ở Trương Thành bên người, còn đi theo hắn kia hai cái huynh đệ, cùng với hai gã ăn mặc diễm lệ, họa nùng trang nữ sinh viên. Trương Thành mới vừa đi tiến ghế lô, đám kia cầm trong tay côn bổng thanh niên đồng thời cúi đầu, hô một tiếng Thành ca. Trương Thành vừa lòng gật gật đầu, tự xưng là soái khí điểm căn thuốc lá phóng tới trong miệng, đem ánh mắt phóng tới giám đốc trên người, ta ở trường học liền nghe nói, có người cha buộc chúng ta trường học học sinh ra tới làm, hôm nay lão tử xem như bắt được ngươi, lá gan không nhỏ, liền Tiểu Lam chủ ý đều dám đánh. Các ngươi là người nào? Giám đốc cau mày nhìn Trương Thành, hắn là chuyên môn làm xã giao, tuy rằng Trương Thành có vẻ thực non nớt, nhưng này trên người xuyên này một thân hàng hiệu, làm giám đốc không dám coi khinh. Lão tử là Thanh Diệp xã, nghe qua sao? Thanh Diệp xã, giám đốc vừa nghe danh hào này, trên mặt lộ ra một mạt kinh sắc, bọn họ bản thân mang chút xã đoàn sắc thái, đối với này Ngân Châu thị ngầm xã đoàn long đầu, tự nhiên là kiêng kỵ ba phần. Xem ra ngươi nghe qua, nếu ngươi nghe qua, nên biết. Chúng ta lão đại Lôi Công đã từng phát nói chuyện, các người đám cặn bã này, không được đem chủ ý đánh tới Ngân Châu Đại học đi, các người hắn sao vào tai này ra tai kia sao? Muốn hay không ta cho ta lão đại báo ca nói một tiếng a? Trương Thành từ một người thanh niên kia tiếp nhận một cây mộc bổng, vẻ mặt uy hiếp nhìn giám đốc. Này, giám đốc nhìn Trương Thành mang đến những người này, lại nhìn Vương lão bản, trong nháy mắt này, hắn tự hỏi trong đó lợi và hại quan hệ, ngay sau đó đem cúi đầu, xin lỗi. Là chúng ta quá giới. Còn không mau cút đi. Trương Thành lông mày một hoành. Giám đốc liên tục đối với ghế lô nội các cô nương làm xuống tay thế, chính mình một khắc cũng không dám ở lâu, chạy trốn giống nhau chạy ra ghế lô. Những cái đó giám đốc gọi tới tráng hán vừa thấy, cũng đều xám xịt lui đi ra ngoài. Ghế lô nội các cô nương ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng một người trước đi đầu ra cửa, còn lại người cũng theo đi ra ngoài,
bụng phệ vương lão bản nào dám một mình đối mặt như vậy trận trược, này hơn 20 danh thủ cầm côn bổng thanh niên, sợ tới mức hắn bắp chân đều phát run, cong eo, một tiếng đều không cổ họng, liền xem cũng không dám xem Trương Thành liếc mắt một cái chạy ra ghế lô. Chương 51 nguồn chuyện chữ không có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.